chương 5580, sớm chạy, ma lệ đắc ý nói, không kém bao nhiêu đâu, cái kia ngũ nhạc minh đế phân thân đi ra trong nháy mắt, bản đế liền biết lợi hại quan hệ, để không chết bọn hắn thôi động tư mệnh điện các loại thủ đoạn che đậy nơi này khí tức, hẳn là không có thể truyền về bản thể, không phải vậy bản đế sao có thể ngây ngốc đợi ở chỗ này, đã sớm chạy. Nói đến đây, ma lệ vội và ngậm miệng lại, mồ hôi lạnh trên trán đều xuất hiện. Mẹ nó, qua đắc ý, kém chút nói lỡ miệng, Tần Trần lạnh lùng nhìn về phía hắn, người mới vừa nói chạy cái gì. Ma lệ thân thể run lên, vội vàng cười lấy lòng đến, khụ khụ, ý của ta là ta đã sớm chạy tới thông chi ngươi. Ha ha, Tần Trần nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, thấy ma lệ toàn thân hoảng sợ. Liền thấy Tần Trần vươn tay, bộc một tiếng, nhẹ nhàng vỗ vỗ ma lệ bả vai, dọa đến ma lệ toàn thân cứng đờ, trắng bệch cả mặt. Ma lệ, ngươi lần này làm không sai, yên tâm, lúc trước đáp ứng ngươi đồ vật, bản thiếu quyết không nuốt lời. Tần Trần thản nhiên nói, ma lệ vội vàng nói, Tần Trần, người nói lời này cũng quá khách khí, người làm người ta còn không biết sao. Ta tin tưởng ngươi, Dứt lời, sau lưng của hắn đã tràn đầy mồ hôi lạnh. Còn tốt viên hồi đi, có thể lập tức trong lòng lại là không cam lòng đứng lên. Dựa vào, rõ ràng mình mới là đại đế cường giả, làm sao tại tiểu tử kia trước mặt, chính mình tổng như vậy sợ đâu. Liền không thể có khí phách một lần, ma lệ trong lòng giận mắng chính mình bất tranh khí, nói thầm, không được, Ma lệ, người đến cho ta cao ngạo đứng lên, người thế nhưng là vũ trụ này biển khí vận chi tử, như thế sợ tính là gì? Đương nhiên, động viên về động viên, ma lệ hai chân lúc này vẫn còn có chút mềm. Mà đổi thành một bên, tần trần nhưng trong lòng cũng nhẹ nhàng nhẹ nhàng thở ra. Nếu ngũ nhạc minh đế bản thể còn không có nhận được tin tức, vậy trong này tạm thời coi như an toàn. Cô ra, tiểu thư nàng thế nào? Thương thế của nàng, mà lúc này, không chết đế tôn nhìn xem tần trần, sắc mặt có chút tâm thần bất định, nhịn không được hỏi thăm vô cùng khẩn trương tần trần nhìn hắn một cái thở dài nói tư tư nàng chưa khôi phục còn tại vĩnh kiếp nghiệt hải bên trong còn không có khôi phục không chết đế tôn lập tức biến sắc chẳng lẽ ngay cả nữ đế đại nhân bản nguyên cũng vô pháp chữa trị tiểu thư thương thế trên người sao nói đến đây sắc mặt hắn lập tức trở nên vô cùng trắng bệch tiểu thư không chết đế tôn cuối cùng là chuyện gì xảy ra lúc này một bên ám tinh minh nữ nhìn xem tần trần bọn người đặc biệt là tần trần bên người u minh đại đế còn có ẩn chứa vực sâu chi lực thái âm minh nữ cùng ma lệ ánh mắt cực kỳ ngưng trọng cùng âm trầm còn có mấy người bọn hắn rốt cuộc là ai oanh một cỗ lạnh lùng khí tức từ trên người nàng phun trào mà ra cùng lúc đó phía dưới vĩnh kiếp nhiệt hải chi lực cũng là tại viên kia hắc ám ngôi sao thôi động phía dưới ẩn ẩn sôi trào lên mặc dù lúc trước tần trần chém giết ngũ nhạc minh đế có thể cũng không đại biểu tần trần liền cùng nàng là cùng một bọn đặc biệt là trong đội ngũ này lại còn có ẩn chứa vực sâu chi lực người. Cái này khiến ám tinh minh nữ làm sao không cảnh giác. Năm đó minh nguyệt nữ đế chính là bị vực sâu bộ tộc hãm hại. Tội nghiệt chi lực, tần trần híp mắt, nhìn xem trên đỉnh đầu hắc ám môi sao, sắc mặt như có điều suy nghĩ. Không chết đế tôn vội vàng nói, ám tinh, người đừng xúc động, người này là nữ đế đại nhân con rể, chúng ta cô ra. Về phần bọn hắn mấy cái, không chết đế tôn vừa muốn giải thích, lại bị tần trần trực tiếp đánh gãy, hắn hít mắt nhìn xem ám tinh minh nữ thản nhiên nói ngươi là minh nguyệt nữ đế năm đó lưu lại ám tử đem người biết đến nói hết ra đi giải thích một chút lúc trước chuyện phát sinh ám tinh minh nữ hơi nhướng mày nơi đây là vĩnh kiếp nguyệt hải nên giải thích hẳn là các ngươi đi còn có ngươi không chết ngươi rõ ràng có được tư mệnh điện tại sao lại cùng bọn gia hỏa này cấu kết cùng một chỗ trong đó còn có vực sâu bộ tộc gia hỏa ám tinh minh nữ dẫn động hắc ám ngôi sao gắt gao nhìn chằm chằm tần trần một đoàn người Thú vị, Tần Trần hơi nhướng mày, không chết, xem ra người này còn không biết người sự tình a. À. Nói như vậy, Minh Nguyệt Nữ Đế năm đó lưu lại hai người các ngươi ám tử thời điểm, là riêng phần mình an bài, cũng không đem bọn ngươi tin tức lẫn nhau chung. Nói đến đây, Tần Trần như có điều suy nghĩ, bất quá cũng là, lúc đó tình huống khẩn cấp, lại như thế nguy hiểm, người bình thường hoàn toàn chính xác không nên đem trứng gà đặt ở trong cùng một giỏ sách, bất quá lấy Minh Nguyệt Nữ Đế thủ đoạn, cũng không trở thành để cho các ngươi náo ra ô long như vậy tới đi. Hay là nàng lúc đó hồ đồ rồi, lớn mật, dám như vậy ngôn nữ đế đại nhân, Ám Tinh Minh nữ giận dữ mắng mỏ, oanh, trên đỉnh đầu nàng hắc ám ngôi sao lập tức kích động, một cỗ kinh khủng tội nghiệt chi lực trong chốc lát liền hướng phía Tần Trần quyển rơi xuống. "Làm càn, dám đối với chủ nhân động thủ, ai cho ngươi lá gan?" Nhìn thấy Ám Tinh Minh nữ dám đối với Tần Trần động thủ, ở đây bắt đầu mị đại đế đám người nhất thời gầm thét lên tiếng, nhao nhao tiến lên liền muốn xuất thủ, cũng là bị Tần Trần trong nháy mắt ngăn lại tội nghiệt chi lực rất đáng gờm sao tần trần cười khẽ khóe miệng phát hỏa một tia lạnh nhạt tay phải bỗng nhiên nâng lên một tiếng ẩm vang hắn đại thủ trực tiếp vồ bắt hướng trong hư không hắc ám ngôi sao ông tại bàn tay hắn đi vào cái kia hắc ám ngôi sao trên không trong nháy mắt nở rộ vô tận thần hồng đúng là đem cái kia hắc ám ngôi sao trực tiếp bao khỏa ở trong đó ám tinh minh nữ lập tức biến sắc kẻ trước mắt này vậy mà muốn nắm bắt chính mình hắc ám ngôi sao nàng vội vàng ý đồ thôi động hắc ám này tinh thần phun trào đáng sợ tội nhiệt chi lực có thể để nàng biến sắc chính là tần trần khẽ cười một tiếng ở giữa trên đại thủ một cỗ kinh khủng tội nhiệt chi lực cũng theo đó cấp tốc phun trào đứng lên cái gì tội nhiệt chi lực người vậy mà cũng nắm trong tay một tia tội nhiệt chi lực điều đó không có khả năng ám tinh minh nữ trong lòng kinh hãi hãi nhiên thất sắc nàng cắn răng một cái vội vàng dẫn động trong đầu của mình nữ đế đại nhân ban thưởng ấn ký đây là nàng có thể thôi động hắc ám này tinh thần lớn nhất át chủ bài trong chốc lát nguyên bản bị tần trần bao phủ lại hắc ám ngôi sao kịch liệt rung động, đúng là muốn từ tần trần trong tay tránh thoát. Ân, tần trần mắt sáng lên, oanh một tiếng, trong bàn tay hắn, một đạo kinh khủng lôi quang đột nhiên nở rộ mà ra, trong nháy mắt bao trùm cái kia hắc ám ngôi sao, trong chốc lát, ám tinh minh nữ trong nháy mắt cảm giác được chính mình lại cùng cái kia hắc ám ngôi sao ở giữa liên hệ trong nháy mắt đoạn tuyệt ra. Sau một khắc, giờ khắc này hắc ám ngôi sao đã rơi vào đến tần trần trong tay. U Minh, người đến xem, Tần Trần đối với một bên U Minh Đại Đế thản nhiên nói. U Minh Đại Đế tiến lên, cẩn thận nhìn chăm chú một lát, gật đầu nói: Này hóa vàng bên trên hoàn toàn chính xác có Minh Nguyệt Nữ Đế một sợi ấn ký, cho nên cái này Ám Tinh Minh Nữ có thể khống chế bộ phận Vĩnh Kiếp Nguyệt Hải chi lực, nhưng cũng chỉ là mượn dùng mà thôi, không cách nào chân chính đem Vĩnh Kiếp Nguyệt Hải triệt để thôi động. Nói như vậy, cái này Ám Tinh Minh Nữ đích thật là Minh Nguyệt Nữ Đế Lưu Hậu Thủ. Tần Trần gật gật đầu, trong lòng bàn tay vô tận lôi quang trong nháy mắt tiêu tán sau đó hắn khoát tay, viên này hắc ám ngôi sao bị hắn trong nháy mắt vứt cho ám tinh minh nữ. Ám tinh minh nữ vội vàng tiếp nhận hắc ám ngôi sao, trong nháy mắt lại lần nữa cảm ứng được cùng hắc ám này giữa các vì sao liên hệ, một trái tim cấp tốc để xuống, hoảng sợ nhìn xem tần trần. Nữ đế đại nhân ban cho trí bảo, đúng là bị kẻ trước mắt này trực tiếp cho khống chế, tình huống như thế nào. Trường 5581, suy nghĩ nhiều quá. Lúc này ám tinh minh nữ trong lòng kinh hãi không gì sánh được, Cô gái này đế đại nhân lưu lại tội nhiệt chi lực, cho dù là cường đại tới đâu đại đế cũng vô pháp khống chế, bằng không thì cũng sẽ không sừng sướng cái này minh giới đã nhiều năm như vậy. Nhưng vừa vặn, Tần Trần mắt nhìn sắc mặt khiếp sợ ám tinh minh nữ, thản nhiên nói, mặc dù ngươi thật sự là minh nguyệt nữ đế năm đó lưu lại ám thủ, bất quá nơi đây bây giờ nguy hiểm trùng điệp, một bộ phân thân cứ như vậy biến mất, cho dù không có truyền trở về bất cứ tin tức gì, ngũ nhạc minh đế sợ cũng là muốn không được bao lâu liền có thể cảm ứng được tình huống cho nên bản thiếu không hy vọng ngươi lại có bất kỳ nghi ngờ nào, mau chóng nói ra sự thật. Tần Trần nhìn chằm chằm ám tinh minh nữ, ánh mắt kia cực kỳ xâm lược cùng cảm giác áp bách, để ám tinh minh nữ cái chán có chút chảy ra mồ hôi lạnh, cảm nhận được áp lực cực lớn. Nếu như ám tinh minh nữ còn không biết mở miệng, cái kia Tần Trần bức không được liền muốn đối với nàng tiến hành siêu hồn. Ám tinh minh nữ gắt gao ngăn cản tần trần ánh mắt, sắc mặt khó coi nói, không phải ta không muốn nói, mà là cái này thái âm minh nữ cùng vực sâu tộc nhân, năm đó nữ đế đại nhân chính là bởi vì vực sâu mà mất tích nàng có thể nào triệt để tin tưởng đối phương nguyên lai like ngươi là đang lo lắng cái này tần trần gật gật đầu nhìn về phía thái âm minh nữ khoát tay bá thái âm minh nữ trong nháy mắt bị hắn nắm bắt tới sau đó tại đỉnh đầu nàng bỗng nhiên lăng không một trào. oanh một luồng khí tức kinh khủng phun trào thái âm minh nữ cùng hắc liên thánh làm thần hồn trong nháy mắt bị lăng không cầm ra hai đạo linh hồn mặt lộ hoảng sợ ở tại nơi trọng yếu một tia chớp phù văn ấn ký trong nháy mắt hiển lộ mà ra, chiếu sáng rạng rỡ. Linh hồn ấn ký, ám tinh minh nữ chấn kinh nhìn xem tần trần. Tần trần bàn tay hướng phía dưới nhấn một cái, oanh, hai người thần hồn lúc này một lần nữa trở lại trong thân thể, thân thể sụi lơ, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, tại vừa rồi trong nháy mắt đó. Các nàng cảm giác mình sinh tử hoàn toàn khống chế tại tần trần trong tay, loại cảm giác này thật sự là quá mức đáng sợ, để các nàng nội tâm không sinh ra bất luận cái gì phản kháng. Người là giao thất, ta là thịt cá vừa rồi trong nháy mắt đó các nàng thậm chí có loại vô luận tần trần để các nàng làm cái gì các nàng đều không thể không phục tùng cảm giác tần trần mắt nhìn thái âm minh nữ người đến cho nàng giải thích một chút thái âm minh nữ toàn thân đổ mồ hôi lâm ly vội vàng đối với ám tinh minh nữ nói ám tinh năm đó ta đích xác là cùng vực sâu bộ tộc có chỗ cấu kết nhưng hắc liên thánh làm đại nhân cùng hãm hại nữ đế đại nhân vực sâu bộ tộc cũng không phải là cùng một băng ta cũng là tại nữ đế đại nhân sau khi mất tích mới dựa vào Hắc Liên Thánh làm đại nhân đột phá đại đế, những năm này mặc dù chiếm cứ bộ phận vĩnh kiếp nhiệt hải, nhưng chưa bao giờ hãm hại qua nữ đế đại nhân. Lúc trước cũng là may mắn mà có Tần Trần đại nhân đã cứu rỗi ta các loại, để cho chúng ta từ xa đọa bên trong tỉnh táo lại, biết làm quỷ hẳn là trung nghĩa, quyết không thể phản bội trước chủ, không phải vậy chính là vong ân phụ nghĩa, quỷ xúc không bằng. Nhìn xem run rẩy giải thích thái âm minh nữ, ám tinh minh nữ tâm thần rung động. Trước nhìn đằng trước đến đạo kia linh hồn ấn ký bắt đầu, nàng liền đã tin tưởng tần trần nếu không lấy vực sâu bộ tộc cá tính như thế nào nguyện ý để cho người ta trong linh hồn lưu lại ấn ký nghĩ tới đây ám tinh minh nữ mắt nhìn không chết đế tôn trên người tư mệnh điện rốt cục chậm rãi nói viên này tội nhiệt tinh thần chính là minh nguyệt nữ đế đại nhân năm đó truyền cho ta nương theo lấy ám tinh minh nữ giảng thuật đám người cũng dần dần nghe rõ nguyên lai năm đó minh nguyệt nữ đế từng đơn độc đi tìm ám tinh minh nữ ban cho nàng món này trí bảo bằng trí bảo này, ám tinh minh nữ có thể dẫn động vĩnh kiếp nghiệt hải bên trong tội nhiệt chi lực tu hành. Cũng để nàng không nên nói cho bất kỳ người nào khác, một khi nàng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, liền để ám tinh minh nữ xâm nhập vĩnh kiếp nghiệt hải hạch tâm, dẫn động vĩnh kiếp nghiệt hải chi lực, bảo vệ cẩn thận nơi đây, đợi nàng trở về. Về sau minh nguyệt nữ đế biến mất, ám tinh minh nữ dựa vào tội nghiệt này tinh thần đột phá đại đế cảnh giới, những năm gần đây, kỳ thật ngay từ đầu hay là có đại đế muốn ngấp nghé cái này vĩnh kiếp nhiệt hải, đều là bị nàng dẫn động tội nhiệt chi lực mà âm thầm xua lại. Ngoài ra, minh nguyệt nữ đế còn từng nói cho ta biết, nếu là tương lai ngày nào đó, có người chấp trưởng tư mệnh điện mà đến, liền để ta giúp đỡ một chút sức lực. Nói đến đây, ám tinh minh nữ mắt nhìn không chết đế tôn. Không chết đế tôn lập tức giật mình, khó trách người nhìn thấy ta tư mệnh bọc hậu thần sắc sẽ như thế quái dị, mà lại biết rõ thái âm minh nữ cùng vực sâu bộ tộc cấu kết, cuối cùng vẫn là đứng ở chúng ta bên này. Một bên Thái Dương Minh Nữ nhịn không được cả kinh nói, người lại là Minh Nguyệt Nữ Đế lưu lại ám tử. Nói như vậy, năm đó ngũ nhạc Minh Đế đại nhân âm thầm giáng lâm vĩnh kiếp Nguyệt Hải, ta mang nó chui vào vĩnh kiếp Nguyệt Hải chỗ sâu, ý đồ đem nó khống chế, lại đột nhiên dẫn phát vĩnh kiếp Nguyệt Hải bạo động, dẫn tới Minh giới rất nhiều đại đế chú ý, chẳng lẽ là ngươi dở trò quỷ. Đương nhiên, ám tinh Minh Nữ phẫn nộ nhìn xem Thái Dương Minh Nữ, kỳ thật ta đã sớm biết được ngươi cùng ngoại nhân cấu kết chỉ là không có nhìn thấu ngươi, mà là một mực thủ vững vĩnh kiếp nghiệt hải, hoàn thành nữ đế đại nhân mệnh lệnh mà thôi. Nhưng ta không nghĩ tới, người vậy mà sớm tại nữ đế đại nhân trước khi mất tích, liền cùng ngũ nhạc minh đế có cấu kết, hãm hại nữ đế đại nhân. Ám tinh minh nữ đằng đằng sát khí, tiến lên một bước, oanh, khí thức kinh khủng đột nhiên chấn áp tại thái dương minh nữ trên thân, giống như sóng dữ hận không thể đem thái dương minh nữ tại chỗ chém giết. Tần Trần vung tay lên, đem cỗ sát cơ này chôn vùi, thản nhiên nói, không vội mà động thủ, người này ta còn hữu dụng. Nói đi, Tần Trần quay đầu nhìn về phía Thái Dương Minh Nữ. Người muốn đối với ta làm cái gì? Thái Dương Minh Nữ thần sắc khẽ biến, trong lòng không hiểu phun trào sợ hãi. Tại Tần Trần dưới ánh mắt, nàng chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy, thật giống như bị thợ săn chầm chầm bên trong con mồi, có loại run lẩy bẩy cảm giác. Làm cái gì? Tần Trần khẽ cười một tiếng, các hạ năm đó phản bội Minh Nguyệt Nữ đế thời điểm, làm sao không nghĩ tới sẽ có hôm nay. Dứt lời, Tần Trần lúc này nhìn về phía mọi người nói, chân áp lại nàng, bản thiếu muốn đối với nàng tiến hành siêu hồn. Siêu hồn, Thái Dương Minh nữ lập tức biến sắc, vội vàng nói, người muốn biết cái gì, ta đều có thể nói cho ngươi. Không cần, Tần Trần trực tiếp cự tuyệt, coi như Thái Dương Minh nữ muốn phối hợp, hắn cũng sẽ không bốc lên nguy hiểm như vậy, dù sao khảo vấn nào có siêu hồn tới thuận tiện. Lúc trước không đối Thái Âm Minh nữ siêu hồn, là bởi vì lúc trước chính mình đối với tội nghiệp chi lực lĩnh ngộ không sâu lại thêm tình huống không cho phép. Nhưng bây giờ, Tần Trần từng có siêu hồn thái âm minh nữ kinh lịch, lại thêm để thôn vệ ngũ nhạc minh đế thần hồn bản nguyên cùng tại vĩnh kiếp nghiệt hải đạt được một tia tăng lên, xe nhẹ đường quen phía dưới, tự nhiên không có chút gì do dự. Chỉ gặp hắn một bước đi vào thái dương minh nữ trước người, đại thủ bỗng nhiên nén hướng đỉnh đầu của nàng. Không, không cần, thái dương minh nữ phát ra một tiếng hoảng sợ rung động gọi, một cỗ kinh khủng linh hồn khí tức trực tiếp chui vào đến linh hồn của nàng biển sâu chỗ. Ông! Trong chốc lát, nhận tần trần xâm nhập thái dương minh nữ linh hồn hải ba động kịch liệt đứng lên, ý đồ chống cự tần trần xâm lấn. Ha ha, chút tài mọn, tần trần cười khẽ, trực tiếp dẫn động tội nghiệt chi lực, trong chốc lát, oanh một tiếng, toàn bộ vĩnh kiếp nghiệt hải khí tức phun trào đứng lên, cái này một cỗ tội nghiệt chi lực trực tiếp rót vào thái dương minh nữ trong thần hồn. Thủy mị, đồng thời, tần trần mở miệng lên tiếng, cực mị chi thuật, thủy mị đại đế đã sớm chuẩn bị, cường đại mị hoặc chi thuật thi triển, trong nháy mắt xâm lấn thái dương minh nữ não hải, triệt tiêu phản kháng của nàng. Oanh, lập tức, vô số tin tức bắt đầu hiện ra tần trần não hải, đại lượng tạp nhạp tin tức lít nha lít nhít truyền lại mà đến, làm cho tần trần não hải có chút mê muội. Nhưng từng có xâm lấn thái âm minh nữ thần hồn hải kinh lịch, tần trần lần này cơ hồ không có nhận bất cứ thương tổn gì, cũng đã chống cự ở nguồn tin tức này trùng kích. Ngược lại là thái dương minh nữ, ánh mắt mông lung, không khỏi kiều hư một tiếng, toàn thân run rẩy co rút không thôi, giống như chứng động kinh loại này cưỡng ép siêu hồn so với thuần túy thân thể xâm lấn còn muốn càng thêm tư mật cùng khủng bố sợ ý một chút thậm chí sẽ đối với thần hồn tạo thành không thể nghịch tổn thương ngoại giới thái âm minh nữ nhìn xem thái dương minh nữ trạng thái hồi tưởng lại trước đó mình bị xâm lấn siêu hồn kinh lịch không khỏi lòng còn sợ hãi sắc mặt trắng bệch mà ám tinh minh nữ bọn người cũng là kinh hãi không thôi luận tu vi thái dương minh nữ chính là đại đế cường giả mà tần trần bất quá là một tôn chuẩn đế mà thôi trên lý luận lấy tần trần tu vi đừng nói là siêu hồn thái dương minh nữ, cho dù là thái dương minh nữ thân hãm hôn mê, tần trần cũng tuyệt không xâm lấn nàng thần hồn khả năng. Nhưng bây giờ, một màn trước mắt, triệt để đổ nàng dĩ vãng nhận biết. Đặc biệt là ám tinh minh nữ, thân thể không hiểu run một cái, còn tốt nàng trước đó thông qua được khảo nghiệm, nếu không, sợ cũng là muốn kinh lịch dạng này một trận siêu hồn, đôi kia nàng tới nói giản trực sinh không bằng chết, hết thảy tư mật đều đem không chỗ che thân. Một lát sau, oanh, Tần Trần lùi lại tay phải, bị Tần Trần rút lui thần hồn Hải Thái Dương minh nữ lúc này kêu lên một tiếng đau đớn, toàn thân sụi lơ xuống tới, toàn thân quần áo đã sớm bị mồ hôi thấm ướt, sụi lơ như bùn. Tần Trần, như thế nào? U Minh đại đế, không chết đế tôn bọn người đều là nhìn qua. Tần Trần bỗng nhiên mở ra con mắt, sắc mặt đột nhiên trở nên cực kỳ khó nhìn lên, chúng ta sợ là muốn phiền toái. U Minh đại đế đám người sắc mặt biến đổi. Tần Trần trầm giọng nói, ta vốn cho rằng ngăn trở ngũ nhạc minh đế phân thân tin tức truyền ra ngoài, liền có thể tranh thủ một chút thời gian, không nghĩ tới mặt trời này minh nữ một mực có cùng ngũ nhạc minh đế tiến hành câu thông. Người này phía trước đến thái âm đảo trước đó liền từng truyền lại cho ngũ nhạc minh đế một chút tin tức, như lát nữa không có tin tức truyền trở về, một khi ngũ nhạc minh đế sinh ra hoài nghi, lại không cảm ứng được phân thân của mình ấn ký, cái kia. Giờ khắc này, ở đây tất cả mọi người biến sắc. Lấy ngũ nhạc minh đế thực lực, một khi bản thể hắn giáng lâm trừ phi lợi dụng toàn bộ vĩnh kiếp nghiệt hải tới đối kháng nếu không ở đây không người có thể là đối thủ của nó không nói những cái khác lúc trước chỉ là thứ nhất đạo phân thân liền có thể lấy một địch ba còn kém chút chiến thắng đây là thủ đoạn cỡ nào tại tứ cực đại đế trước mặt phổ thông đại đế căn bản vô lực ngăn cản vậy phải làm thế nào không chết đế tôn bọn người thần sắc vội vàng u minh nếu là cái kia ngũ nhạc minh đế bản thể giáng lâm bằng vào ta các loại liên thủ lại thêm chi cái này vĩnh kiếp nhiệt hải, có thể hay không đem nó ngăn cản, tiên trì đến từ từ chữa thương kết thúc, đạt được vĩnh kiếp nhiệt hải truyền thừa. Tần Trần nhìn về phía U Minh Đại Đế, ánh mắt nheo lại. U Minh Đại Đế sắc mặt khó coi, không hề nghĩ ngợi chính là trực tiếp ngắt lời nói, ngươi suy nghĩ nhiều quá, đây tuyệt không khả năng, tứ cực đại đế không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Chương 5582, tội nhiệt thủ hộ. Gặp Tần Trần mày nhân lại, U Minh Đại Đế giải thích nói, tư cực Đại Đế, đó là đi tới Đại Đế trung cực con đường tồn tại, đến cấp độ này, nắm giữ thiên địa uy lực căn bản không phải chư vị có thể tưởng tượng, đơn giản tới nói, người nhìn cái này vĩnh kiếp nghiệt hải như thế nào. Đám người sững sờ, nhào nhào cúi đầu nhìn về phía phía dưới vĩnh kiếp nghiệt hải, mặt lộ nghi hoặc, U Minh Đại Đế lời này có ý tứ gì? U Minh Đại Đế trầm giọng nói, cái này vĩnh kiếp nghiệt hải bất quá là năm đó Minh Nguyệt Nữ Đế ngưng luyện nhiều năm bản nguyên chứa đựng chi địa mà thôi, liền có được thần uy như vậy, cho dù là minh nguyệt nữ đế biến mất nhiều năm như vậy, vẫn như cũng không người dám tùy tiện xâm nhập trong đó, đây là không có minh nguyệt nữ đế khống chế tình huống dưới. Một khi minh nguyệt nữ đế ở đây, các người có thể từng cân nhắc qua cái này vĩnh kiếp nghiệt hải sẽ có bao nhiêu đáng sợ. Nghe vậy, đám người thần sắc đều là ngưng trọng lên. Chính như U Minh Đại Đế lời nói, chỉ là cái này trước mắt cái này không có minh nguyệt nữ đế khống chế vĩnh kiếp nghiệt hải, qua nhiều năm như vậy có bao nhiêu minh giới đại đế muốn chiếm cứ đạt được. Nhưng lại chưa bao giờ có người thành công giống thủy mị đại đế hoặc là tam đại minh nữ bực này đại đế như cưỡng ép xâm nhập tất nhiên sẽ vẫn lạc tại cái này vô tận tội nghiệt chi lực bên dưới đây là vô chủ tình huống dưới nhược minh nguyệt nữ đế tự mình khống chế lại sẽ bộc phát ra cỡ nào uy năng đám người cơ hồ không cách nào tưởng tượng cái này minh mông vĩnh kiếp nhiệt hải bị triệt để thúc giục tràng cảnh cái kia tất nhiên là sóng lớn ngập trời tội nghiệt che trời như tận thế hàng lâm bình thường sợ là đến lại nhiều đại đế cũng phải bị bao phủ trong đó vì chính mình phạm vào tội nghiệt chuộc tội. U Minh Đại Đế ngưng tiếng nói, các người hẳn là cũng có thể tưởng tượng đến cái này sẽ có bao nhiêu đáng sợ, mà cùng là tứ cực Đại Đế, Minh Nguyệt Nữ Đế mặc dù là tứ cực Đại Đế đứng đầu, có thể ngũ nhạc Minh Đế cùng thập điện Diêm Đế cũng không phải các người mặt ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy. Minh Nguyệt Nữ Đế có vĩnh kiếp nguyệt hải, người cho rằng ngũ nhạc Minh Đế bọn hắn không có thuộc về mình trí bảo sao. Nếu bọn họ bản thể đích thân đến, cái kia, U Minh Đại Đế lắc đầu, không có tiếp tục nói hết, nhưng mọi người lại đều đã hiểu hắn ý tứ. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Mọi người sắc mặt cũng thay đổi, nhìn về phía U Minh Đại Đế, người cũng là tứ cực đại đế một trong, chẳng lẽ ngay cả ngươi cũng ngăn không được cái kia Ngũ Nhạc Minh Đế? Ai, U Minh Đại Đế lắc đầu, thở dài một tiếng, bản tọa nếu là thời kỳ toàn thịnh, tự nhiên không sợ Ngũ Nhạc tên kia, nhưng bây giờ bản đế chỉ là một đạo tàn hồn. Ai, lúc đầu trước khi tới ta đã để tần trần tiểu tử không cần như vậy tùy tiện đến đây vĩnh kiếp nguyệt hải, mà ứng đi trước dưới trướng của ta Hoàng Tuyền Sơn. U Minh Đại Đế một mặt trách cứ, nếu ta có thể về trước Hoàng Tuyền Sơn, liền có thể lợi dụng Hoàng Tuyền chi thủy cô động nhục thân, khôi phục đại bộ phận thực lực, cho đến lúc đó, liền xem như ngũ nhạc Minh Đế đích thân tới, bản đế cũng có thể ngăn cản được hắn, nhưng bây giờ, U Minh Đại Đế lắc đầu, không có tiếp tục nói hết. Hoàng Tuyền Sơn, tần trần trong mắt hơi híp, sau đó cả người đột nhiên nở nụ cười. Đám người sướng sờ, cái này đến lúc nào rồi, tần trần còn có thể cười đứng lên. Chủ nhân, thủy mị đại đế nhịn không được nói. Sợ cái gì, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, lúc trước không có đi hoàng tuyển sơn, là bởi vì tư tư đợi không được quá lâu, bây giờ tư tư đã ở cái này vĩnh kiếp nghiệt hải bên trong, chúng ta hiện tại lại đi hoàng tuyển sơn, cũng chưa chắc không kịp, người cứ nói đi. Tần trần quay người, vỗ vỗ u minh đại đế bả vai nói. Chúng ta hiện tại đi hoàng tuyển sơn đám người sướng sờ, cái này còn tới kịp sao? Không chết đế tôn lập tức lo lắng nói, cô ra, người nói tiểu thư hiện tại ngay tại vĩnh kiếp nghiệt hải bên trong, nếu là cô ra người rời đi, ngũ nhạc minh đế bản thể dáng lâm chắc chắn phát hiện tiểu thư, đến lúc đó coi như cái này u minh đại đế về tới Hoàng Tuyền Sơn thì có ích lợi gì? Tiểu thư sợ là đã, không sai, chủ nhân, như chủ mẫu xảy ra điều gì ngoài ý muốn, chính là u minh đại đế khôi phục thực lực cũng là là chuyện vô bổ, còn không bằng để nó lưu tại nơi này, tử thủ chủ mẫu. Thủy mị đại đế cũng vội vàng thần sắc nghiêm túc nói, cái này u minh đại đế dù sao cũng là đã từng tứ cực đại đế một trong, coi như chỉ là một đạo tàn hồn, thời khắc mấu chốt tự bạo ra, cũng nhất định có thể cho ngũ nhạc minh đế mang đến một chút tổn thương, làm chủ mẫu tranh thủ một chút thời gian. U minh đại đế, nói như vậy là chuyện ma quỷ sao, ngồi chờ chết khẳng định không được, để cho ta suy nghĩ kỹ một chút. Tần trần quét mắt mọi người tại đây, ánh mắt tại thái dương minh nữ, u minh đại đế, ma lệ bọn người trên thân chậm rãi lướt qua, từng cái suy nghĩ, tại trong đầu hắn không ngừng hiển hiện. Mẹ nó, cái này tần ma đầu lại đang nghĩ chủ ý ngu ngốc gì đó. Bị tần trần ánh mắt đảo qua, những người khác trong lòng còn không có cái gì cảm giác, khả ma lệ lại là run run một chút, chỉ cảm thấy trong lòng hoảng không được. Mỗi lần tần ma đầu suy nghĩ, liền khẳng định không có chuyện gì tốt. Qua trong giây lát, vô số suy nghĩ tại tần trần trong lòng lướt qua, một cái kế hoạch đã tại trong đầu hắn chậm rãi hình thành trước không nên gấp gáp, đi trước nhìn một chút tư tư. Tần Trần hít sâu một hơi, càng là lúc này, hắn càng là phải gìn giữ tỉnh táo. Lúc này, hắn trực tiếp đem Thái Dương Minh Nữ nhốt lại, thân hình thoát một cái, hướng phía phía dưới vĩnh kiếp nhiệt hải lướt tới. Oanh một tiếng, Tần Trần chui vào đáy biển, mà U Minh Đại Đế mấy người cũng nhao nhao theo sau. Cái này vĩnh kiếp nhiệt hải bên trong ẩn chứa kinh khủng tội nhiệt chi lực, làm người sợ hãi tội nhiệt khí tức phun trào, đám người chỉ cảm thấy ý chí lâm vào tội nhiệt này trong bao, cả người đơn giản muốn bị cỗ này tội nhiệt chi lực lôi nhập vực sâu vô tận, trở thành tội nhiệt này nô lệ. Oanh, thời khắc mấu chốt, Tần Trần vung tay lên, trực tiếp đem bốn phía tội nhiệt chi lực xua tan ra, thái âm minh nữ bọn người lúc này mới không chịu tội nhiệt chi lực ăn mòn. Người này quả nhiên đạt được nữ đế đại nhân tội nhiệt bản nguyên tán thành. Một bên ám tinh minh nữ mắt sáng lên, trong lòng một khối đá lớn triệt để rơi xuống. Nếu như nói nàng trước đó còn đối với Tần Trần có một ít hoài nghi nói như vậy hiện tại nàng đối với tần trần là lại không một tia hoài nghi nếu là người này đối với nữ đế đại nhân có địch ý là tuyệt đối không có khả năng đạt được vĩnh kiếp nghiệt hải công nhận một đoàn người cấp tốc lặn xuống một lát sau đám người chính là đã đi tới vĩnh kiếp nghiệt hải hạch tâm nhất địa phương từng đạo kinh khủng trận trụ đứng vững tại trận kia trụ ở giữa là một tòa cung điện hùng vĩ nở rộ vô tận thần quang tản mát ra khiến cho mọi người đều tim đập nhanh khí tức đây là nữ đế đại nhân năm đó ở lại hạch tâm cung điện Ám tinh minh nữ hít một hơi lãnh khí, trong lòng thất kinh, nàng mặc dù đạt được minh nguyệt nữ đế bộ phận tán thành, có được cái này khống chế vĩnh kiếp nhiệt hải tội nhiệt tinh thần, có thể hạch tâm này cung điện chỗ, nàng cũng là lần thứ nhất đến đây, bằng vào nữ đế lưu cho nàng tội nhiệt ấn ký, còn căn bản là không có cách trèo chống nàng lại tới đây. Đó là, chợt, ám tinh minh nữ ánh mắt rơi vào phía trước hạch tâm phía trên cung điện, con người bỗng nhiên co rụt lại. Tại cung điện kia chỗ sâu, lại mơ hồ có một đạo uyển chuyển thân ảnh hiện hiện, đạo thân ảnh này không ngừng chậm rãi hấp thu bốn phía tội nghiệt chi lực, làm cho toàn bộ hạch tâm cung điện không ngừng rất nhỏ rung động. Đồng thời tại thân ảnh kia trước đó, còn một mặt phong cách cổ xưa bất phàm cổ cầm đứng vững, cổ cầm này nở rộ vô tận quang mang, đem thân ảnh kia bao khỏa trong đó, dẫn động minh mông tội nghiệt chi lực, đem thân ảnh kia phụ trợ giống như một tôn thần nữ. Đây là nữ đế đại nhân trí bảo lục dục ma cầm, ám tinh minh nữ giật nảy cả mình, trong miệng tiếng nói thoát ra, thần sắc kích động hưng phấn không chỉ có là nàng, một bên thái âm minh nữ, không chết đế tôn cũng là lộ ra vẻ mặt kích động đến, không chết đế tôn khóe mắt càng là có nước mắt trượt xuống. Tiểu thư, không chết đế tôn toàn thân kích động run rẩy nước mắt tuôn đầy mặt. Tiểu thư, ám tinh minh nữ giờ phút này mới phát hiện thân ảnh kia khí thức lại cùng minh nguyệt nữ đế đại nhân cực kỳ tương tự, một cái khó có thể tin suy nghĩ trong lòng nàng đột nhiên dâng lên, nàng bỗng nhiên nhìn về phía không chết đế tôn, lẩm bẩm nói tiểu thư, người nói là, người này là nữ đế đại nhân. Không sai, ám tinh, nàng là nữ đế đại nhân truyền nhân, cũng là nữ đế đại nhân năm đó phân phó ta thủ hộ cả đời người. Không chết đế tôn lệ nóng doanh tròng, tư tư, tần trần nhìn phía trước tư tư nỉ non, từ khi tư tư tiến vào hạch tâm kia cung điện đằng sau, liền lâm vào loại này đặc hữu không linh trạng thái bên trong, giống như ngủ say bình thường, không cách nào phát ra bất kỳ thanh âm cùng ba động. Tần trần tiểu tử, dựa theo tốc độ này, nữ nhân ngươi sợ là còn cần một đoạn thời gian tương đối dài mới có thể hấp thu đến đầy đủ vĩnh kiếp nghiệt hải chi lực chữa thương kết thúc u minh đại đế mở miệng hắn lời còn chưa dứt đột nhiên ông xa xa lục dục ma cầm đột nhiên truyền ra ngoài một đạo tiếng đàn oanh oanh sau một khắc hai đạo khí thức kinh khủng từ trước tới giờ không chết đế tôn cùng ám tinh minh nữ trên thân đồng thời tỏa ra không chết đế tôn trên người tư mệnh điện cùng ám tinh minh nữ trên người tội nhiệt tinh thần giờ phút này đúng là chủ động thoát ly mà ra tách ra khí thức khủng bố. Tư mệnh điện, tội nhiệt tinh thần, lục dục ma cầm, ba kiện này trí bảo đồng thời rung động, giống như tạo thành cộng minh, một tiếng ẩm vang, toàn bộ vĩnh kiếp nghiệt hải đúng là điên cuồng sôi trào lên, từng luồng từng luồng kinh khủng tội nhiệt khí thức điên cuồng tràn vào đến tư tư thể nội, đồng thời tam đại trí bảo nở rộ lưu quang, tại hạch tâm này phía ngoài cung điện, trong nháy mắt tạo thành một đạo đáng sợ tội nhiệt trường hà vòng bảo hộ, đem tư tư thủ hộ tại trong đó. Đám người trong lúc nhất thời mộng mất rồi u minh đại đế bỗng dưng chừng to mắt thất thanh nói tội nhiệt thủ hộ đây là có chuyện gì mà không chết đế tôn cùng ám tinh minh nữ cũng là khó có thể tin cảm thụ được thân thể của mình oanh một tiếng trong thân thể bọn họ năm đó minh nguyệt nữ đế lưu lại ấn ký trong nháy mắt nở rộ thần quang từng luồng từng luồng tội nhiệt chi lực cũng chảy vào trong cơ thể của bọn hắn đúng là làm đến hai người khí thức tại lấy một cái tốc độ cực kỳ chậm rãi chậm rãi tăng lên cô ra, ta tu vi của ta tại tăng lên mà lại ta giống như có thể khống chế bộ phận này vĩnh kiếp nghiệt hải chi lực. Không chết đế tôn khó có thể tin đạo, ta cũng là, ám tinh minh nữ khó có thể tin nhìn xem hai tay của mình, giờ phút này cho dù là không có tội nhiệt tinh thần, nàng đơn thuần bằng vào trong đầu minh nguyệt nữ đế lưu lại ấn ký, cũng là có thể điều khiển cái này vĩnh kiếp nghiệt hải bộ phận lực lượng. Tội nghiệt thủ hộ, tam minh hợp nhất, đây tuyệt đối là minh nguyệt nữ đế bố cục, những người khác căn bản là không có cách làm đến, có thể làm sao có thể chứ. U minh đại đế một mặt khó có thể tin, Minh Nguyệt nữ đế năm đó là ngoài ý muốn mất tích, nàng như thế nào tính tới nàng hậu nhân tương lai có một ngày sẽ đến đến cái này vĩnh kiếp nghiệt hải, cho nàng lưu lại dạng này thủ hộ. Chương 5583, đa mưu túc trí. Lúc này U Minh đại đế trong hai mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Tội nghiệt thủ hộ, Tần Trần nhìn về phía U Minh đại đế, U Minh đại đế vội vàng nói, không sai, đây là Minh Nguyệt nữ đế cường đại nhất thủ hộ một trong các thủ đoạn, Tần Trần ngươi nhìn, U Minh Đại Đế chỉ vào bốn phía Vĩnh Kiếp Nguyệt Hải chi thủy, cái này Vĩnh Kiếp Nguyệt Hải tại Minh Nguyệt Nữ Đế sau khi rời đi, kỳ thật đã trở thành vật vô chủ, nguyên bản chỉ có thể bằng vào bản năng lực lượng phun trào, không cách nào hình thành hữu hiệu phòng hộ. Nhưng bây giờ, những này Vĩnh Kiếp Nguyệt Hải chi thủy tại ba kiện này trí bảo tác dụng phía dưới, đã tạo thành một loại chủ động phòng ngự, có phòng ngự này, liền có thể để cho ngươi nữ nhân tính an toàn tăng lên rất nhiều, chính là ngũ nhạc minh đế bản thể tự mình giáng lâm, sợ là trong thời gian ngắn cũng vô pháp đem nó phá vỡ. U Minh Đại Đế thần sắc nghiêm túc, ngoài ra, tội nghiệt này thủ hộ cực kỳ đặc thù, bây giờ đã cùng cái này vĩnh kiếp nghiệt hải hòa làm một thể, ngũ nhạc Minh Đế chính là đích thân tới, chỉ cần không xâm nhập đến cái này trọng yếu nhất chi địa, có mục đích điều tra, sợ là căn bản là không có cách phát hiện nơi đây dị thường. Tần Trần thần thức cảm giác đi qua, quả nhiên, khi hắn thần thức vừa mới tiếp xúc tội kia nghiệt trường hà vòng bảo hộ, một cỗ trước nay chưa có kiên cố cảm giác chính là truyền lại mà đến. Trong khoảnh khắc đó, Tần Trần thậm chí có loại mặc cho chính mình như thế nào xuất thủ, tội kiên nhiệt trường hà vòng bảo hộ đều vô kiên bất tồi cảm giác. Mà lại, chính như U Minh Đại Đế lời nói, bây giờ tội nhiệt này thủ hộ đã cùng vĩnh kiếp nhiệt hải hòa làm một thể, bây giờ bọn hắn chính vị tại cái này thủ hộ bên trong, cho nên có thể tùy tiện nhìn thấy, nếu là ở ngoại giới, sợ là trong thời gian ngắn căn bản là không có cách nhìn trộm đi ra chân tướng. U Minh Đại Đế nhíu mày nói, chỉ là, tội nhiệt này thủ hộ tuyệt không đơn giản liền có thể hình thành, cần minh nguyệt nữ đế hao phí rất nhiều tinh lực, sớm bố cục mới có thể làm đến. Bất khả tư nghị nhất là tội nghiệt này thủ hộ nhất định phải có một chủ động hạch tâm mới có thể hình thành. Tần Trần tiểu tử ngươi nhưng cẩn thận cảm giác bên dưới, trước mắt tội nghiệt này bảo vệ hạch tâm là cái gì? Nương theo lấy U Minh đại đế đặt câu hỏi, Tần Trần lúc này ngưng thần cảm giác đi qua, vừa xem xét này, ánh mắt của hắn lập tức động lại. Mặc dù trước mắt tội nghiệt thủ hộ là lấy lục dục ma cầm, tư mệnh điện, tội nhiệt tinh thần ba kiện này trí bảo làm căn cơ mà diễn hóa, có thể tần trần trận pháp tạo nghệ, lại là liếc mắt liền nhìn ra, ba kiện này trí bảo cùng vĩnh kiếp nghiệt hải kỳ thật đều là lấy hạch tâm kia cung điện là trận nhãn, mà chân chính khống chế trận nhãn, nhưng thật ra là ở vào hạch tâm trong cung điện tư tư. Bây giờ tư tư, có thể nói xảo diệu đem cái này mấy món trọng bảo cùng cái này vĩnh kiếp nghiệt hải kết hợp hoàn mỹ đứng lên, tạo thành một cái hoàn chỉnh chủ động đại trận. Tư tư, tần trần nhíu mày nói ra, không sai, U Minh Đại Đế khó có thể tin nói chính là Trần Tư Tư. Lúc này, Tần Trần cũng minh bạch U Minh Đại Đế nội tâm rung động nguyên nhân. Minh Nguyệt Nữ Đế năm đó là mất tích bí ẩn, hẳn là lâm vào vực sâu bộ tộc bẫy dập mà bị ép rời đi. Theo lý thuyết, cho dù nàng trước đó có chỗ bố cục, nhiều lắm là cũng chỉ bởi vì lấy cái này tư mệnh điện cùng tội nghiệt tinh thần là tính toán, nhưng bây giờ, nàng lại là liên tư tư đều tính toán đi vào, nàng năm đó là như thế nào khẳng định tư tư nhất định sẽ tới cái này minh giới, đồng thời cần hấp thu nàng cái này vĩnh kiếp nghiệt hải trùng tội nhiệt chi lực. Tần Trần ánh mắt lấp lóe, lẩm bẩm nói, hay là nói, đến Minh Nguyệt nữ đế cấp độ này, có thể thông qua vận mệnh trường hà, nhìn trộm đến tương lai tràng cảnh, tính toán đến một ít gì đó. Người suy nghĩ nhiều quá, U Minh đại đế lúc này đánh gãy Tần Trần, nhịn không được đậu đen rau muống, vận mệnh lơ lửng không cố định, là khó khăn nhất dự đoán, đặc biệt hay là cùng tự thân có liên quan vận mệnh. Như vận mệnh thật có thể tốt như vậy nhìn trộm, vậy bản tọa năm đó cũng sẽ không vẫn lạc tại vũ trụ hải, minh nguyệt nữ đế cũng sẽ không bị tính kế mất tích. Vì nguyên nhân gì, tần trần nhíu mày, làm sao cũng nghĩ không thông. Chủ nhân, nghĩ nhiều như vậy làm cái gì, tối thiểu hiện tại có tội nghiệt này thủ hộ, chủ mẫu cũng không cần lo lắng an toàn. Thủy mị đại đế ở một bên lại là vừa cười vừa nói. Nghe vậy, tần trần sững sờ, chợt cũng là cười. Đúng vậy a à, nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Giống như ban đầu ở thiên giới thời điểm, Tần Trần cũng một mực ẩn ẩn cảm giác cổ đế tiền bối tựa hồ cũng tại bố cục lấy cái gì, có thể chỉ ít đối phương đối với mình cũng không có cái gì địch ý, tới một mức độ nào đó, hay là đứng tại phía bên mình. Chính mình chỉ cần biết được những này như vậy đủ rồi, nếu là quá sâu cứu, không nói có thể hay không tìm tới đáp án, liền xem như biết đáp án, cũng chưa hẳn là chuyện gì tốt. U Minh, có tội nghiệp này thủ hộ đại trận, từ tư nàng cần bao lâu, liền có thể khôi phục. Tần Trần nhìn về phía U Minh đại đế, cái này khó mà nói, U Minh Đại Đế trầm giọng nói, người cũng thấy đấy, bây giờ cái này vĩnh kiếp Nguyệt hải chẳng những là tại chữa trị cái này trần tư tư thương thế, càng là tại cô động nàng bản nguyên, nói không chừng, mượn cơ hội này, người nữ nhân này có thể nhất cử bước vào đại đế cảnh giới cũng chưa hẳn không thể, nếu như thế, vậy liền tuyệt không phải nhất thời nửa khắc có thể kết thúc. Lời như vậy, tần trần ngừng đầu, nhìn về phía vĩnh kiếp Nguyệt hải bên ngoài, trong lòng im lặng. Xem ra, kế hoạch lúc trước, vẫn là phải tiếp tục áp dụng. Nghĩ đến cái này, tần trần lúc này nhìn về phía không chết đế tôn cùng ám tinh minh nữ phụ người, không chết, ám tinh, hai người các ngươi nghe lệnh. Có thuộc hạ, không chết đế tôn cùng ám tinh minh nữ theo bản năng hành lễ, bỗng nhiên mới nhớ tới, trước mặt mình cũng không phải là minh nguyệt nữ đế, mà là tần trần, không khỏi trong lòng khẽ giật mình. Chẳng biết lúc nào, trong lòng bọn họ vậy mà đã triệt để tiếp nhận tần trần chỉ huy. Hai người các người thủ hộ nơi đây, lợi dụng vĩnh kiếp nghiệt hải chi lực, bảo hộ tư tư tần trần phân phó nơi đây liền giao cho các ngươi là ám tinh minh nữ đạo cô ra tiểu thư tại không chết ở tuyệt sẽ không để tiểu thư nhận nửa điểm tổn thương không chết đế tôn trầm giọng nói sắc mặt kiên quyết tốt tần trần gật đầu sau đó quay người nhìn về phía những người khác về phần những người khác đều theo ta đi dứt lời tần trần dẫn đầu phóng lên tận trời rầm 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 từng đạo lưu quang từ cái này vĩnh kiếp nghiệt hải trùng cấp tốc bay lượn hướng lên lấy cực nhanh tốc độ đi tới vĩnh kiếp nguyệt hải trên không tần trần tiểu tử người sau đó chuẩn bị làm thế nào u minh đại đế nghi ngờ nói xem ra tần trần là không muốn chết thủ cái này vĩnh kiếp nguyệt hải làm thế nào tần trần cười hắn khoát tay sẽ được cầm tù thái dương minh nữ trực tiếp kêu gọi ra thái dương minh nữ vừa xuất hiện chính là thần sắc kinh sợ nhìn xem tần trần các ngươi mau buông ta ra một khi chờ ngũ nhạc minh đế đại nhân biết được tình huống nơi này các ngươi ai cũng trốn không thoát hiện tại thả ta ra, còn có một chút hy vọng sống. Thái Dương Minh Nữ Hoàng sợ nói, mặc dù là đang uy hiếp tần trần bọn người, có thể nàng thân thể lại là nhịn không được đang run rẩy. Một bên đám người nhao nhao nghi hoặc, tần trần đem Thái Dương Minh Nữ phóng suốt làm cái gì? U Minh, bây giờ ngươi chỉ còn một đạo tàn hồn, mặt trời này Minh Nữ dù sao cũng là đại đế cấp cường giả, nếu là hấp thu nàng bản nguyên cùng linh hồn, hẳn là có thể khôi phục một chút thực lực đi. Tần Trần nhìn về phía U Minh Đại Đế, Thái Dương Minh Nữ run một cái, hoảng sợ nhìn về phía U Minh Đại Đế. Nàng, U Minh Đại Đế nhíu mày một cái nói, qua loa đi, bất quá tối thiểu có thể đem ta cỗ này bản nguyên nhục thân cô đọng càng thêm rắn chắc, miễn cưỡng khôi phục cái như vậy một có chút thực lực, nếu muốn chân chính khôi phục, chỉ có tiến về bản tọa đạo tràng Hoàng Tuyền Sơn mới có một đường khả năng. Cũng được, vậy cũng có chút ít còn hơn không? Tần Trần gật đầu mỉm cười nói, vậy ngươi còn thất thần chờ cái gì? Ngươi có ý tứ gì? U Minh Đại Đế kinh ngạc nhìn xem Tần Trần, cao mày nói, người chuẩn bị đem mặt trời này minh nữ cho ta thôn phệ. Không cho phép nô dịch, nàng này năm đó phản bội minh nguyệt nữ đế, dẫn ngũ nhạc minh đế dạng này kẻ ngoại lai hãm hại mình chủ nhân, ta muốn nô dịch nàng làm cái gì. Còn nữa nói, người này nhiều năm như vậy cũng vẻn vẹn đại đế sơ kỳ mà thôi, bản thiếu muốn tới làm gì dùng. Tần Trần cười lạnh, một bên thái dương minh nữ sắc mặt phút chốc tái nhợt, đại nhân, ta còn hữu dụng, giữ lại ta còn hữu dụng, ngũ nhạc minh đế đại nhân đối với ta cực kỳ nể trọng, ta có thể thay các ngươi cùng hắn biện hộ cho, mọi người biến chiến tranh thành tơ lụa không tốt sao. Thái dương minh nữ sắc mặt sợ hãi, là thật luống cuống, nhưng mà tần trần lại chỉ là nhìn xem u minh đại đế, không chút nào để ý tới nàng cầu khẩn. Ngươi là đến thật, u minh đại đế cao mày nói, ngươi có muốn hay không, không cần lời nói người này ta liền cho ma lệ, nói đến đây. Tần Trần lúc này nhìn về phía Ma Lệ, Ma Lệ, Thái Âm, nếu U Minh lười nhác thôn phệ, vậy cái này thái dương minh nữ liền giao cho các ngươi đừng lãng phí ta muốn không đợi ma lệ mở miệng u minh đại đế vội vàng nói ta đương nhiên muốn oanh thoại âm rơi xuống hắn trực tiếp nhào về phía thái dương minh nữ cả người trong nháy mắt hóa thành một đạo vô hình u minh màn trời trong nháy mắt liền đem thái dương minh nữ bao khỏa tại trong đó a à, lập tức thái dương minh nữ phát ra một đạo gào thét thảm thiết thanh âm nàng vốn là bị tần trần bọn hắn bắt phong tỏa lực lượng bây giờ nhận u minh đại đế thôn phệ làm sao có thể ngăn cản được, toàn thân bản nguyên cùng linh hồn lập tức bốc cháy lên, thê lương như là ác quỷ. Ha ha ha, U Minh Đại Đế thì là hưng phấn kêu to, Thái Dương Minh Nữ dù sao cũng là một tôn Đại Đế cường giả, hắn mặt ngoài nói khinh thường, khả nhược chân năng thôn phệ, nhất định có thể để hắn khôi phục không ít, có không nhỏ ích lợi. Ma lệ ở một bên nhìn xem hưng phấn thôn phệ U Minh Đại Đế, sau đó lại nhìn mắt Tần Trần, mí mắt trực nhảy. Tần Trần còn không phải Đại Đế, Mặt trời này minh nữ bản nguyên với hắn mà nói sợ cũng có nhất định ích lợi, cứ như vậy nói để liền để. Cái này tần ma đầu sẽ có hảo tâm như vậy. Tại ma lệ ánh mắt hoài nghi bên dưới, tần trần trực tiếp phung tay lên, trong nháy mắt liền đem phía dưới thái âm trên đảo vòng bảo hộ cho giải trừ ra. Ông, nguyên bản thái âm ở trên đảo rất nhiều thái âm minh nữ dưới trường khí tức, trong nháy mắt liền bị giải phong ra. Sau đó liền thấy tần trần đối với U Minh Đại Đế cung kính hành lễ nói, ha ha ha, chúc mừng U Minh Đại Đế tiền bối thần công đại thành, tiền bối đa mưu túc trí, mưu đồ nhiều năm như vậy, đúng là đã sớm hàng phục thái âm minh nữ, cấu kết vực sâu bộ tộc. Bây giờ chẳng những đem ngũ nhạc minh đế tiền bối mưu đồ thu hết trong túi, diệt ám tinh minh nữ, nuốt thái dương minh nữ, càng là đạt được cái này vĩnh kiếp nghiệt hải bên trong minh nguyệt nữ đế lưu lại trí bảo, quả thật là bọ ngựa bắt phe chim sẻ núp đằng sau, thuộc hạ bội phục. Tần Trần thanh âm ù ù, như là kinh lôi, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Thái Âm đảo chương 5584, ngũ nhà quỷ uyên Trong hư không, tần trần đối với U Minh Đại Đế cung kính hành lễ, sắc mặt tràn đầy sùng bái chi ý, làm cho chung quanh những người khác đều khẽ giật mình. Tình huống như thế nào? Tần trần lời nói, cùng các nàng biết sự thật, căn bản không khớp. Mẹ nhà hắn, ta liền biết lão âm bỉ này, tuyệt không hảo tâm như vậy. Mà ở trong nháy mắt này, ma lệ thì là toàn thân một cái giật mình, mồ hôi lạnh trên tràn ứa ra, huyệt thái dương thình thịch nhảy lên, đồ chó hoang, lấy hắn cùng tần trần trung đụng nhiều năm kinh nghiệm, cái này tần ma đầu một bụng ý nghĩ xấu, khẳng định không biết đánh ý định quỷ quái gì, còn tốt chính mình lúc trước ổn được, không có bị hắn một điểm kia ít lời lãi câu dẫn, nếu không hiện tại xui xẻo sợ là chính mình. Mặc dù không biết tần trần trong hồ luôn muốn làm cái gì, nhưng ma lệ giờ phút này lại là trái tim phanh phanh trực nhảy, phía sau đã sớm đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, yên lặng trốn đến đám người phía sau, giả bộ như vô hại trong suốt nhỏ mà lúc này chính thôn vệ thái dương minh nữ khởi kình u minh đại đế cũng là sướng sờ một mặt không hiểu thấu cái quỷ gì làm sao đột nhiên liền biến thành chính mình đa mưu túc trí cùng thái âm minh nữ cùng vực sâu bộ tộc hợp tác sau đó cướp đi minh nguyệt nữ đế chí bảo giết chết ám tinh minh nữ trong này trừ thôn vệ thái dương minh nữ cùng mình có chút quan hệ bên ngoài mặt khác tựa hồ cùng mình một chút liên quan đều không có a à. ngay tại u minh đại đế ngây người trong nháy mắt u minh đại đế ta Thái Dương cho dù chết cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Bảo, một đạo thê lương quát trói tai thanh âm vang vọng đất trời, bị U Minh Đại Đế bao khỏa Thái Dương Minh Nữ nắm lấy cơ hội, đột nhiên một đạo giống to, bỗng nhiên dẫn nổ tự thân. Oanh, một đạo kinh khủng sóng xung kích tại U Minh Đại Đế thể nội trực tiếp nổ tung ra, giống như một vòng mới sinh liệt nhật nở rộ chân trời, sau đó trong nháy mắt nổ bể ra đến chỗ kia hình thành khủng bố hừng hực minh giới khí tức liền như là ức vạn núi lửa phun trào tại u minh đại đế thể nội trong nháy mắt quét sạch ra mà mẹ nó, U Minh Đại Đế một tiếng giận mắng, không lo được suy nghĩ quá nhiều, trong nháy mắt điều động vô tận lực lượng, muốn đem Thái Dương Minh Nữ tự bạo ra khí tức trực tiếp áp chế trong đó. Nhưng là, Thái Dương Minh Nữ giờ phút này đã tự bạo ra, lực lượng của nàng làm sao có thể triệt để phong tỏa, liền nghe đến một đạo chói tai tiếng oanh minh, một cố kinh khủng sức nổ trong nháy mắt lan ra toàn bộ Thái Âm đảo vạn dặm phương viên, dẫn động vô tận oanh minh. Ầm ầm, Thái Âm đảo bên trên, rất nhiều thái âm minh nữ dưới chướng quỷ tu cương bị giải phong, còn chưa kịp kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, liền đã bị nguồn lực lượng này tập trung. Oanh một tiếng, toàn bộ thái âm đảo vô số ngọn núi sụp đổ, trong nháy mắt hóa thành luyện ngục bình thường, trong chốc lát có vô số quỷ tu chết thảm, toàn thân trọng thương. Khụ khụ, bên trong oanh minh kịch liệt, U Minh đại đế tàn hồn ba động, cũng may thời khắc mấu chốt, hắn sớm phản ứng, lúc này mới không có thể làm cho nó làm bị thương bản nguyên, nhưng dù cho như thế, hắn cũng là hơi có chút chật vật một mặt đầy bụi đất. Mặt trời này minh nữ càng như thế cương liệt, u minh đại đế hùng hùng hổ hổ đạo, bởi vì nó tự bạo, dẫn đến thái dương minh nữ cơ hồ một nửa lực lượng bản nguyên tản mát, không thể bị u minh đại đế hấp thu đến, để trong lòng của hắn cực kỳ bất mãn. Ha ha ha, u minh đại đế tiền bối quả nhiên thần thông cái thế, mặt trời này minh nữ không biết sống chết, dám lấy cái chết uy hiếp, thật tình không biết tiền bối thủ đoạn thông thiên, nhận trước này thái dương minh nữ dẫy ruộng như thế nào, đều chạy không thoát tiền bối lòng bàn tay tần trần lại lần nữa hành lễ ánh mắt cuồng nhiệt thanh âm ù ù truyền khắp toàn bộ thái âm đảo sau đó tần trần nhẹ nhàng truyền âm một đạo vô hình thanh âm trong nháy mắt truyền vào ở đây những người khác não hải thái âm minh nữ bọn người khẽ giật mình trong nháy mắt nhao nhao hành lễ cũng vội vàng giống to cuồng nhiệt nói u minh đại đế tiền bối thần thông cái thế thần cơ diệu toán ở tiền bối chỉ lệnh bên dưới cái này minh mông minh giới tất nhiên trở thành tiền bối vật trong bàn tay huy hoàng vạn cổ tần trần tiểu tử các ngươi đang làm cái gì? U Minh Đại Đế nghe tại là Thái Dương Minh Nữ tự bạo mà phẫn uất, nghe nói như thế, nhìn thấy Thái Âm Minh Nữ đám người cử động, không khỏi sướng sờ, nhịn không được nghi hoặc mở miệng. Chỉ là hắn nói còn chưa dứt lời, liền bị Tần Trần trong nháy mắt truyền âm đánh gãy. U Minh, người im miệng, nơi đây động tính to lớn như thế, sợ là ngũ nhạc Minh Đế không ra một lát liền sẽ biết được, chúng ta đi nhanh lên. Truyền âm rơi xuống, Tần Trần lúc này đối với U Minh Đại Đế tiếp tục hành lễ hồng thanh đạo, còn xin u minh đại đế tiền bối dẫn đầu chúng ta chinh chiến minh giới tiến về hoàng tuyền sơn cầm lại đã từng thuộc về tiền bối hết thảy chinh chiến minh giới trở lại hoàng tuyền sơn đoạt lại hết thảy thái dương minh nữ mấy người cũng là hồng thanh đạo ngươi nghe được tần trần nói ra hoàng tuyền sơn u minh đại đế trong nháy mắt sắc mặt đại biến tiểu tử này điên rồi sao liền không sợ bị ngũ nhạc minh đế biết được chính mình động tính chẳng lẽ nói tiểu tử ngươi trong lúc bất chợt dường như nghĩ tới điều gì U Minh Đại Đế trong mắt cuồng đột. Có thể trở thành minh giới tứ cực Đại Đế một trong, U Minh Đại Đế mặc dù cũng không phải gì đó hạng người thông minh tuyệt đỉnh, nhưng cũng không phải kẻ ngu dốt. Trong nháy mắt này, hắn ẩn ẩn dường như minh bạch cái gì, sắc mặt trong nháy mắt tái rồi. Nhưng mà tần trần nhưng căn bản không cho hắn chất vấn cơ hội, thoại âm rơi xuống, cả người đã phóng lên tận trời, đồng thời đem cái kia bao phủ thiên địa cửu minh cấm bay đại trận trong nháy mắt thu hồi, cùng thái âm minh nữ bọn người vừa xài bước ra, trong nháy mắt biến mất chân trời tên tiểu tử khốn kiếp này, U Minh Đại Đế trong lòng giận mắng một tiếng, lại là không lo được quá nhiều, chỉ có thể vội vàng đi theo. Đợi đến U Minh Đại Đế bọn người rời đi đằng sau, toàn bộ vĩnh kiếp nghiệt hải trong nháy mắt khôi phục bình tĩnh, thái âm đảo bên trên, lần lượt từng bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở nơi này. Có Ngọc Hổ la sát bọn người, cũng có phản âm tiên tử cùng trước đó tiến hiến thiên tài các quỷ tu, từng cái hồi hộp nhìn về chân trời, một mặt tái nhợt. Mặc dù bọn hắn không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là trước đó Thái Dương Minh Nữ tự bảo, cùng lúc trước mấy đại cường giả giao thủ khủng bố động tính, hay là rung động thật sâu ở bọn hắn. Đi, rất nhiều quỷ tu nhao nhao phóng lên tận trời. Không chết, ngươi lại là U Minh Đại Đế người. Trong này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Phản âm tiên tử sắc mặt khó coi, trong lòng khó có thể tin. Nàng thân hình thoát một cái, đã rời đi thái âm đảo, hướng phía vĩnh kiếp nhiệt hải bên ngoài lao đi. Mặc dù không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng nàng rất rõ ràng, bây giờ thái âm đảo không nên ở lâu. Tại phản âm tiên tử rời đi vĩnh kiếp nghiệt hải sau không bao lâu, oanh một tiếng, đột nhiên từ phía dưới vĩnh kiếp nghiệt hải trung quyển lên một đạo vô biên sóng biển, đưa nàng trong nháy mắt nuốt vào, biến mất không thấy gì nữa. Mà tại phản âm tiên tử rời đi đồng thời, tại bên trong cung điện kia, có thái âm đảo quỷ tu ánh mắt lấp lóe đột nhiên xuất ra đặc thù đưa tin đồ vật hướng phía chỗ thần bí nào đó truyền một ít tin tức, sau đó nhìn phản âm tiên tử rời đi chỗ vội vã đuổi theo. Trước trước phản âm tiên tử cùng không chết đế tôn ở giữa giao lưu đến xem, quỷ tu này trong lòng đã nhận định phản âm tiên tử cùng không chết đế tôn ở giữa có một loại nào đó quan hệ. Sau một lát, quỷ tu kia đứng lặng tại minh mông vĩnh kiếp nghiệt hải trên không, đã triệt để đã mất đi phản âm tiên tử tung tích. Lúc này, minh giới một chỗ cực kỳ âm u địa vực chỗ, từng tòa rộng rãi sơn nhạc trùng thiên, những này sơn nhạc mỗi một tòa đều ẩn chứa khí tức cực kỳ kinh khủng, như là từng cây thiên trụ, nhô lên minh giới minh mông thiên khung. Đây là minh giới một chỗ đáng sợ cấm địa, ước vạn năm đến, cũng không dám có quỷ thu tùy tiện xông qua. Bởi vậy nơi đây chính là minh giới tứ cực đại đế một trong ngũ nhạc minh đế đạo tràng, ngũ nhạc quỷ uyên. Ngày hôm nay, tại cái này vô tận minh mông sơn nhạc bên trong, một đạo thanh âm cực kỳ tức giận lập tức gào thét mà ra. Bản tọa lưu tại vĩnh kiếp nguyệt hải phân thân, vậy mà vẫn diệt, là ai? Là ai làm được, oanh, vô tận quỷ khí trùng thiên, giống như biển động bình thường, tại cái này yên tĩnh u lãnh giữa thiên địa bỗng nhiên trùng thiên, hình thành vô tận hải khiếu phong bạo, khủng bố dọa người. Chương 5585, lén lén lút lút. Vô tận minh giới trên bầu trời, mây đen cuồn cuộn, như là trời tức giận, trong phạm vi trăm triệu giảm hư không, kịch liệt chấn động, hình thành từng đạo đáng sợ chôn vùi gió lốc, tựa như tận thế hàng lâm bình thường, ô ô anh minh. Oanh, từ cái kia ngũ nhà quỷ uyên bên trong, một bóng người đáng sợ phóng lên tận trời, một tôn này thân ảnh thân hình nguy nga, như là một tòa núi cao đứng vững thiên địa, vừa xuất hiện, liền bắn ra ra chấn nhiếp vạn cổ khí tức khủng bố đến, kinh động minh mông chân trời. Ầm ầm, tứ phương chấn động, tại đạo thân ảnh này xuất hiện trong nháy mắt, khoảng cách nơi đây ức dặm bên trong vô số quỷ tu, tất cả đều phủ phục xuống tới, thân hình run lẩy bẩy, hoảng sợ như sâu kiến, từ linh hồn chỗ sâu nhất cảm nhận được vô tận sợ hãi. Ngũ Nhạc Minh Đế đại nhân, là Ngũ Nhạc Minh Đế đại nhân rời núi, chuyện gì xảy ra? Vì sao đại nhân sẽ như thế tức giận? tất cả quỷ tu đều nằm dạp trên mặt đất hèn mọn như sâu kiến run lẩy bẩy ở sâu trong nội tâm hiện ra một cỗ căn bản không dám đối kháng cảm giác vô lực không chỉ có là những quỷ tu này chính là cái này minh giới thiên địa đại đạo giờ phút này cũng là long long oanh minh không ngừng chập trùng tựa như tại tức giận lại tốt sống như tại chân áp nhưng lại căn bản là không có cách đem cỗ này thông thiên khí thức đè chế xuống dưới tứ cực đại đế chấp trường minh giới ức vạn năm tuế nguyệt khủng bố cự đầu cái này không nhiều năm đến bọn hắn khống chế minh giới sớm đã tạo thành vô địch uy thế có thể nói tại cái này minh giới bọn hắn chính là trí cao vô thượng vua không ngai cường giả bực này dưới cơn nóng giận đủ máu chảy thành sông thây nằm ước vạn thậm chí có thể ảnh hưởng một tiêm minh giới thiên đạo vận chuyển mà bây giờ ngũ nhạc minh đế rời núi tức giận lập tức liền dẫn động vô tận dị tượng tạo thành kinh khủng triều tịch là ai ngũ nhạc minh đế lơ lửng chân trời ánh mắt thâm thúy giống như có thể xem thấu vô tận vận mệnh toàn thân phun trào vô tận minh quang. Tại vừa rồi một sát na kia, hắn trong nháy mắt cảm ứng được chính mình một bộ phân thân đột nhiên vẫn lạc biến mất, cho nên mới sẽ tức giận như vậy. Cần biết, trước đây không lâu, hắn một đạo chiếu ảnh vừa vẫn lạc tại từ hải chi địa. Mà bây giờ mới đi qua bao lâu, hắn không ngờ có một đạo phân thân vẫn lạc, hắn chấp trưởng minh giới qua nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp chuyện như vậy. Chẳng lẽ hắn ngũ nhạc minh đế tại minh giới tên tuổi, đúng là không chịu được như thế sao? Hừ, để bản tọa nhìn xem đến tột cùng là bản tọa một đạo nào phân thân bị diệt. Bất kể là ai, dám tại cái này minh giới đối với bản tọa phân thân động thủ, bản tọa nếu không đưa ngươi trừ hồn luyện phách, tương lai làm sao có thể tại minh giới đặt chân. Ngũ nhạc minh đế tức giận không thôi, bất quá đến hắn cấp độ này, phẫn nộ đằng sau, rất nhanh liền chấn định lại, tâm thần lại lần nữa ngưng tụ mà lên, cảm giác hướng mình biến mất đạo phân thân kia chỗ. Ân, là vĩnh kiếp nghiệt hải đạo phân thân kia. Tại cảm giác được một đạo nào phân thân biến mất đằng sau, ngũ nhạc minh đế đầu tiên là giật mình, chợt trong con mắt toát ra đến một tia ngưng trọng. Vĩnh kiếp nghiệt hải, chính là năm đó minh nguyệt nữ đế đạo tràng, năm đó minh nguyệt nữ đế biến mất, ngũ nhạc minh đế cực kỳ rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra, cho nên những năm gần đây hắn cực kỳ chú ý vĩnh kiếp nghiệt hải tình huống. Bây giờ cảm ứng được là vĩnh kiếp nghiệt hải phân thân biến mất, cái này khiến trong lòng của hắn làm sao không kinh. Không đối, lúc trước thái dương minh nữ cho bản tọa truyền lại về cho một đạo tin tức nói là vậy quá âm minh nữ thái âm đảo có một tia dị thường tựa hồ có vực sâu bộ tộc khí thức xuất hiện bất quá bản tọa lúc trước ở vào bế quan bên trong cũng không để ý để bản tọa nhìn xem ta phân thân kia đến tột cùng là như thế nào vẫn lạc ngũ nhạc minh đế cấp tốc muốn tìm về lúc trước đạo phân thân kia ký ức nhưng hắn cái này một cảm giác con ngươi lại lần nữa co rụt lại không có khả năng bản tọa tại vĩnh kiếp nghiệt hải đạo phân thân kia vậy mà không có truyền về bất luận cái gì tin tức, hết thảy tin tức, đúng là đều bị che giấu. Là ai có loại thủ đoạn này, có thể để bản tọa phân thân tại trước khi vẫn lạc ngay cả một tia tin tức đều không thể trở lại đến. Mặt trời kia minh nữ đâu, ngũ nhạc minh đế lại lần nữa ý đồ cùng Thái Dương minh nữ liên hệ với, nhưng hắn vế này hệ, con người lại lần nữa co rụt lại, bởi vì Thái Dương minh nữ khi tức tại trong cảm nhận của hắn đã hoàn toàn biến mất. Cái gì, Thái Dương minh nữ cũng vẫn lạc, ngũ nhạc minh đế bỗng nhiên nhìn về phía vĩnh kiếp nhiệt hải chỗ trong lòng kinh hãi trong con mắt phút chốc nổ bắn ra đến lãnh mang đáng chết đây là xảy ra chuyện lớn thái dương minh nữ là hắn năm đó bố cục tại vĩnh kiếp nhiệt hải quân cờ mặt ngoài hắn cũng không chú ý vĩnh kiếp nhiệt hải trên thực tế thông qua thái dương minh nữ hắn đã triệt để nắm trong tay vĩnh kiếp nhiệt hải hết thảy động tính nhưng bây giờ thái dương minh nữ cùng mình phân thân vẫn lạc vậy mà đều không thể truyền lại trở về bất luận cái gì tin tức nếu không phải là phân thân của hắn vẫn lạc sau chính mình thần hồn cảm nhận được một tia dị thường, sợ là đến bây giờ còn không biết vĩnh kiếp nghiệt hải xảy ra chuyện. Cái này khiến trong lòng của hắn làm sao không kinh, thái dương minh nữ kết hợp bản tọa một bộ phân thân, tại cái này minh giới bên trong có thể đem cả hai diệt sát, nhưng lại không tiết lộ mảy may khí tức người, lác đác không có mấy, là ai. Ngay tại ngũ nhạc minh đế trong lòng kinh sợ, bản thể bạo lược mà lên trong nháy mắt, một đạo mịt mờ tin tức, bỗng nhiên chuyển tới hắn nơi này. Cái gì, U Minh Đại Đế, không có khả năng, ngũ nhạc Minh Đế thần sắc kinh sợ, trừ Thái Dương Minh Nữ, hắn năm đó ở vĩnh kiếp nghiệt hải bên trong tiện tay cũng bố trí mấy cái quân cờ, mà mấy cái này quân cờ là hắn tùy ý mà vì, tại gặp được tình huống đặc biệt thời điểm, sẽ có một chút bí ẩn con đường, cho hắn truyền lại một chút tin tức. Mà giờ khác này, U Minh Đại Đế tin tức chính là đạo này bí ẩn con đường truyền lại mà đến. Làm sao có thể, hồ ngôn loạn ngữ, U Minh Đại Đế rõ ràng năm đó bị chúng ta thiết kế, vẫn lạc tại biển vũ trụ, như thế nào xuất hiện tại minh giới bên trong. Ngũ nhạc minh đế trong lòng hiện lên vẻ không thể tin được, nhưng đồng dạng, cái kia một tia lơ đáng khả năng, cũng là để hắn tâm thần kinh hãi đứng lên. Từ hải sự tình phát sinh sau, chúng ta đã tại cái này minh giới bố trí thiên la địa võng, thậm chí có tử linh trường hà chiếu ảnh phong tỏa, toàn bộ minh giới, có thể lặng yên không một tiếng động tránh thoát tử linh trường hà chiếu ảnh dám thị cường giả lác đác không có mấy, nếu là u minh đại đế lời nói. Ngũ nhạc minh đế trong lòng mãnh kinh, cái này tuyệt không phải không có nửa điểm khả năng. Nhưng nếu thật sự là hắn cách làm, hắn lại là như thế nào sống lại, lại trở lại minh giới. Đi, oanh, ngũ nhạc minh đế trong đầu phẫn nộ mà kinh nghi, không lo được cân nhắc quá nhiều, thân hình hắn như điện, vừa xài bước ra, vô tận hư không vỡ vụn, cả người hắn trong nháy mắt biến mất tại chân trời, hướng phía vĩnh kiếp nghiệt hải chỗ cấp tốc tiến đến. Đồng thời, hắn trực tiếp liên hệ khoảng cách vĩnh kiếp nhiệt hải gần nhất một đạo chiếu ảnh phân thân tại lúc trước hắn tiến đến hắn muốn đích thân dáng lâm vĩnh kiếp nhiệt hải biết rõ ràng hết thảy tất cả đến hắn cấp bậc này đương nhiên sẽ không bởi vì một đạo tin tức liền làm ra quyết định tai nghe là giả chỉ có mắt thấy mới là thật mà tại ngũ nhạc minh đế cấp tốc tiến về vĩnh kiếp nhiệt hải thời điểm tại khoảng cách ngũ nhạc minh đế bế quan chỗ bên ngoài một tên quỷ tu trong nháy mắt ngẩng đầu cảm nhận được ngũ nhạc minh đế khí tức biến mất trong nháy mắt đưa tin ra ngoài, lén lén lút lút. Trường 5586, quá mẹ nó âm. Tại ngũ nhạc minh đế điên cuồng lướt về phía vĩnh kiếp nguyệt hải thời điểm. Lúc này, tại minh giới một chỗ rộng rãi chân trời, từng tòa thành trì cổ lão đứng vững, hình thành một mảnh quỷ tu quốc gia. Vô số khí thức cường đại trong quốc độ này bốc lên, bận rộn lẫn nhau tu hành, tản mát ra làm người sợ hãi khí thức âm lãnh. Nơi này, chính là minh giới tứ cực đại đế một trong, thập điện diêm đế ở lại chỗ. Không giống với ngũ nhạc minh đế đơn độc tiềm tu, thập điện diêm đế thân là tứ cực đại đế một trong, lại là hao phí vô số tuế nguyệt, tại cái này minh giới bên trong thành lập một cái khổng lồ quốc gia. Mà thập điện diêm đế liền ở tại nơi này minh mông cương vực trong quốc gia trong thành trì, hưởng thụ ức vạn quỷ tu cúng bái. Lúc này, đang lúc bế quan bên trong thập điện diêm đế đột nhiên mở mắt, nhìn chăm chú hướng nơi xa minh mông minh giới chân trời. Trong tay của hắn, phút chốc xuất hiện một viên thủy tinh cầu màu đen, tại trong thủy tinh cầu kia, Từng đạo khí tức quỷ dị lưu truyền, trong lúc mơ hồ huyễn hóa ra từng đạo quỷ dị tràng cảnh, Minh giới thiên đạo chấn động, là có hơi thở cực kỳ đáng sợ kinh động đến Minh giới thiên đạo phương hướng này, là ngũ nhạc Minh đế đạo tràng chỗ, thập điện diêm đế hơi nhướng mày, ngũ nhạc lão quỷ những năm gần đây, một mực lén lén lút lút, âm thầm bố trí cái gì, thật sự cho rằng bản tọa không biết chút nào, hắn lần này xuất quan, bản thể tự mình xuất động, lại muốn làm cái gì? Thập điện diêm đế trao mày, trên khuôn mặt thô kệch mang theo từng tia từng tia nghi hoặc chi ý. Đột nhiên, Thập Điện Diêm Đế trong lòng hơi động, trên thân một viên ngọc giản trong nháy mắt phát sáng lên, hắn lập tức lộ ra một tia cười lạnh, hắc hắc, xem ra bản tọa bố trí tại Ngũ Nhạc lão quỷ cái kia quân cờ truyền tin tức trở về, cũng được, nhìn xem Ngũ Nhạc lão quỷ cái kia đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Khoát tay, viên này ngọc giản màu đen bỗng nhiên xuất hiện trong tay hắn, từng tia mơ hồ tin tức trong nháy mắt truyền vào đến Thập Điện Diêm Đế trong óc. Vĩnh Kiếp Nguyệt Hải Cảm giác được tin tức bên trong nội dung bên trong, thập điện diêm đế bỗng nhiên đứng lên, trong con mắt toát ra kinh sợ. Ngũ nhạc lão quỷ mục tiêu lần này, lại là vĩnh kiếp nghiệt hải, hẳn là hắn đã được đến phá giải vĩnh kiếp nghiệt hải hạch tâm chi địa phương Pháp. Thập điện diêm đế trong ánh mắt tách ra thâm thúy chi sắc. Những năm gần đây, hắn mặc dù cùng ngũ nhạc minh đế quanh năm hợp tác, nhưng cả hai ở giữa, kỳ thật cũng không phải là bền chắc như thép. Song phương đều có riêng phần mình dự định, không phải vậy hắn cũng sẽ không tại ngũ nhạc minh đế đạo tràng phụ cận, lưu lại chính mình ám tử. Tỷ như mãi mãi cướp nghiệt hải, năm đó minh nguyệt nữ đế biến mất sau, đối với minh nguyệt nữ đế đạo tràng, hắn cùng ngũ nhạc minh đế sao lại không ngấp nghé. Hai người âm thầm trao đổi qua mấy lần, thậm chí đã từng cùng nhau dáng lâm qua vĩnh kiếp nghiệt hải, muốn đánh vỡ vĩnh kiếp nghiệt hải phòng ngự, đạt được trong đó hạch tâm nhất trí bảo. Có thể nào có thể đoán được mặc dù Minh Nguyệt Nữ Đế không tại, nhưng cái này Vĩnh Kiếp Nguyệt Hải bên trong tội nghiệp chi lực nhưng như cũng cực kỳ khủng bố, không cách nào tùy tiện tiêu trừ, cho dù là bọn hắn hai đại tứ cực đại đế, nếu là tùy tiện xuất thủ, cho dù có thể đem cái này Vĩnh Kiếp Nguyệt Hải triệt để phá vỡ, sợ cũng muốn bản thân bị trọng thương. Những năm này, U Minh đại đế ngoài ý muốn vẫn lạc vũ trụ hải, Minh Nguyệt nữ đế thì mất tích bí ẩn, mặc dù mặt ngoài đều cùng Ngũ Nhạc Minh đế không có gì liên quan, nhưng thập điện Diêm đế cũng không phải ngớ ngẩn, trong lúc mơ hồ hay là cảm nhận được có cái gì không đúng phía sau tất nhiên có hắc thủ tồn tại. Mà thập điện diêm đế nhất hoài nghi, chính là cùng là tứ cực đại đế ngũ nhạc minh đế. Chỉ là hắn một mực không có hiểu rõ, đối phương đến tột cùng là như thế nào làm được. Cho nên, thập điện diêm đế mặc dù ngấp nghé vĩnh kiếp nghiệt hải, nhưng nội tâm lại là 10 phần cảnh giác, tình nguyện mất đi vĩnh kiếp nghiệt hải, cũng sẽ không bốc lên trọng thương phong hiểm đi cưỡng ép đem nó phá vỡ, để tránh dẫm vào u minh đại đế vết xe đổ. Bất quá hắn không chiếm được, tự nhiên cũng không cho phép ngũ nhạc minh đế tùy tiện đạt được, cho nên song phương lúc này mới có một cái ước định, đó chính là đối với vĩnh kiếp nhiệt hải, mọi người gác lại tranh luận, lưu lại chờ khai phát. Chỉ ít, tại chưa từng xác định minh nguyệt nữ đế hoàn toàn chết đi trước đó, sẽ không cưỡng ép bài trừ vĩnh kiếp Nguyệt hải. Song phương đúng là ngoài ý liệu quan điểm nhất trí, nhưng thập điện diêm đế rất rõ ràng, mặt ngoài đây là song phương tại không xác định minh nguyệt nữ đế là có hay không vẫn lạc lúc, giữ lại thể diện, trên thực tế, đều là lo lắng cho mình tại cường ép phá giải vĩnh kiếp nghiệt hải thời điểm, bị người khác ngư ông đắc lợi. Dù sao minh giới trừ hai người bọn họ, mặt khác đại đế cũng không ít, những năm này muốn thượng vị cường giả cũng không phải số ít. Ai cũng không dám bởi vì phá giải vĩnh kiếp nghiệt hải mà tùy tiện trọng thương. Nhưng hôm nay, ngũ nhạc minh đế bản thể lại đột nhiên tiến về vĩnh kiếp nghiệt hải, cái này khiến thập điện diêm đế trong lòng làm sao không kinh. Căn cứ ta mấy năm nay quan sát, mãi mãi cướp nghiệt hải tam đại minh nữ, trong đó tất nhiên có ngũ nhạc minh đế quân cờ, bây giờ ngũ nhạc minh đế như vậy vội vàng tiến đến vĩnh kiếp nguyệt hải, hẳn là phát hiện phá giải vĩnh kiếp nguyệt hải bảo bối, muốn có được minh nguyệt nữ đế truyền thừa cùng trí bảo. Thập điện diêm đế con người đột nhiên co lại, trong lòng hiện lên như vậy suy đoán. Hư, tại trước mặt bản tọa, há có thể dung người tùy tiện đạt được minh nguyệt nữ đế truyền thừa. Oanh, thập điện diêm đế thân hình thoát một cái, đột nhiên hóa thành một đạo vô hình hắc vụ, lặng yên không tiếng động biến mất, cấp tốc lướt về phía vĩnh kiếp nghiệt hải chỗ. Ai cũng không biết, một mực tại bế quan thập điện diêm đế đã rời đi chính mình cương vực quốc gia. Mà tại thập điện diêm đế vụng trộm đi theo ngũ nhạc minh đế cấp tốc tiến về vĩnh kiếp Nhiệt hải thời điểm. Vĩnh kiếp Nhiệt hải bên ngoài trong vô tận hư không, siêu siêu siêu, từng đạo kinh khủng lưu quang xẹt qua chân trời, hướng phía vĩnh kiếp nghiệt hải bên ngoài cấp tốc bạo lược mà đi. Một nhóm người này, chính là từ vĩnh kiếp nghiệt hải bên trong rời đi tần trần mấy người. Trên đường đi, tần trần cơ hồ không có bất kỳ cái gì dừng lại bằng tốc độ nhanh nhất bay lượn vừa gặp phải từ linh trường hà chiếu ảnh liền để tiếu tiếu ra giải quyết phòng ngừa quấy nhiễu đến chết linh trưởng sông chiếu ảnh trận pháp cho nên vẻn vẹn thời gian nửa nén hương tần trần một đoàn người cũng đã rời đi vĩnh kiếp nghiệt hải cương vực đi tới minh giới một chỗ âm lãnh vắng vẻ giới vực tần trần tiểu tử người bay chậm một chút a à. trên đường đi u minh đại đế không ngừng hô hào tần trần có thể tần trần lại không thèm để ý rời đi vĩnh kiếp nghiệt hải tới chỗ này vắng vẻ chi địa sau, tần trần lúc này mới rốt cuộc ngừng thân hình. Nơi đây, khoảng cách vĩnh kiếp nghiệt hải đã có đầy đủ khoảng cách, cho dù ngũ nhạc minh đế bản thể giáng lâm, hẳn là cũng không đến mức bị tùy tiện cảm giác được. Tần trần ngẩng đầu, nhìn về phía vĩnh kiếp nghiệt hải chỗ, thì thào mở miệng, trong ánh mắt có lo lắng. Mặc dù từ tư tại vĩnh kiếp Nhiệt hải đã bị tội nhiệt thủ hộ che giấu, nhận lấy cực lớn bảo hộ, có thể tần trần trong lòng vẫn như cũ cực kỳ tâm thần bất định cùng lo lắng. Dù sao, tứ cực đại đế cường giả như vậy, ai sẽ biết bọn chúng có cỡ nào thủ đoạn, vạn nhất phát hiện tư tư, cái kia tư tư liền thật nguy hiểm. Có thể tần trần vô cùng rõ ràng, hiện tại hắn mà chết canh dư ở vĩnh kiếp nghiệt hải các loại tư tư khôi phục, cũng đồng dạng sẽ bại lộ, đến lúc đó nếu là bị ngũ nhạc minh đế bọn hắn vây ở cái này vĩnh kiếp nghiệt hải, vậy liền thật là bắt rùa trong hũ, chờ chết. Tạm thời bỏ xuống tư tư rời đi vĩnh kiếp nghiệt hải, là hắn hiện tại duy nhất phương pháp, cũng là bảo hộ tư tư một loại khác càng hảo thủ hơn đoạn. Tần Trần tiểu tử, người cuối cùng ngừng. U Minh đại đế nhìn thấy dừng bước lại Tần Trần, cuối cùng tìm được đậu đen rau muống cơ hội, sắc mặt u oán nói, Tần Trần tiểu tử, người lúc trước vì sao muốn bại lộ bản tọa danh hào? Người cũng đã biết người dạng này đến một lần, Ngũ Nhạc Minh đế cùng thập điện Diêm đế hai cái này lão già khẳng định sẽ hoài nghi bên trên ta. Ai, bằng vào ta trạng thái hiện tại, cho dù là sớm xuất phát, sợ cũng rất khó đuổi tại Ngũ Nhạc Minh đế bọn hắn trước đó đến Hoàng Tuyền Sơn, người đây không phải để bản vả khôi phục không được tu vi sao? Như bản tỏa khôi phục không được tu vi, như thế nào mới có thể bảo vệ nữ nhân ngươi, người hồ đồ A? U Minh Đại Đế tức giận đến toàn thân phát run, hắn chỉ là thần kinh não đường cong có chút dài, cũng không phải là người ngu, lúc trước bay lượn trước đó, hắn vẫn không có thể hoàn toàn nghĩ rõ ràng tần trần làm như thế nguyên nhân. Nhưng dài như vậy thời gian trôi qua, hắn đã hiểu được, tần trần lúc trước để cho mình thôn vệ thái dương minh nữ, căn bản chính là muốn cho lưng mình hắc hoa, cho hắn nữ nhân hấp dẫn hỏa lực. Hồ đồ A, U Minh Đại Đế chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, để cho mình đường đường tứ cực Đại Đế cho hắn nữ nhân hấp dẫn hỏa lực, cái này tần trần đầu óc là nghĩ thế nào? Chẳng lẽ hắn không biết ở đây trong những người này, trừ chính mình khôi phục tu vi miễn cưỡng có thể chống cự ngũ nhạc minh đế bên ngoài, căn bản là không có những biện pháp khác sao? Hiện tại việc này khiến cho... U Minh Đại Đế lập tức lòng nóng như lửa đốt nói tần trần tiểu tử, người nghe ta nói, chúng ta hiện tại nhất định phải nghĩ biện pháp đem đầu mâu rời ra chỗ khác quyết không thể để ngũ nhạc minh đế hoài nghi đến bản tọa trên thân nếu ta khôi phục không được thực lực coi như nữ nhân ngươi chữa khỏi thương thế cũng là chuyện vô bổ đường đường tứ cực đại đế tuyệt không phải là mấy người các ngươi u minh người sự tình để nói sau tần trần tiện tay vung lên căn bản không có nghe u minh đại đế nói cái gì mà là cấp tốc quay đầu nhìn về phía ma lệ ma lệ lập tức một cái giật mình tần trần nghiêm nghị phân phó nói ma lệ lưu lại ngươi một đạo phân thân ở chỗ này dám thị vĩnh kiếp nghiệt hải chỗ, nhìn ngũ nhạc minh đế bọn hắn đến tột cùng khi nào đuổi tới. Lưu lại phân thân, ma lệ sướng sờ, tần trần lạnh lùng nói, làm sao, người bây giờ đã đột phá đại đế cảnh giới, ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng làm không được. Cảm nhận được tần trần ánh mắt lạnh lùng, ma lệ vội vàng nói, ta không phải ý tứ này, chỉ là muốn dám thị ngũ nhạc minh đế bọn hắn, chỉ cần lưu lại một đạo chiếu ảnh là đủ rồi, cần gì phải phân thân đâu chia ra đến một đạo phân thân là cần tiêu hao một bộ phận bản nguyên đạo tắc, mà lệ tự nhiên không muốn tùy tiện chia ra đến. Để cho ngươi lưu lại phân thân liền lưu lại phân thân, mà lại nhớ kỹ, ngươi muốn tại phân thân này trong chiếu ảnh đồng thời lưu lại một tia vực sâu khí tức, minh bạch. Tần Trần lạnh lùng phân phó, nghe vậy, ma lệ trong mắt chừng một cái, mẹ nó, lão âm bỉ này, đây cũng là chuẩn bị làm cái gì? Ngươi là muốn ngồi vững u minh đại đế cấu kết vực sâu bộ tộc. Ma lệ cao mày nói, Nói đến đây, hắn trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Ngoà tào, khó trách tần ma đầu để hắn tại cái này lưu lại phân thân giám thị, bởi vì đại đế chiếu ảnh chỉ là đại đế đạo tắc hiển hóa, không cách nào gánh chịu quá nhiều bản nguyên, mà phân thân liền không giống với, nhất định phải lợi dụng bản nguyên cô động, đồng thời phân thân bên trong cũng có thể gánh chịu càng nhiều lực lượng. Đây cũng là trước đó ngũ nhạc minh đế tại vĩnh kiếp nghiệt hải phân thân có thể dẫn động vực sâu chi lực, mà hắn lưu tại từ hải chiếu ảnh lại chưa từng thi triển ra vực sâu chi lực nguyên nhân chỗ, đơn giản quá mẹ nó âm, chương 5587, không thể tới gần người. Ma lệ trong nháy mắt liền hiểu được, tần ma đầu để cho mình lưu lại phân thân là làm cái gì. Hắn nhịn không được thương hại mắt nhìn U Minh Đại Đế. Cái này đáng thương U Minh Đại Đế, quay đầu sợ là nhảy vào Minh Hà đều tẩy không rõ. Nhìn thấy ma lệ hiểu được mục đích của mình, tần trần gật gật đầu, không tiếp tục tiếp tục nói thêm cái gì. Ma lệ lúc này bắt đầu chấp hành đứng lên, oanh một tiếng, liền thấy ma lệ thôi động bản nguyên, trong cơ thể của hắn một đạo thân ảnh vô hình đi ra, phát ra khí thức làm người sợ hãi, tại trên thân ảnh này, đồng thời còn có một tia đến từ vực sâu bộ tộc khí thức âm lãnh quanh quẩn, tiềm phục tại cái này hư không. Tân Trần, sắp xếp xong xuôi, ma lệ vội vàng nói, không sai, đi, Tân Trần hài lòng gật gật đầu, một tiếng quát lạnh, thân hình lại lần nữa phóng lên tận trời, tiếp tục ở phía trước bay lượn đứng lên, mà ma lệ cùng thủy mị đại đế mấy người cũng vội vàng đuổi theo. Ta ngất chết, Tân Trần tiểu tử, bản tọa lời còn chưa nói hết đâu, ngươi làm sao lại lại đi, ngươi chờ ta một chút. U Minh Đại Đế nhìn xem chỉ lưu tại hư không chính mình, không khỏi khóc không ra nước mắt, cũng vội vàng theo sau. Hồi lâu sau, bá một chút, tần trần đám người đã rời đi xa xa vĩnh kiếp nghiệt hải cương vực, thân hình lúc này mới ngừng lại. Không sai biệt lắm, lấy ngũ nhạc Minh Đế tốc độ của bọn hắn, hiện tại cũng nhanh tiếp cận vĩnh kiếp nghiệt hải. Tần trần dừng thân hình, ngẩng đầu nhìn về phía xa xôi cuối chân trời vĩnh kiếp nghiệt hải chỗ, không khỏi mắt lộ ra lãnh mang. Tần Trần tiểu tử, người cuối cùng ngừng, Tần Trần sau lưng, U Minh đại đế thở hồng hộc theo sau, Tần Trần tiểu tử, ta lời mới vừa nói là chăm chú, Người lại suy nghĩ tỉ mỉ cân nhắc, hiện tại chỉ có bản tọa khôi phục tu vi mới có thể giúp đến ngươi. Tần Trần mắt nhìn U Minh đại đế, ta lại hỏi ngươi, ngươi nếu là trở lại Hoàng Tuyền Sơn, có phải hay không trong nháy mắt liền có thể khôi phục tu vi, trở lại đỉnh phong? Sau đó liền có thể đối đầu ngũ nhạc minh đế cường giả bực này. Cái này, tự nhiên không phải, U Minh Đại Đế sừng sốt, vội vàng lắc đầu nói, bản tọa dù sao cũng là tứ cực Đại Đế một trong, nào có đơn giản như vậy liền khôi phục tu vi, dù sao vẫn là cần một chút thời gian, bất quá ngươi có thể yên tâm, ta tuyệt đối sẽ tại nữ nhân ngươi kết thúc trước đó khôi phục, đến đây hỗ trợ. Tần Trần cười lạnh, nếu không có khả năng trực tiếp khôi phục, cái kia không phải. Như năm đó người vẫn lạc, thật cùng ngũ nhạc minh đế bọn hắn có quan hệ, ngươi cho rằng cái kia Hoàng Tuyền Sơn còn vẫn như cũ là của ngươi Hoàng Tuyền Sơn. Coi như ngươi có thể trở về, chỉ bằng tình trạng của ngươi bây giờ, có thể an tâm khôi phục tu vi. Sợ là tự chui đầu vào lưới đi, U Minh Đại Đế hơi nhướng mày, lời này của ngươi có ý tứ gì? Lúc này ngươi còn không có nghe rõ, một bên ma lệ nhịn không được dùng nhìn thằng ngốc ánh mắt mắt nhìn U Minh Đại Đế, im lặng nói, tần trần ý tứ nói rất rõ ràng, nếu như ngươi trực tiếp đi Hoàng Tuyền Sơn, đó chính là đi tìm chết, bởi vì rất có thể ngươi hoàng tuyền sơn sợ là đã tại ngũ nhạc minh đế trong khống chế không có khả năng u minh đại đế hử lạnh nói bản tòa hoàng tuyền sơn mặc dù không có minh nguyệt nữ đế vĩnh kiếp nhiệt hải cường đại nhưng này ngũ nhạc minh đế muốn khống chế bản tòa hoàng tuyền sợ cũng tuyệt không có dễ dàng như vậy điểm ấy ta có thể khẳng định thì tính sao ma lệ cười lạnh nói coi như ngươi hoàng tuyền sơn còn chưa từng bị ngũ nhạc minh đế triệt để nắm giữ có thể cái kia ngũ nhạc minh đế nếu có thể tại vĩnh kiếp nhiệt hải bố trí xuống ám tử người Hoàng Tuyền Sơn sẽ không có. Một khi người giáng lâm, không đợi tu vi khôi phục, ngũ nhạc minh đế sợ là đã biết được, trước tiên giáng lâm, đến lúc đó, kết quả hay là một dạng. U Minh Đại Đế sắc mặt khó nhìn lên, nhược ma lệ nói là sự thật, cái kia có lẽ thật là có khả năng. Nghĩ đến chính mình ngay tại khôi phục tu vi thời khắc mấu chốt, ngũ nhạc minh đế như đột nhiên giáng lâm, cái kia. Chỉ là nghĩ đến cảnh tượng như vậy, U Minh Đại Đế liền nhịn không được đánh run một cái. Không đối, liền xem như người nói là sự thật có thể không đợi u minh đại để nói hết lời tần trần đột nhiên khẽ quát một tiếng im miệng mà ma lệ thần sắc cũng là nghiêm túc lên bỗng nhiên quay đầu nhìn chăm chú hướng vĩnh kiếp nhiệt hải chỗ hắn vậy lưu tại vĩnh kiếp nhiệt hải bên ngoài phân thân trong nháy mắt cảm ứng được giờ phút này một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng chính dáng lâm vĩnh kiếp nhiệt hải oanh lúc này vĩnh kiếp nhiệt hải chỗ vô tận nước biển đột nhiên sôi trào lên tại cái kia minh mông giống như đại dương vĩnh kiếp nguyệt hải trên không, giữa thiên địa vô tận đại đạo bỗng nhiên phun trào đứng lên. Nương theo lấy cái này vô số đáng sợ đại đạo sôi trào, một bóng người đột nhiên đến vô tận cuối chân trời ngưng tụ mà ra, trong nháy mắt chiếu ảnh xuất hiện ở toàn bộ vĩnh kiếp nguyệt hải bên bờ, lạnh nhạt nhìn chăm chú phía trước vĩnh kiếp nguyệt hải. Ngũ Nhạc Minh Đế, từ nhận được tin tức đằng sau, hắn trước tiên điên cuồng chạy đến vĩnh kiếp nguyệt hải, bây giờ, rốt cục chạy tới nơi này. Giờ phút này, Ngũ Nhạc Minh Đế ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú trước mắt Vĩnh Kiếp Nguyệt Hải, ánh mắt bình tĩnh. Phía trước Vĩnh Kiếp Nguyệt Hải dường như cảm nhận được nguy hiểm, nguyên bản ẩn ẩn sôi trào nước biển càng bắt đầu cuồng bạo, kịch liệt giống như cuốn lên ngập trời biển động bình thường. Ngũ Nhạc Minh Đế lẳng lặng đứng tại bên bờ, khóe miệng phát họa lên một tia băng lãnh. Vĩnh Kiếp Nguyệt Hải, hắn thì thào mở miệng, năm đó, hắn thiết kế để Minh Nguyệt Nữ Đế biến mất khỏi minh giới đằng sau, lại tuyệt đối không ngờ rằng, cho dù là không có Minh Nguyệt Nữ Đế tồn tại, Nàng năm đó lưu lại Vĩnh Kiếp Nguyệt Hải, vẫn như cũ chưa từng bị chính mình chấn áp khống chế, có thể phản kháng chính mình vô thượng đế uy. Chỉ có thể âm thầm khống chế Thái Dương Minh Nữ đến dám thì cái này Vĩnh Kiếp Nguyệt Hải. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì hắn cùng thập điện Diêm Đế ở giữa hiệp nghị, dẫn đến hắn không cách nào cưỡng ép xâm lấn, có thể cho dù dạng này, đối với hắn mà nói cũng vẫn như cũ là cái cực lớn sỉ nhục. Bây giờ Vĩnh Kiếp Nguyệt Hải phát sinh đại sự như thế, hắn cũng không nhịn được nữa, muốn mạnh mẽ xâm nhập. Oanh Giờ phút này, ngũ nhạc minh đế dáng lâm nơi đây, hai tay của hắn lưng đeo sau lưng, không có chút gì do dự, trực tiếp một bước bắt đầu đi hướng phía trước, trong nháy mắt bước vào trong nước biển. Mà khi hắn một bước rơi vào vĩnh kiếp nghiệt hải trong nháy mắt đó, vĩnh kiếp nghiệt hải bên trong lực lượng bản nguyên, tựa hồ cảm nhận được đến từ mặt khác một cỗ cùng cấp bậc lực lượng uy hiếp, trong nháy mắt bị kích hoạt đứng lên. Một đạo kinh khủng tội nghiệt khí tức trong lúc bất chợt từ đáy biển phóng lên tận trời, sau đó lại từ giữa thiên địa tụ đến, như bài sơn đảo hải bình thường thẳng đến hắn mà đi liền muốn cưỡng ép đối kháng hắn đối mặt ở giữa thiên địa này vào tới đáng sợ tội nhiệt chi lực ngũ nhạc minh đế không chút nào để ý hắn từng bước một hướng phía vĩnh kiếp nhiệt hải chỗ sâu đi đến ánh mắt của hắn lạnh nhạt trong thân thể tầng tầng kinh khủng sơn nhạc hư ảnh không ngừng bạo dũng mà ra mà khi những này sơn nhạc hư ảnh cùng phía trước tội nhiệt khí tức đụng vào nhau thời điểm một tiếng ầm vang trước mặt hắn tội nhiệt chi lực lại bị ngạnh sinh sinh va chạm mở một đạo đường hầm to lớn, nối thẳng vĩnh kiếp nghiệt hải chỗ sâu. Mà giữa thiên địa cái kia cố kinh khủng tội nhiệt uy áp vậy mà không cách nào gần hắn thân, tại quanh người hắn mấy trượng chỗ vị trí ngừng lại, vô luận như thế nào phun trào, đều không thể bước lui ngũ nhạc minh đế. Hắn cứ như vậy từng bước một đi tới, mỗi một bước rơi xuống, phía dưới nước biển chính là điên cuồng nổ tung, kịch liệt sôi trào. Vĩnh kiếp nghiệt hải mạnh hơn, cũng chỉ là minh nguyệt nữ đế năm đó lưu lại một đạo bản nguyên làm sao có thể chống cự liên tục không ngừng sinh ra đại đạo chi lực ngũ nhạc minh đế. Cái này ngũ nhạc minh đế, hơi thở thật là khủng bố. Vô tận chân trời bên ngoài, thông qua ma lệ phân thân cảm ứng được hình ảnh này tần trần bọn người, đều ánh mắt ngưng tụ, thần sắc nặng nề. Mãi mãi cướp nhiệt hải bên trong tội nhiệt chi lực đáng sợ đến bực nào. Đám người đã sớm thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, có thể đã là như thế kinh khủng tội nhiệt chi lực, tại đối mặt ngũ nhạc minh đế thời điểm, đúng là bị áp chế gắt gao. Thực lực thế này so với lúc trước bị tần trần bọn hắn diệt sát một đạo phân thân, mạnh đâu chỉ gấp trăm lần, nghìn lần. Tứ cực đại đế, quả nhiên danh bất hư truyền, tần trần bọn người vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng hồi hộp. Quả nhiên, cường giả bực này căn bản không dung bọn hắn khinh thường. Cái này ngũ nhạc bị năm đó, càng hợp sợ lên nhiều như vậy. U minh đại đế cũng là con người co vào, sắc mặt khó coi. Cùng là tứ cực đại đế hắn, càng có thể sâu sắc cảm nhận được ngũ nhạc minh đế thực lực biến hóa. Bất quá, cái này vĩnh kiếp nghiệt hải hẳn là cũng không thi triển ra toàn lực, đây là. Đang cố ý giấu rốt, vì ẩn tàng tư tư, tần trần nhíu mày, hắn bản năng cảm giác được, vĩnh kiếp Nhiệt hải cũng không bạo phát đi ra uy lực chân chính. Mà đúng lúc này, toàn bộ vĩnh kiếp nghiệt hải trong lúc bất chợt lại lần nữa sôi trào lên, tại đáy biển chỗ sâu, từng đạo đáng sợ tội nghiệt chi lực không ngừng dâng lên, vùng thiên địa này phảng phất căn bản là không có cách tiếp nhận nguồn lực lượng này, trùng trùng điệp điệp, giống như dòng lũ bình thường hướng phía Ngũ Nhạc Minh Đế nghiền ép mà đến, cỗ này tội nhiệt chi lực đem so với lúc trước cỗ tội nhiệt chi lực, càng thêm cường đại. Nhưng mà, Ngũ Nhạc Minh Đế lại là thần sắc lạnh nhạt, hắn cứ như vậy từng bước một hướng phía phía trước đi tới, vô số tội nhiệt chi lực căn bản là không có cách thêm hắn thân. Vĩnh Kiếp nghiệt Hải chỗ sâu, cái kia khủng bố tội nhiệt chi lực dường như cảm nhận được uy hiếp, phát khởi một vòng lại một vòng tấn công mạnh, toàn bộ Vĩnh Kiếp Nguyệt Hải giờ phút này đều đã sôi trào lên giống như thủy triều bình thường từng cơn sóng liên tiếp hướng phía một bước kia bước tới gần vĩnh kiếp nghiệt hải chỗ sâu ngũ nhạc minh đế nhưng mà nhưng như cũng không làm gì được ngũ nhạc minh đế tất cả đều bị quanh người hắn sơn nhạc hư ảnh cho ngăn cản căn bản là không có cách gần hắn thân mảnh này vĩnh kiếp nghiệt hải bên trên ẩn chứa tội nghiệt chi lực chi khủng bố đủ để tùy tiện chấn sát một vị đại đế cường giả nhưng mà nhưng căn bản không cách nào chấn áp lại ngũ nhạc minh đế chỉ là một lát ngũ nhạc minh đế đã xâm nhập đến vĩnh kiếp nghiệt hải chỗ sâu mà lúc này, bốn phía những cái kia tội nhiệt chi lực đột nhiên giống như thủy triều thối lui, cùng lúc đó, toàn bộ vĩnh kiếp nghiệt hải bắt đầu từ từ khôi phục lại bình tĩnh. Ngũ nhạc minh đế đã có thể nhìn thấy phía trước thái âm đảo. Lúc này thái âm đảo bên trên vô số còn sống quỷ tu đều hoảng sợ nhìn xem một màn này, tại ngũ nhạc minh đế khí tức kinh khủng kia bên dưới run lẩy bẩy tất cả đều bò lổm ngồm, như là sâu kiến bình thường. Ngay tại ngũ nhạc minh đế lúc sắp đến gần thái âm đảo thời điểm. Oanh, nơi xa chân trời, một luồng khí thức kinh khủng đột nhiên hiển hiện trong nháy mắt sáng lâm tại vĩnh kiếp nghiệt hải bên ngoài ngũ nhạc huynh người thế nào một người chạy cái này vĩnh kiếp nghiệt hải tới cũng không hô một chút làm huynh đệ ta không khỏi cũng quá không có suy nghĩ đi đạo thân ảnh này vừa xuất hiện chính là long long lên tiếng trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ vĩnh kiếp nghiệt hải khu vực thập điện diêm đế ngũ nhạc minh đế hơi nhướng mày ra hỏa này làm sao nhanh như vậy liền đến sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó nhìn lên chương 5588, tất cả đều là thật. Thập điện diêm đế, người tới nơi đây làm cái gì? Ngũ nhạc minh đế lập tức sắc mặt khó coi nói. a à, ngũ nhạc huynh lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ nói cái này vĩnh kiếp nghiệt hải chỉ có ngươi có thể đến, bản đế liền đến không được sao? Thập điện diêm đế khóe miệng mỉm cười, hay là nói, người ở chỗ này có cái gì tiểu động tác? Không đối, thập điện diêm đế nguyên bản chính đùa dỡn nói, nhưng đột nhiên dường như cảm ứng được cái gì, bỗng nhiên nhìn về phía vậy quá âm đảo chỗ, con người bỗng nhiên co rụt lại. Tử khí, oanh, thập điện diêm đế thân hình bỗng nhiên hóa thành một đạo minh mông khí tức, trong nháy mắt sáng lâm tại thái âm đảo bên ngoài, thần sắc trở nên không gì sánh được ngưng trọng, hắn bỗng nhiên khoát tay. Ầm ầm, trong vô tận hư không một đạo đáng sợ tử khí trong nháy mắt phóng lên tận trời, hiện ra ở trước mặt hắn, ẩn ẩn tiêu tán. Nơi đây, lúc trước có chiến đấu khí tức còn sót lại, mà lại, bực này tử khí, tựa hồ có đại đế cấp cường giả vẫn lạc, khí tức này. Là cái này vĩnh kiếp nghiệt hải thái dương minh nữ, thập điện diêm đế trong lòng trong nháy mắt giật mình, khó trách cái này ngũ nhạc minh đế sẽ vội vã từ đạo tràng của chính mình chạy đến, vĩnh kiếp nghiệt hải tam đại minh nữ bên trong có người vẫn lạc, đây tuyệt đối không phải một kiện sự tình đơn giản. Không đối, là ai đã giết nàng, thập điện diêm đế bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía vô tận chân trời bên ngoài, chỗ nào trong lúc mơ hồ có một đạo minh mông tử linh trường hà chiếu ảnh phun trào, đây là lúc trước tử hải sự tình phát sinh sau, hắn cùng ngũ nhạc minh đế liên hợp dẫn động. Nhưng tại trước đó, hắn căn bản không có cảm nhận được mảy may từ linh trường hà chiếu ảnh bị kinh động dấu hiệu, chẳng lẽ nói giết chết thái dương minh nữ không phải kẻ ngoại lai, mà là cái này vĩnh kiếp nghiệt hải bên trong mặt khác hai đại minh nữ. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra, nghĩ tới đây thập điện diêm đế cơ hồ không chút do dự, vừa xài bước ra, trong nháy mắt đi tới thái âm đảo bên trên. Một tiếng ầm vang, thập điện diêm đế thân hình hạ xuống, một luồng khí thức kinh khủng trong nháy mắt truyền ra ngoài, toàn bộ thái âm đảo bên trên mặt khác tất cả quỷ tu đều là nằm sấp trên mặt đất run lẩy bẩy, như là sâu kiến. Hư, siêu hồn, thập điện diêm đế quát lạnh một tiếng, bỗng nhiên chụp vào trong đó mấy tên quỷ tu, mấy tên quỷ tu này lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, toàn bộ thân hình trong nháy mắt lơ lửng giữa không chung, trong đầu linh hồn đúng là bị trực tiếp ngạnh sinh sinh kéo ra đi ra. Không, mấy tên quỷ tu này thần hồn kịch liệt giấy dụa vặn vẹo lên, phát ra thống khổ gào thét, từng đạo mảnh vỡ ký ức trong nháy mắt bị thập điện diêm đế thu hút đến trong đầu của mình, bị hắn từng tia rút ra, cảm giác. Một lát sau, lúc trước nơi đây hết thảy tất cả, đều đã nhưng hiện ra tại thập điện diêm đế trong óc. Thái dương minh nữ, thái âm minh nữ, ám tinh minh nữ, còn có không chết đế tôn. U minh đại đế, thập điện diêm đế con người bỗng nhiên mở ra, lộ ra vẻ không thể tin được, u minh đại đế lại còn còn sống. Thái âm minh nữ là hắn dưới chướng mà Thái Dương Minh Nữ đúng là người năm đó bố trí tại cái này vĩnh kiếp nghiệt hải quân cờ. Thập điện Diêm Đế bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía ngũ nhạc Minh Đế. Ngũ nhạc Minh Đế thần sắc lạnh nhạt, chỉ là cười lạnh một tiếng, đến lúc này cái này thập điện Diêm Đế lại còn đang diễn. Từ đối phương tại cái này trước tiên giáng lâm nơi đây, ngũ nhạc Minh Đế chính là đoán được, thập điện Diêm Đế tuyệt đối thời khắc chú ý nhất cử nhất động của mình. Coi như không biết Thái Dương Minh Nữ là người của mình, nhưng cũng tuyệt đối có thể đoán được mình tại nơi này vĩnh kiếp nghiệt hải tất nhiên có chỗ an bài. Đều là trải qua nhiều năm lão già, tại cái này giả trang cái gì bạch liên hoa. Không thèm để ý thập điện diêm đế, ngũ nhạc minh đế cũng đã từ chính mình an bài xuống quỷ tu đưa tin bên trong, biết được nơi đây chuyện xảy ra. U Minh Đại Đế, Hoàng Tuyền Sơn, ta lúc trước biết được tin tức quả nhiên là thật, đi. Ngũ nhạc minh đế ánh mắt nở rộ sát ý băng lãnh, thân hình thoát một cái, trong nháy mắt hướng phía vĩnh kiếp nghiệt hải bên ngoài hoàng tuyển sơn chỗ bạo lược mà đi. Thập điện diêm đế ánh mắt ngưng trọng, cũng là ngay cả đi theo. ầm ầm hai đạo khí thức khủng bố trong một chớp mắt, liền vượt ngang ước vạn khoảng cách, biến mất tại thái âm đảo chỗ. Mà tại hai người biến mất tại thái âm đảo bên ngoài, trên toàn bộ hòn đảo rất nhiều quỷ tu cửa cùng nhau thở dài một hơi trong nháy mắt một đạo kinh khủng sơn nhạc khí tức đột nhiên từ vậy quá âm ở trên đảo không hiển hiện đạo này sơn nhạc khí tức hóa thành một đạo hắc ảnh Bỗng nhiên hướng phía phía dưới Thái Âm Đảo trong nháy mắt chân áp xuống. Ông một tiếng, Thái Âm Đảo trên không bỗng nhiên phun trào đứng lên một đạo kinh khủng trận pháp, nhưng mà đạo này sơn nhạc khí tức lại là thế đi không giảm, không chút nào dừng lại đụng vào trên trận pháp này. Liền nghe đến oanh một tiếng tiếng vang, toàn bộ Thái Âm Đảo trận pháp tại sơn nhạc này hư ảnh bên dưới căn bản không có bất kỳ kháng cự nào cơ hội, chính là trong nháy mắt vỡ vụn ra, đồng thời đạo này sơn nhạc hư ảnh mang theo làm người sợ hãi sát ý. Bỗng nhiên hàng lâm xuống, trong nháy mắt chân áp tại toàn bộ Thái Âm đảo tất cả quỷ tu trên thân. Trong nháy mắt toàn bộ Thái Âm đảo vang lên tiếng kêu thảm thiết đau đớn, chỉ trong chốc lát, toàn bộ Thái Âm đảo bên trên tất cả quỷ tu tất cả đều vẫn lạc, không có một cái nào còn sống sót. Thậm chí bao gồm cái kia Ngũ Nhạc Minh Đế an bài tại Thái Âm đảo quân cờ, cũng cùng nhau vẫn lạc, trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Hừ, cái này Ngũ Nhạc Minh Đế thật đúng là tàn nhẫn, mà ngay cả chính mình dưới trướng đều giết. Lúc này Ngũ Nhạc Minh Đế cùng Thập Điện Diêm Đế đã đi tới Vĩnh Kiếp Nghiệt Hải bên ngoài, cảm ứng được một màn này Thập Điện Diêm Đế thấy thế lúc này cười lạnh một tiếng. Đồng thời vậy quá âm ngoài đảo, tại sơn nhạc kia hư ảnh băng tán trong nháy mắt, một đạo âm lãnh khủng bố diêm khí cũng là tiêu tán theo ra, phảng phất cho tới bây giờ không có xuất hiện qua bình thường. Lúc này, thông qua phân thân thấy cảnh này đám người thấy thế, Bao Quát Ma Lệ cùng Thái Âm Minh Nữ ở bên trong đám người hai tay đều chậm rãi nắm chặt. Bọn hắn ánh mắt gắt gao xuyên thấu qua ma lệ phân thân hình ảnh, nhìn xem cái kia thập điện diêm đế cùng ngũ nhạc minh đế, trong bất trí bất giác, đám người hô hấp đã trở nên cực kỳ nặng nề. Thủy mị đại đế ánh mắt cũng là không gì sánh được ngưng trọng, dù cho cách hình ảnh, nhưng mọi người đều là cảm nhận được một cỗ trước nay chưa có áp bách chi lực. Thập điện diêm đế cùng ngũ nhạc minh đế mang đến cảm giác áp bách. Hai tên này, hay là cùng năm đó bình thường tâm ngoan thủ lạt. U minh đại đế sắc mặt khó coi, một lời không hợp, liền đồ diệt một hòn đảo, chuyện như vậy cũng liền thập điện diêm đế cùng ngũ nhạc minh đế có thể làm đến đi ra. Khó trách chủ nhân sẽ cố ý lợi dụng Hoàng Tuyền Sơn hấp dẫn hai người ánh mắt, nếu không, nếu là chúng ta còn tại mãi mãi cướp nghiệt hải, sợ là. Thủy mị đại đế ngữ khí ngưng trọng, không dám tưởng tượng hậu quả này. Mọi người đều là trầm mặc, U Minh đại đế, ngay từ đầu, đám người còn cảm thấy tần trần cứ như vậy bại lộ U Minh đại đế thân phận, hấp dẫn ngũ nhạc minh đế cùng thập điện diêm đế tiến về Hoàng Tuyền Sơn, hoàn toàn chính xác có như vậy một tia quá phận dù sao u minh đại đế người này đầu óc không được nhưng vẫn là thay tần trần làm không ít chuyện nhưng bây giờ quay đầu nhìn tần trần quyết định là như vậy sáng suốt không có một cái nào lực hấp dẫn mười phần mục tiêu bọn hắn mọi người sao có thể dễ dàng như vậy thoát thân bây giờ thân ở vĩnh kiếp nghiệt hải bên trong chủ mẫu bọn người sợ cũng là sẽ bị kỹ càng điều tra ngũ nhạc minh đế cùng thập điện diêm đế phát hiện còn kém một bước cuối cùng đúng lúc này tần trần đột nhiên nói câu thoại âm rơi xuống thân hình của hắn bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa đồng thời mang theo thủy mị đại đế về tới hỗn độn thế giới bên trong chỉ để lại ma lệ u minh đại đế cùng thái âm minh nữ mấy người có ý tứ gì nhìn thấy tần trần đột nhiên biến mất u minh đại đế không khỏi khẽ giật mình mà liền tại tần trần biến mất trong nháy mắt minh bạch tần trần ý tứ ma lệ bỗng nhiên cắn răng một cái hắn cái kia tiềm phục tại vĩnh kiếp nguyệt hải bên ngoài phân thân giờ phút này đột nhiên lơ đáng lóe lên một tia ba động ân đang nhanh chóng rời đi Vĩnh Kiếp Nghiệt Hải ngũ nhạc minh đế cùng thập điện diêm đế dường như cảm ứng được cái gì, bỗng nhiên quay đầu, cái kia một đôi ánh mắt trong nháy mắt hướng phía một cái hướng khác nhìn sang. Chỉ một cái liếc mắt, ma lệ sau lưng U Minh đại đế, Thái âm minh nữ đám người sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, bởi vì thập điện diêm đế cùng ngũ nhạc minh đế phảng phất xuyên thấu qua tiềm phục tại cái kia ma lệ phân thân, trực tiếp thấy được ở vào trong hư không xa xôi bọn hắn. Một loại trong cõi U Minh cảm giác bao phủ mà đến, Ma lệ vội vàng liền muốn thu hồi chính mình đạo phân thân này, để nó chạy trốn nơi đây, nhưng vào lúc này, thập điện diêm đế cùng ngũ nhạc minh đế ánh mắt lạnh lẽo, gần như đồng thời đưa tay, hai đạo đáng sợ minh giới đại đạo quy tắc trong nháy mắt bao phủ lại ma lệ phân thân này. Ma lệ con người bỗng nhiên co rụt lại, trong đôi mắt trong nháy mắt hiện lên một vòng dữ tợn. Bảo, oanh, nương theo lấy ma lệ gầm thét, hắn phân thân này đúng là không chút do dự tự bạo ra, một đạo đáng sợ minh giới đại đạo khí thức quét sạch ra. Tại trước mặt bản tỏa tự bạo, nào có dễ dàng như vậy, siêu hồn. Thập điện diêm đế gầm thét, một cỗ vô hình diêm chi khí tức tỏ khắp, liền muốn đem ma lực đạo phân thân này tàn hồn trực tiếp từ trong hư không vồ bắt đi ra, tiến hành siêu hồn. Nhưng mà thập điện diêm đế lực lượng vừa mới giáng lâm, sắc mặt của hắn bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, chỉ gặp từ ma lệ tự bạo mở khủng bố minh giới khí tức bên trong, bỗng nhiên tản mát đi ra một cỗ vực sâu kinh khủng chi lực, cái này một cỗ vực sâu chi lực nhiễm phải thập điện diêm đế siêu hồn chi lực. Suy suy suy, thập điện diêm đế siêu hồn chi lực trong nháy mắt trôn vùi đứng lên, mà bắt lấy cơ hội này, ma lệ sợi phân thân này bản nguyên cùng tàn hồn, đã triệt để tiêu tán, không còn tồn tại. Vực sâu chi lực, thập điện diêm đế cùng ngũ nhạc minh đế cùng nhau hít một hơi lãnh khí, hai người liếc nhìn nhau, trong nháy mắt đi tới ma lệ phân thân lúc trước tự bảo chỗ. Người cảm nhận được sao? Vừa rồi nhìn thoáng qua ở giữa, đích thật là u minh khí tức, còn có một đạo mịt mờ vực sâu khí tức. Hai đại minh đế sắc mặt khó coi, cái này u minh quả thật cùng vực sâu bộ tộc cấu kết ở cùng nhau mà lại vực sâu này bộ tộc lại cam nguyện vì bảo trụ u minh không chút do so dự trực tiếp tự bảo chính mình như thế một bộ dung hợp phân thân đây là quan hệ ra sao sắc mặt hai người tất cả đều cực kỳ ngưng trọng đi nhanh đi hoàng Tuyển sơn thập điện diêm đế cùng ngũ nhạc minh đế liếc nhau cũng không dám lại có chút dừng lại điên cuồng lướt về phía hoàng Tuyển sơn lúc đầu bọn hắn vụng trộm xếp vào tại hoàng Tuyển sơn nhãn tuyến căn bản không có chuyển đến bất cứ tin tức gì Bọn hắn còn hoài nghi đối phương có phải hay không có điệu hổ ly sơn hiểm nghi. Nhưng bây giờ từ đối phương tại cái này lưu lại một đạo phân thân, cùng phân thân kia phía sau mơ hồ cảm ứng được u minh đại đế khí tức, còn có cỗ này vực sâu chi lực. Để cho hai người trong nháy mắt hiểu được chính mình lúc trước lấy được tình báo tất cả đều là thật. Chương năm 5589, là ma quỷ sao? Giờ khắc này, trong lòng hai người không còn có nửa điểm hoài nghi. Từng cái lòng nóng như lửa đốt, giống như điên bay lượn hướng Hoàng Tuyền Sơn chỗ, bọn hắn nhất định phải ngăn cản U Minh Đại Đế. Đáng giận, cái kia U Minh Đại Đế tại Minh giới bố cục nhiều năm như vậy, chẳng lẽ hắn năm đó vẫn lạc tại vũ trụ hải cũng là giả. Không đối, năm đó ta đã xác định qua, cái kia U Minh Đại Đế là thật vẫn lạc tại vũ trụ hải, nhưng vì sao có thể trở lại Minh giới, còn bố trí xuống như thế đại cục. Đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra, đang bay lượn bên trong, ngũ nhạc minh đế trong lòng kinh sợ vạn phần, U Minh Đại Đế xuất hiện, để hắn cảm nhận được một tiên nồng đậm âm mưu cảm giác, càng làm cho hắn kinh sợ chính là, chính mình năm đó bố cục vậy mà xuất hiện lỗ thùng. Lấy U Minh Đại Đế trí thông minh kia, làm sao lại nghĩ đến như vậy mưu kế. Đến tột cùng là hắn năm đó một mực tại giả heo ăn thịt hổ, vẫn là hắn phía sau còn ẩn tàng những người khác. Ngũ nhạc Minh Đế tâm như lửa đốt, mặc kệ là hai cái này bên trong cái nào khả năng, đối với hắn mà nói đều là một cái cự đại tin tức xấu. Đáng giận lúc trước ta liền không nên hoài nghi vĩnh kiếp nguyệt hải truyền lại tới tin tức là giả còn chuyên môn chạy tới cái này vĩnh kiếp nguyệt hải một chuyến điều tra chân thực lãng phí nhiều thời giờ như vậy bây giờ cái kia u minh đại đế sợ là đã so chúng ta phải nhanh hơn rất nhiều cũng không biết cái kia hoàng tuyền sơn đến tột cùng như thế nào ngũ nhạc minh đế trong lòng âm thầm ảo não hắn lúc trước nhận được tin tức vốn là đã chậm nếu như trước tiên chạy tới hoàng tuyền sơn nói không chừng sẽ đổi tại cái kia u minh đại đế cướp đoạt hoàng tuyền sơn thời khắc mấu chốt đem nó chặn đường nhưng bây giờ chính mình hết lần này tới lần khác còn chạy một chuyến vĩnh kiếp nhiệt hải, này vừa đến vừa đi, trên đường tiêu hao thời gian sẽ tăng lên mấy lần. Nhanh, nhanh hơn, ngũ nhạc minh đế thần sắc lo lắng, oanh, từng đạo đáng sợ đạo tắc chi lực không ngừng lưu truyền, thân hình của hắn tại cái này minh giới trong hư không biên cuồng bay lượn. Mặc dù giờ phút này hắn mai phục tại Hoàng Tuyền Sơn Ám Tử cũng không truyền lại trở về tin tức gì, nhưng ngũ nhạc minh đế cũng đã căn bản không thể tin được cái này, đừng đến lúc đó cùng vĩnh kiếp nhiệt hải một dạng bọn người chết hắn mới đến tin tức cái kia đến lúc đó sợ là đã hối hận thì đã muộn siêu siêu lúc này hai đạo lưu quang ẩn chứa khí tức khủng bố mang khỏa đại lượng thiên địa chi lực ngang qua toàn bộ minh giới chân trời những nơi đi qua minh giới hư không bị khuấy động ra một đạo rõ ràng không gian khe rãnh uốn lượn dài rằng rạc ven đường thậm chí kinh động đến một chút tại bế tử quan minh giới đại đế nhưng lúc này ngũ nhạc minh đế bọn hắn cũng đã không quản được nhiều như vậy Phổ thông đại đế, căn bản không có uy hiếp bọn hắn tư cách, nhưng nếu U Minh đại đế còn sống, còn vụng trộm về tới minh giới, lại làm ra bực này đại sự, đây tuyệt đối là một cái có khả năng phá hư hắn kế hoạch người phá cục. Mà tại ngũ nhạc minh đế cùng thập điện diêm đế điên cuồng tiến về Hoàng Tuyền Sơn thời điểm. Oanh, bị hai đại đế khí hơi thở kinh động, trong chốc lát, từng đạo khí thức cổ xưa tại cái này minh mông minh giới bên trong chậm rãi thức tỉnh, ý thức nhau nhau bắn ra hướng ngũ nhạc minh đế cùng thập điện diêm đế bay lượn qua chỗ, khi bọn hắn thấy là ngũ nhạc minh đế cùng thập điện diêm đế đằng sau, những này cổ lão các cường giả từng cái trong lòng lập tức kinh hãi. Là ngũ nhạc minh đế cùng thập điện diêm đế, hai đại tứ cực đại đế đồng thời hành động, mà lại là như vậy vội vã, chuyện như vậy đã cơ hồ rất nhiều năm cũng không có xuất hiện qua, khiến cái này cường giả cổ lão làm sao không hãi nhiên. T, mà lại đúng là bản thể xuất động, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là phát hiện từ hải người hành hung chỗ? Phương hướng này, tựa hồ là năm đó u minh đại đế chỗ cương vực a à, chẳng lẽ người hành hung kia tiềm phục tại năm đó u minh đại đế cương vực bên trong đi đi qua nhìn một chút từng đạo thần thức dị động sau một khắc từng tôn khí thức cổ xưa từ minh giới thiên địa bên trong dâng lên âm thầm hướng phía ngũ nhạc minh đế cùng thập điện diêm đế vị trí lặng yên đi theo trong chốc lát toàn bộ minh giới bên trong từng đạo khí thức kinh khủng bốc lên dạng này động tĩnh tại cái này minh giới bên trong sợ là không biết bao nhiêu năm không có náo nhiệt như vậy qua mà tại ngũ nhạc minh đế cùng thập điện diêm đế điên cuồng tiến về hoàng tuyền sơn thời điểm tại minh nguyệt nữ đế trong cương vực một chỗ bên ngoài vắng vẻ chi địa bá 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 mấy bóng người bỗng nhiên nổi lên tần trần tiểu tử người đây cũng quá kê tặc đi vừa rồi vậy mà trốn đến người cái kia hỗn độn thế giới bên trong người nói người có phải hay không đã sớm biết cái kia ngũ nhạc minh đế sẽ cảm giác được chúng ta cố ý để bản tọa bại lộ a a a đơn giản tức chết bản tọa lần này xong cái kia ngũ nhạc minh đế cùng thập điện diêm đế có chỗ chuẩn bị, ta sợ là rốt cuộc không về được Hoàng Tuyền Sơn. Ô ô ô, U Minh đại đế một mặt suy giảng, đối với Tần Trần khóc không ra nước mắt, quả là nhanh muốn điên rồi. Ai, Tần Trần thấy thế, nhịn không được tiến lên vỗ vỗ U Minh đại đế bả vai, U Minh, ngươi cũng đừng quá thương tâm, bản thiếu cũng không nghĩ tới cái kia ma lệ đối mặt ngũ nhạc minh đế cùng thập điện diêm đế đúng là như vậy không bình tĩnh, bại lộ phân thân của mình, để bọn hắn cho phát hiện. Ai, nén bi thương, Tần Trần lắc đầu, thở dài không thôi, một bộ tiếc hận bộ dáng. Thật, U Minh Đại Đế ngừng kêu rên, nhịn không được hồ nghi nhìn xem Tần Trần. Đương nhiên là thật, không tin người hỏi ma lệ. Tần Trần đạo, một bên, ma lệ mí mắt bỗng nhiên nhảy một cái. Cảm giác được U Minh Đại Đế ánh mắt nhìn chăm chú mà đến, ma lệ vội vàng gật đầu nói, U Minh tiền bối, Tần Trần nói không sai, là tại hạ lúc trước không cẩn thận bại lộ chính mình, dẫn đến tiền bối bị phát giác, đều là tại hạ sai, mong rằng tiền bối tha thứ ma lệ vừa nói một bên trong lòng giận mắng không thôi u oán nhìn xem tần trần mẹ nó chuyện tốt đều ngươi làm nổi đều để ta đến cõng mà ngươi dạng này sao bất quá hắn cũng là trong lòng đau khổ một chút lại là tuyệt đối không dám nói ra đã ngươi là không cẩn thận tính toán chẳng lẽ ta còn có thể ra tay với ngươi không thành bất quá về sau cũng đừng ở xảy ra chuyện như vậy u minh đại đế mắt nhìn ma lệ cuối cùng vẫn thở dài khí nhịn không được khổ sở nói mà mẹ nó ma lệ nhịn không được mắt nhìn u minh đại đế mắt lộ ra vẻ kinh ngạc gia hỏa này không đơn giản a à. đại nhân cái này u minh đại đế nhìn không ra thế nào a à. cái này tin tưởng ngươi nói tha thứ ngươi cũng quá ngu ngốc rồi điểm đi cứ như vậy gia hỏa lúc trước làm sao lăn lộn đến tứ cực đại đế một bên thái âm minh nữ nhịn không được truyền âm một mặt xem thường im miệng người biết cái gì lúc này mới mẹ nó gọi cao thủ ma lệ nhịn không được quát lớn sợ hãi thán phục nhìn xem U Minh Đại Đế. Mẹ nó, lão tử vừa rồi kém chút nhìn lầm, cái này U Minh Đại Đế mới thật sự là giả bộ hồ đồ cao thủ A, như bức. Ma lệ nhịn không được rung động đạo, đại nhân, lời này của ngươi có ý tứ gì? Thái âm minh nữ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ma lệ lường thái âm minh nữ một chút, cười nhạo truyền âm nói, ngươi thật sự cho rằng cái này U Minh Đại Đế ngớ ngẩn đến tin tưởng lời của chúng ta. Hừ, gia hỏa này là nghĩ minh bạch giả hồ đồ đâu, ma lệ cười lạnh liên tục tần trần lúc trước hành động lão già này cơ hồ nhất thanh nhị sở nhưng hắn lại vẫn cứ giả bộ như cái gì cũng không biết dáng vẻ còn tại gọi là khổ gọi ủy khuất kém chút đem ta đều lừa gạt hắn đều rõ ràng cái này sao có thể thái âm minh nữ nạn lấy tin có lẽ ngay từ đầu thời điểm hắn cũng không rõ ràng tần trần mục đích nhưng là về sau tần trần đều nói như vậy minh bạch thậm chí ta đều cố ý bại lộ ra hỏa này thế mà còn không có hoài nghi cái này có chút không nói được Ma Lệ hít mắt, hừ, gia hỏa này sợ là tương kế tựu kế, ở đâu kêu khổ kêu oan, cố ý chiếm được Tần Trần hảo cảm đâu. Không được, Ma Lệ trong nháy mắt cảm thấy nồng đậm nguy cơ, cái này U Minh đại đế thế nhưng là lão hồ ly, chính mình cũng không thể phớt lờ. Tần Trần, chúng ta sau đó làm cái gì? Ma Lệ vội vàng nhìn về phía Tần Trần, không gì sánh được tích cực. Hừ, ai cũng đừng nghĩ cướp đi hắn tại Tần Trần trong suy nghĩ địa vị không phải vậy nếu là bị U Minh Đại Đế chiếm được tiên cơ, xích viêm đại nhân ai đi cứu. Theo ta đi chính là, Tần Trần mỉm cười, mờ quang hiện lên một tia lạnh lùng, thân hình lóe lên, bỗng nhiên hướng phía nơi xa bay lượn mà đi. Mà ma lệ bọn người lướt nhau, cũng là vội vàng lại lần nữa đi theo. Oanh, nương theo lấy đám người bay lượn, U Minh Đại Đế trong ánh mắt dần dần lộ ra một tia kinh ngạc đến. Tần Trần tiểu tử, người cái này bay lượn phương hướng, là ngũ nhạc minh đế cùng thập điện diêm đế lãnh địa phương vị. U Minh Đại Đế mắt lộ ra chấn kinh, người đừng nói cho ta, người đây là chuẩn bị đi ngũ nhạc Minh Đế đạo tràng. Có cái gì không được sao? Tần Trần cười, mắt lộ ra lãnh quang, bây giờ cái kia ngũ nhạc Minh Đế cùng thập điện Diêm Đế đều đi Hoàng Tuyền Sơn phương vị. Người nói, bây giờ tại mảnh khu vực này, còn có ai có thể ngăn được chúng ta một nhóm người này sao? Ma lệ, mà mẹ nó, U Minh Đại Đế, lần này, bọn hắn là thật rung động, tất cả đều hãi nhiên nhìn xem Tần Trần. Mẹ nó, ra hỏa này, chuẩn bị làm cái gì nói thật bọn hắn lúc trước coi là tần trần cố ý bại lộ u minh đại đế mục đích chỉ là vì dẫn đi ngũ nhạc minh đế cùng thập điện diêm đế để cho nữ nhân của hắn tại vĩnh kiếp nghiệt hải có càng nhiều khôi phục thời gian cùng cơ hội nhưng bây giờ bọn hắn mới hiểu được tới chứ cái này bên ngoài tần trần lại còn mục đích gì khác ra hỏa này đơn giản mẹ nhà hắn quá âm oanh tại tần trần dẫn đầu xuống đám người rốt cuộc rời đi minh nguyệt nữ đế cương vực phạm vi trong nháy mắt tiến vào một thế giới khác, sau đó tiếp tục bay lượn đứng lên. Xâm la diêm vực phương hướng, U Minh Đại Đế trong mắt chừng một cái, mặt lộ nghi hoặc tần trần tiểu tử, người không phải nói muốn đi ngũ nhạc Minh Đế đạo tràng sao. Phương hướng này, rõ ràng là xâm la diêm vực chỗ A, đây không phải là thập điện diêm đế đạo tràng sao. Có khác nhau sao, tần trần cười lạnh, các người lúc trước cũng nhìn thấy. Cái kia thập điện diêm đế cùng ngũ nhạc minh đế kỳ thật cũng không phải là hoàn toàn một thể, các người nói, như thập điện diêm đế đi theo ngũ nhạc minh đế đi hoàng tuyền sơn lại phát hiện chính mình vô hụt quay đầu nơi ở của mình người khác bưng các người nói sẽ là biểu tình gì tần trần khóe miệng phát họa ra vẻ tươi cười đến nghe vậy mọi người nhất thời mắt trợn tròn mẹ nó đây cũng quá âm đi giờ khắc này tất cả mọi người nhịn không được run một cái ra hỏa này là ma quỷ sao đổi lại bọn họ là thập điện diêm đế đến lúc đó khẳng định sẽ nổi điên oanh tại tần trần dẫn đầu xuống đám người bọn họ trong nháy mắt dáng lâm thập điện diêm đế cương vực bên trong. chương năm 1590, Diêm Ma Đại Đế. Thập điện diêm đế chỗ sâm la diêm vực, vô tận tử linh khí thức phun trào, bầu trời hoàn toàn như trước đây ảm đạm. Giữa cả thiên địa, không có một chút sức sống khí thức, có chỉ là từng bộ giống như cái xác không hồn bình thường quỷ tu, tại giữa thiên địa này đi lại, không có nửa điểm sinh khí. Nơi này là thập điện Diêm Đế chỗ khu vực quốc gia khu vực trung tâm, ở vào sâm la Diêm vực nội bộ phong đô thành phụ cận. Phong đô thành, chính là thập điện Diêm Đế dưới chướng trừ quốc gia hạch tâm bên ngoài cấp cao nhất đại thành. Không giống với minh nguyệt nữ đế cương vực vĩnh kiếp nghiệt hải phân phối phương thức, tại thập điện Diêm Đế trong lãnh địa, là lấy quốc gia sẽ phân bố, thập điện Diêm Đế chính là hắn mảnh này trong quốc gia đế vương, khống chế nơi này vô tận quỷ tu. Cực kỳ bá đạo cùng cường thế. Mà thập điện diêm đế nắm trong tay đạo tắc, có thể nghịch chuyển âm dương sinh tử, chấp trưởng minh giới luân hồi thiên đạo, dưới cờ cũng có rất nhiều phán quan, quỷ vương các cường giả, cấp bậc xâm nghiêm. Mà phong đô thành là gần với thập điện diêm đế tiềm tu đô thành bên ngoài đệ nhị đại thành trì, tại cái này phong đô thành bên trong có một tòa cổ lão cầu nối tên là nại hà kiều. Tòa này nại hà kiều ẩn chứa vô tận sinh tử chi lực, bất luận cái gì đi đến cây cầu này lương người đều sẽ lọt vào kiếp trước kiếp này cùng kiếp sau tam sinh tam thế khảo nghiệm, chỉ có thông qua được nại hà kiều khảo nghiệm quỷ tu mới có thể chân chính gia nhập vào thập điện diêm đế dưới trướng trở thành hạch tâm nhân viên tại thập điện diêm đế lãnh địa phòng đô thành là gần với sâm la diêm vực đô thành địa phương là vô số quỷ tu thánh địa lúc này tại phong đô thành bên ngoài mấy đạo trên thân tản ra khí tức đáng sợ thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện nhìn chăm chú xa xa phong đô thành mắt lộ lãnh mang tần trần tiểu tử mục tiêu của ngươi lại là phong đô thành bản tỏa còn tưởng rằng ngươi sẽ tiến về xâm la diêm vực hạch tâm, thập điện diêm đế lãnh địa luân hồi đô thành đâu. Nhìn chăm chú xa xa phong đô thành, u minh đại đế lộ ra vẻ kinh ngạc. Xâm la diêm vực bên trong nổi tiếng nhất, hay là thập điện diêm đế nơi ở luân hồi đô thành, mà phong đô thành chỉ có thể sắp xếp thứ hai, lấy tần trần dũng khí, thật muốn đối với thập điện diêm đế động thủ, tiến công hắn luân hồi đô thành, mới là hữu hiệu nhất. Tần Trần liếc mắt U Minh Đại Đế, thản nhiên nói, U Minh, bản thiếu mặc dù gan lớn, lại cũng không cuồng vọng, mặc dù cái kia thập điện diêm đế bản thể đã rời đi, nhưng bản thiếu còn không có ngu đến mức trực tiếp tiến công thập điện diêm đế hang ổ đi. Luân hồi đô thành, tại thập điện diêm đế trong lãnh địa, thì tương đương với U Minh Đại Đế Hoàng Tuyển Sơn, Minh Nguyệt Nữ Đế Vĩnh Kiếp Nguyệt Hải loại tồn tại này, trước đây sẽ không có một chút phòng bị. Đánh chết Tần Trần cũng không tin, lấy Tần Trần thực lực bây giờ, đối phó một chút đại đế không có vấn đề gì, nhưng nếu là cưỡng ép xâm nhập một tôn tứ cực đại đế bản mệnh chi địa, vậy liền thật là đem đầu treo ở trên lưng quần. Chủ nhân, cẩn thận một chút, cái này phong đô thành mặc dù chỉ là xâm la diêm vực đệ nhị đại thành trì, so với luân hồi đô thành đến đòi yếu đi rất nhiều, nhưng tương tự cực kỳ đáng sợ, tuyệt không phải bình thường. Thủy mị đại đế lúc này đột nhiên mở miệng, nghe đồn, trong đó có đại đế tỏa chấn. Phong đô thành, tại thời đại viễn cổ chính là đại danh đỉnh đỉnh, thanh danh hiển hách, ở trong mắt nàng, chính là một tòa đầm rồng hang hổ, tuyệt không đơn giản. Đại đế, tần trần cười lạnh ta muốn chính là đại đế nói đến đây tần trần bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía u minh lạnh lùng nói u minh cái này phong đô thành bên trong có lai lịch gì ngươi hẳn là rõ ràng đi người khác không rõ ràng thập điện diêm đế hư thực nhưng tần trần không tin u minh đại đế cũng không rõ ràng hắc hắc tần trần tiểu tử bản tọa đến thật đúng là biết cái này phong đô thành lai lịch u minh đại đế cười hắc hắc cái này phong đô thành bên trong hoàn toàn chính xác có một tôn đại đế tọa trấn Tên là Diêm Ma Đại Đế, Diêm Ma Đại Đế, Tần Trần nhíu mày, người này lai lịch gì, chiến lược như thế nào, chiến lược a, qua loa đi, năm đó chính là tiếp cận Đại Đế Trung Kỳ, bây giờ sợ là đột phá nói không chừng. U Minh Đại Đế lườm liếc miệng nói, Đại Đế Trung Kỳ, nghe vậy, tất cả mọi người là hít một hơi lãnh khí, mắt lộ ra kinh sợ. Trước mắt Tần Trần bên này, mà lệ là vừa đột phá Đại Đế không bao lâu, thực sự Đại Đế sơ kỳ. Mà khởi đầu mị đại đế mặc dù đột phá đại đế nhiều năm, nhưng những năm này bị vây chết biển, thần hồn bị hao tổn, bây giờ mặc dù tu vi khôi phục, còn chiếm được không ít ích lợi, nhưng cũng chỉ là tiếp cận đại đế trung kỳ mà thôi. Về phần thái âm minh nữ, đột phá đại đế cảnh giới kỳ thật cũng không bao lâu, nhưng bây giờ cùng hắc liên thánh làm dung hợp bảy thành đằng sau, thực lực chân thật cũng tiếp cận đại đế trung kỳ. Tại tăng thêm một cái tàn phá u minh đại đế, cùng mới chỉ là chuẩn đế đỉnh phong tần trần. Bọn hắn những người này liên thủ, muốn đối phó một cái đại đế trung kỳ, cái này khiến đám người làm sao không kinh hãi. Cần biết, đến đại đế cảnh giới, bất kỳ một cái nào tiểu cảnh giới tăng lên, đều là khác nhau một trời một vực biến hóa, tuyệt không cho phép khinh thường. Tần Trần, chúng ta là không phải từ dài thương nghị một chút. Lúc này, Ma Lệ nhịn không được mở miệng nói, "Mẹ, đi lên liền làm trung kỳ đại đế." Hắn lập tức cảm giác toàn thân chịu nặng, áp lực lớn như núi. Tần Trần liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, "Ma Lệ ngươi sợ cái gì?" Đại đế trung kỳ kỳ thật cũng không có gì không được, lúc trước cái kia ngũ nhạc minh đế phân thân, còn không phải như vậy bị ngươi làm. Chỉ là một tên trung kỳ đại đế, đối với ngươi mà nói còn không phải dễ như trở bàn tay. Ma lệ một mặt xấu hổ, chính mình như bức như vậy sao? Chính ta làm sao không biết? Đã thấy tần trần tiếp tục cười lạnh nói, huống chi, chúng ta mạo hiểm xuất động, cũng phải có chút chỗ tốt không phải? Một tôn trung kỳ đại đế bản nguyên, đối với chư vị thực lực tăng lên, sợ là có không nhỏ ích lợi đi. T, nghe được tần trần lời này, ánh mắt của mọi người đều là sáng lên, từ ngưng trọng biến thành hưng phấn cùng cuồng nhiệt. Hoàn toàn chính xác, nếu là có thể có một tôn trung kỳ đại đế bản nguyên cho bọn hắn nghiên cứu hấp thu, đối bọn hắn thực lực đột phá, tuyệt đối sẽ có chỗ tốt to lớn. Kệ con mẹ hắn chứ, ma lệ đột nhiên sắc mặt đỏ lên, tức giận nói ra. Lúc này... U Minh Đại Đế trầm giọng nói, trừ Diêm Ma Đại Đế, còn muốn cẩn thận một người khác trợ giúp. Đám người nhao nhao nhìn qua, cao mày nói, ai? mạnh bà u minh đại đế trầm giọng nói người này là thập điện diêm đế dưới trướng một vị cường giả khác thực lực cũng cực kỳ kinh người không kém gì diêm ma đại đế tần trần nhíu mày thập điện diêm đế dưới trướng lại có bực này cường đại cường giả vậy vì sao minh nguyệt nữ đế dưới trướng năm đó không gây một đại đế tồn tại cái này không giống với u minh đại đế lắc đầu chậm rãi nói diêm ma đại đế cùng mạnh bà kỳ thật cũng không phải là thập điện diêm đế thủ hạ cũng không phải là dựa vào thập điện diêm đế thành đại đế Bọn hắn hai quỷ tại thời đại Viễn Cổ chính là đại đế cường giả, năm đó Diêm Ma đại đế, Thập Điện Diêm Đế, Mạnh Bà ba người, chính là kết nghĩa huynh muội, về sau ba người xông sáo một chỗ Minh Giới cổ lão cấm địa, Thập Điện Diêm Đế đạt được chỗ tốt to lớn, từ trong ba người trổ hết tài năng, lúc này mới trở thành tứ cực đại đế một trong, mà Diêm Ma đại đế cùng Mạnh Bà mặc dù chưa từng bước vào tứ cực đại đế cấp bậc, cũng đã nhận được nhất định chỗ tốt, mới có bây giờ cảnh giới. Bất quá Diêm ma đại đế cùng mạnh bà tại thập điện Diêm đế bước vào tứ cực đại đế đằng sau, liền một mực mai danh ẩn tích, thay thập điện Diêm đế trưởng quản xâm la Diêm vực cương vực, rất ít xuất đầu lộ diện cho nên minh giới bên trong biết được cái này hai quỷ quỷ tu, cũng không nhiều. Lại còn có dạng này sự tình, đám người kinh ngạc, bực này bí mật, phổ thông minh giới quỷ tu là căn bản không có khả năng biết được, cũng chỉ có u minh đại đế bực này đã từng tứ cực đại đế, mới hiểu một hai. Tần Trần hít mắt, không khỏi cười lạnh nói cái kia mạnh bà không đến thuận tiện nếu dám tới liền một khối cầm nàng một khối cầm đám người hít một hơi lãnh khí tần trần đến cùng bao lớn khẩu vị tốt đợi chút nữa hành sự tùy theo hoàn cảnh tần trần ngẩng đầu mở ra tạo vật chi nhãn trong chốc lát trước mắt phong đô thành phun trào vô tận quỷ khí hiện ra tại trước mắt hắn chỉ gặp ngay tại phía trước trong thành trì hai đạo tản ra khí tức khủng bố quỷ khí ẩn ẩn nở rộ giấu ở cái này phong đô thành nội bộ hạch tâm nhất địa phương cực kỳ đáng sợ. Nơi đó, hẳn là Diêm Ma Đại Đế bế quan địa phương. Tần Trần nhìn chăm chú hướng trong đó một chỗ quỷ khí âm trầm chi địa, quỷ này khí, ẩn chứa vô tận đại đạo quy tắc, hiển nhiên là một tôn cường đại quỷ tu phát ra. Mà đổi thành một đạo khí tức, thì là cùng minh giới thiên địa dung hợp lại cùng nhau, tựa hồ là một kiện bảo vật, như vậy, vô cùng có khả năng chính là minh bảo nại hà kiều chỗ. Nại hà kiều, tỏa trấn tại một đầu quên xuyên trên trường hà, chính là một kiện trí bảo. Cầu này tọa lạc ở chỗ này đã vô số vạn năm, chưa bao giờ có người có thể đem nó nắm bắt mang đi. Tần Trần mắt sáng lên, trầm giọng nói, trực tiếp xâm nhập Diêm Ma Đại Đế Hạch Tâm Chi Địa, cùng chiến đấu, cũng không phải là cử chỉ sáng suốt, không bằng đi trước nắm bắt cái này nại Hà Kiều, nhược nại Hà Kiều chấn động, chắc chắn sẽ kinh động Diêm Ma Đại Đế, đến lúc đó hắn tất nhiên cường thế đánh tới. Ma lệ, người trước không xuất thủ, âm thầm mai phục tại Diêm Ma Đại Đế chạy tới khu vực cần phải đi qua, ngay tại nửa đường mai phục, cho hắn đến như vậy lập tức. Thái âm, thủy mị, các ngươi cũng mai phục tại một bên, âm thầm tìm cơ hội. Về phần u minh, ngươi thì cùng ta đi nắm bắt cái kia nại hà kiều. Nhớ kỹ, chỉ cần nại hà kiều có động tính, diêm ma đại đế chắc chắn xuất động, đến lúc đó nhất định phải tốt chiến tốt thắng, không thể bại lộ quá nhiều, ta nói rút lui, chư vị nhất định phải lập tức rút lui, không thể ham chiến, đều hiểu sao. Tần Trần lạnh lùng nhìn về phía đám người minh bạch đám người vội vàng gật đầu tần trần cấp tốc an bài một trận tình huống cụ thể đến lúc đó lại nói tốc chiến tốc thắng đánh chính là một cái nhanh đi ra lệnh một tiếng đám người ẩn vào hư không cấp tốc tới gần phong đô thành nương theo lấy không ngừng phi nhanh rất nhanh nơi xa từng tòa cổ lão mà to lớn đại thành hiện lên ở tần trần trước mắt bọn hắn tần trần tạo vật chi nhãn tiếp tục mở ra hướng phía trước nhìn lại trong hư không hắn giống như thấy được từng đạo quỷ khí trùng thiên Tại thành trì kia cuối cùng, Tần Trần giống như thấy được một đạo bóng đen khổng lồ, gào thét thiên địa. Là Diêm Ma Đại Đế không tệ, Tần Trần trong lòng khẽ nhúc nhích, cấp tốc tránh đi cái kia đạo đại đạo hư ảnh. Mở tạo vật chi nhãn hắn, quan sát địch tình, không thể thích hợp hơn. Theo đám người dần dần tới gần phong đô thành, lòng của mỗi người đều nhấc lên. chương năm 1591, làm liền xong rồi. Giờ phút này, Tần Trần mấy người đã lặng yên đi tới phong đô thành bên ngoài. Tại phong đô thành bên ngoài, vô số quỷ tu chính xếp hàng chậm rãi vào thành, đúng là xếp thành từng đầu trường long. Đồng thời tại toàn bộ thành trì bên ngoài, một tòa cổ lão đại trận đứng vững, bao trùm ở toàn bộ phong đô thành. Làm xâm la diêm vực đệ nhị đại thành trì, nại hà kiều chỗ, phong đô thành bên ngoài mỗi ngày đều sẽ có vô số quỷ tu lại tới đây, tiếp nhận nại hà kiều khảo nghiệm cùng tẩy lễ, một khi thông qua liền có thể trở thành thập điện diêm đế dưới chướng quỷ tướng, đây là cỡ nào vinh hạnh. Nếu là ngày trước, Minh giới rất nhiều các quỷ tu còn chưa hẳn sẽ nhất định muốn gia nhập tứ cực đại đế dưới trướng, nhưng là đoạn thời gian gần nhất minh giới cực kỳ náo động, không ít quỷ tu ẩn ẩn cảm giác được dung chuyển phong hiểm, cho nên đều muốn tìm một cái có thể dựa vào đùi. Một chút tán tu cũng nghĩ tìm tới có đại đế chấn giữ thế lực đầu nhập vào. Nếu không trước đó Thái Âm đảo cũng sẽ không có nhiều người như vậy muốn tiến hiến dưới trướng quỷ tu cho Thái Âm minh nữ, đơn giản là muốn trong loạn thế này thu hoạch được một chút dựa vào mà thôi. Mà còn sót lại hai vị tứ cực đại đế, liền trở thành tất cả quỷ tu đầu nhập vào lựa chọn tốt nhất toàn bộ phòng đô thành bên ngoài quỷ sơn quỷ hải khắp nơi đều là xếp hàng ý đổ ra nhập xâm la diêm vực các quỷ tu phi thường náo nhiệt hừ cái này thập điện diêm đế dưới trướng lúc nào náo nhiệt như vậy nhìn thấy nhiều như vậy các quỷ tu mộ danh xếp hàng mà đến u minh đại đế hử lạnh một tiếng sắc mặt cực kỳ khó coi từng có lúc hắn dưới trướng cũng có vô số cường giả đi theo đừng nói nhảm tần trần ngẩng đầu nhìn phong đô thành bên ngoài đại trận nhíu mày đây là hắn nhằm vào diêm ma đại đế cái thứ nhất chướng ngại muốn đối phó diêm ma đại đế trước hết tiến phong đô thành mà tiến phong đô thành thì nhất định phải thông qua cửa thành chứng nhận nếu không sẽ lọt vào cái này phong đô thành trấn thủ đại trận công kích cái này phong đô thành bên ngoài đại trận mặc dù cường đại nhưng tần trần cũng không e ngại chỉ là như cưỡng ép bài trừ chắc chắn kinh động diêm ma đại đế để cho mình kế hoạch xuất hiện không thể tránh khỏi phiền phức ma lệ giao cho ngươi Tần Trần quay đầu, đối với ma lệ âm thanh lạnh lùng nói. Mẹ nó, tại sao lại là ta? Ma lệ trong lòng giận mắng một tiếng, ngoài miệng lại là không rên một tiếng. Đối với Tần Trần mấy người nói, đi, các người thu liếm lại khí tức, đi theo ta. Dứt lời, ma lệ trên thân tản ra khí tức âm lãnh, mang theo đám người cấp tốc tới gần phong đô thành cửa. Người nào, dám ở chỗ này bay lượt, nơi đây chính là phong đô thành, còn không ngừng xuống bước chân. Muốn chết sao, Nhìn thấy ma lệ mấy người phách lối từ tất cả quỷ tu đỉnh đầu bay lượn mà qua, đi thẳng tới cửa ra vào, cửa thành kia miệng chấn thủ mấy tên quỷ tu lập tức phát ra một tiếng gầm thét, oanh, từng đạo khí tức đáng sợ hiển hiện, bao phủ lại ma lệ mấy người. Siêu siêu siêu, dẫn đầu là một tôn trên thân tản ra chuẩn đế khí hơi thở quỷ tu, ánh mắt lạnh lùng, đằng đằng sát khí nhìn xem ma lệ mấy người, tại cảm giác được ma lệ cùng phía sau hắn tần trần mấy người khí tức đằng sau, trong lòng lập tức giật mình. Lấy hắn chuẩn đế cảnh giới, ẩn ẩn cảm giác được, phía trước một đám người không dễ chọc. Hư, làm can, ngay cả bản đế cũng không nhận ra. Còn không mau mở cửa thành ra, bản đế có chuyện quan trọng tìm các người diêm ma đại nhân. Ma lệ hơi nhướng mày, lúc này hừ lạnh nói ra, oanh, một cỗ mơ hồ đại đế khí thức, từ trên người hắn lặng yên nở rộ, nhưng lại rất tốt khống chế tại một cái cực nhỏ phạm vi bên trong, không đến mức kinh động phong đô thành bên trong diêm ma đại đế. Bản đế, diêm ma đại nhân, Đầu lĩnh kia quỷ vương nghe vậy trong lòng giật mình, lấy tu vi của hắn, tại sâm la diêm vực cũng coi là cấp cao nhất một nhóm quỷ tu một trong, tự nhiên biết rõ phong đô thành trấn giữ chính là diêm ma đại đế, dù sao bình thường quỷ tu thế nhưng là ngay cả phong đô thành bên trong có đại đế tỏa trấn cũng không biết. Không biết tiền bối là vị nào đại nhân, tìm diêm ma đại nhân cần làm chuyện gì. Thuộc hạ lập tức thông chi diêm ma đại nhân, quỷ kia vương còn không có nói hết lời, lại nghe tần trần bỗng nhiên lệ hát đạo, làm càn, tại sao cùng chúng ta người lớn nói chuyện đâu. Chúng ta đại nhân chính là thập điện đại nhân tâm phúc, trước chuyến này đến phong đô thành, là phụng thập điện diêm đế đại nhân mật chỉ, có đặc thù sự việc cần giải quyết, nhất định phải tự mình gặp mặt diêm ma đại nhân, làm sao, liền ngươi cũng dám ngăn cản. Còn không mau mau mở cửa thành ra, để cho chúng ta đi vào, xảy ra chuyện, người đảm đương được tốt hay sao hả? Tần trần đằng đằng sát khí, chuẩn đế khí hơi thở đột nhiên tỏ khắp, bá, đồng thời trong tay của hắn, một cây vô hình bút ảnh chậm rãi hiển hiện, tản mát ra chấp trưởng sinh tử khí tức. Phán quan bút, quỷ này vương cường giả trong lòng giật mình, thân là thập điện diêm đế dưới chướng chuẩn đế, hắn đối với phán quan này bút khí tức là không thể quen thuộc hơn nữa, đây chính là chỉ có quanh năm đi theo thập điện diêm đế đại nhân, thâm thụ thập điện diêm đế yêu thích quỷ tướng mới có thể được ban cho cho bảo vật. Chỉ ít đi theo thập điện diêm đế hắn, trước mắt còn chưa từng từng chiếm được loại bảo vật này ban cho. Ân, mà lúc này, Ma lệ cũng giống như nó làm hừ lạnh một tiếng, ông, trên người hắn một cỗ khí thức âm lãnh tỏa ra, cái này một cỗ khí thức tàn mát ra làm người sợ hãi sinh tử luân hồi đạo tắc chi lực, chính là thập điện diêm đế tu luyện đạo tắc khí thức. Ma lệ từng thôn vệ hơn 10 điện diêm đế một đạo chiếu ảnh, nắm giữ nó bộ phận bản nguyên, đơn giản mô phỏng đạo thì khí thức cũng không phải là việc khó. T, cái này một cỗ khí thức tàn mát. Quỷ kia vương trong nháy mắt cảm giác được thật giống như bị một đầu âm lãnh rắn độc quấn chặt lấy giống như toàn thân có loại cứng ngắc cảm giác thập điện diêm đế đại nhân khí tức, bực này đạo tác chi lực, tối thiểu là thập điện diêm đế đại nhân thân truyền. Quỷ kia vương dọa đến hồn phi phách tán, vội vàng nói, nguyên lai là đại nhân đến đây, là thuộc hạ có mắt không biết minh sơn, đại nhân xin mời. Ông, phía sau cửa thành trong nháy mắt mở ra. Hừ, ma lệ hừ lạnh một tiếng, mang theo tần trần một nhóm trong nháy mắt tiến vào phong đô thành bên trong. Đợi ngày khác bọn họ rời đi, quỷ kia vương toàn thân như nhũn ra, phía sau đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm ướt có vô tận nghĩ mà sợ mẹ nó chính mình não rút đối phương nói rõ ý đổ đến chính mình lại còn dám chất vấn đây không phải tinh khiết muốn chết sao trên thực tế hắn vô cùng rõ ràng tại phong đô thành chỗ như vậy tỏa trấn trông coi chỉ là một cái hình thức tại minh giới nhiều năm như vậy cho tới bây giờ không ai dám tại tứ cực đại đế trên địa bàn nháo sự chỉ là thông lệ lệ cũng mà thôi ai biết liền đá lên như thế một khối thiết bản đại nhân vừa rồi mấy tên kia lai lịch ra sao a Đại nhân ngươi thế mà không có cẩn thận nghiêm tra, liền thả đi. Có giới chướng nhịn không được hỏi thăm, muốn hay không thông báo một chút riêng ma đại nhân. Im miệng, quỷ kia vương thiết sắc thiết thanh, không nên ngươi hỏi, đừng hỏi. Quỷ kia vương ngẩng đầu nhìn một chút phong đô thành nội bộ, nội tâm tâm thần bất định. Tính toán, đại nhân vật ở giữa sự tình, chính mình hay là đừng xen vào. Phong đô thành bên trong, tần trần một đoàn người dừng thân hình, thủy mị đại đế có chút kinh ngạc nói ra, chúng ta cái này tiến đến nàng còn tưởng rằng đường đường tứ cực đại đế dưới chướng lãnh địa cảnh giới xâm nghiêm đâu ai biết cũng liền như thế u minh đại đế cười lạnh một tiếng ha ha minh giới thái bình quá lâu tứ cực đại đế trấn thủ nhiều năm như vậy ai sẽ nghĩ đến có người dám can đảm ở tứ cực đại đế trong lãnh địa nháo sự ma lệ ở một bên cười cười còn không phải bởi vì ta nếu không có ta biểu hiện ra thập điện diêm đế đại đế quy tắc các người có thể dễ dàng như vậy tiến đến lúc này hắn cũng minh bạch vì sao tần trần chính mình cũng nắm giữ thập điện diêm đế quy tắc lại làm cho chính mình ra mặt bởi vì chính mình đại đế thân phận so tần trần chuẩn đế thân phận muốn càng có trấn nhiếp lực nhiều hắc hắc nghĩ đến cái này ma lệ lập tức cảm giác được từng đợt mừng thầm chư vị hắn nhịn không được mở miệng còn không có nói hết lời lại bị tần trần trong nháy mắt đánh gãy tốt đều đừng nói nhảm tranh thủ thời gian dựa theo kế hoạch làm việc tần trần thanh âm lạnh lùng không gì sánh được nghiêm túc ma lệ thảo Giờ phút này, tần trần mi tâm tạo vật chi nhãn cấp tốc đảo qua toàn bộ phong đô thành, hạch tâm kia khu vực đại đế khí tức, càng thêm nồng đậm khủng bố, giống như mây đen bình thường, bao phủ thiên địa. Bực này đại đế khí tức, hoàn toàn chính xác muốn so bắt đầu mị các nàng đáng sợ bên trên không ít. Tần trần trong lòng nghỉ non, hắn không xem thêm diêm ma đại đế vị trí, mà là hướng một đầu khác phong xuyên hài nhìn lại, nơi đó một tòa xâm minh cầu nối vượt ngang, phát ra ngập trời quỷ khí. Đồng thời, tại toàn bộ trong thành trì, còn có từng đạo không kém khí tức ẩn núp, đều là chuẩn đế cấp lực lượng. Nhìn một hồi, tần trần cấp tốc nói, trừ riêng ma đại đế một tôn này đại đế bên ngoài, cái này phong đô thành còn có chuẩn đế cấp cường giả hơn 10 vị. Bọn gia hỏa này nếu là kết hợp cái này phong đô thành đại trận, đến lúc đó cũng có thể tạo thành một chút phiền toái, nếu là động thủ, có cơ hội cũng có thể cấp tốc chém giết. Tần trần lạnh lùng phân phó, chuẩn đế cấp thực lực, tại minh giới địa phương khác, khả năng đã là một phương cự phách, nhưng ở tần trần nơi này, chỉ có thể coi là miễn cưỡng đủ nhìn mà thôi. Đương nhiên, một khi số lượng nhiều đứng lên, kết hợp với một chút đại trận cùng bảo vật đặc thù, chưa hẳn không thể cho bọn hắn mang đến phiền phức, dù sao nơi này cũng coi là xâm la diêm vực bên trong đại bản doanh một trong. Cần biết ban đầu ở nghịch sát trong thần điện, Già La Minh tổ bọn hắn dựa vào cái kia tứ tượng thần hồn đại trận, còn từng vây khốn qua thủy mị đại đế đâu, một số thời khắc đủ số lượng chuẩn đế cường giả, cũng có thể cho đại đế mang đến phiền phức. Chư vị đều dựa theo quy định, ma lệ tại vị trí của ngươi chuẩn bị kỹ càng. Tần Trần trầm giọng nói ra, xuất lời, Tần Trần không có ở cái này ở lâu, cấp tốc hướng Nại Hà Kiều phương hướng bay đi, chỉ để lại ma lệ một người. Mẹ nó, lại là ta, ma lệ trong lòng giận mắng một câu, lại lúc này biến mất hư không, cẩn thận nghiên cứu diêm ma đại đế cùng Nại Hà Kiều ở giữa lộ tuyến, tìm kiếm một cái tốt địa điểm âm thầm mai phục đứng lên. Mặc dù trong lòng có chút không cam lòng, nhưng chẳng biết tại sao, ma lệ nhưng trong lòng còn có mơ hồ chờ mong. Cùng Tần Trần, hợp tác, trong khoảng thời gian này, hắn chỉ cảm thấy trước nay chưa có sảng khoái, trước kia ở thiên võ đại lục, ở thiên giới, tại ban đầu vũ trụ, hắn đều một mực là nơm nớp lo sợ, trốn đông trốn tây, nào giống lần này, sảng khoái như vậy trực tiếp động thủ, thậm chí mai phục lên tứ cực đại đế dưới chướng đại đế tới. Đơn giản trước đó chưa từng có, lại thêm chính mình phía sau còn cần Tần Trần hỗ trợ. Nghĩ nhiều như vậy làm cái gì, làm liền xong rồi, giờ phút này, sắc trời u ám, Đương nhiên đối với Tần Trần bọn hắn mà nói, sắc trời phải trăng u ám đều một cái dạng. Thời gian dần qua, Tần Trần mang theo U Minh Đại Đế đi tới một tòa cầu núi trước mặt, cách không nhìn lại, cây cầu kia vượt ngang qua một tòa phát ra vô tận âm khí trên trường Hà, mà tại trên cầu còn có vô số quỷ tu ngay tại vượt qua. chương năm là ai động thủ? Nại Hà Kiều, Đại Đế trí bảo, nhìn trước mắt cái này một tòa cổ lão minh cầu, Tần Trần nhíu mày. Tần Trần tiểu tử, đây chính là cầu Nại Hà bảo vật này, không phải bình thường, có thể để quỷ tu quên mất kiếp trước kiếp này, bất luận cái gì đi qua cái này nại hà kiều quỷ tu, đều đem đối với thập điện diêm đế triệt để trung tâm. U Minh Đại Đế có chút nóng mắt nói ra, lấy thân phận của hắn, toàn bộ xâm la diêm vực có thể làm cho hắn coi trọng bảo vật cũng không nhiều, cái này nại hà kiều tuyệt đối là một trong số đó. Lúc này, tần trần ánh mắt lại là rơi vào nại hà kiều hai bên bốn đạo khí thức khủng bố phía trên. Tại cái này nại hà kiều hai bên, đều có hai tôn chuẩn đế cường giả tỏa chấn, phát ra khí tức kinh người. Thủy mị, người cùng ta cùng một chỗ, thái âm, u minh, hai người các ngươi giải quyết mặt khác một bên chuẩn đế, có thể không bại lộ, tốt nhất đừng tùy tiện bại lộ. Tần chân mắt sáng lên, hắc hắc, tần chân tiểu tử, người đây cũng quá xem thường ta, đối phó một cái chuẩn đế sâu kiến, nếu là còn có thể bại lộ, vậy bản tỏa cũng không cần tại cái này minh giới lăn lộn, dứt khoát đập đầu chết tính toán. U minh đại đế cười hắc hắc, không thể chủ quan. Tần Trần khẽ quát một tiếng, hít mắt lại, động thủ. Thoải âm rơi xuống, Tần Trần trong nháy mắt vừa xài bước ra, phía trước hư không trong chốc lát xuất hiện một đầu vết nứt không gian, một đoàn người bước vào trong đó, bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Vô cùng an tĩnh, trên nại Hà Kiều, từng đội từng đội quỷ tu ngay tại hành tẩu, rất nhiều quỷ tu chịu không được nại Hà Kiều lực lượng, đúng là tại chỗ kêu thảm bốc cháy lên, trực tiếp hóa thành tinh thuần quỷ hồn lực lượng, dung nhập vào nại Hà Kiều bên trong, trở thành nại Hà Kiều chất dinh dưỡng. Mà tại nại hà kiều hai bên, đều có hai tôn chuẩn đế tỏa chấn, xếp bằng ở cái kia, quanh thân dung nhập nại hà kiều trong khí tức, đối với trên cầu quỷ tu tiến hành chấn thủ trông giữ. Lúc này, trong đó một bên hai tên chuẩn đế quỷ vương, đột nhiên mở mắt, cùng nhau đối mặt. Như núi lớn nguy nga thân thể, trong nháy mắt lơ lửng, hai tên quỷ vương mang trên mặt một chút sợ hãi, tình huống như thế nào. Lúc trước trong nháy mắt, bọn hắn không hiểu cảm giác được có một tia khí tức nguy hiểm hiển hiện não hải, nại hà kiều bốn phía lực lượng, ẩn ẩn tựa hồ có một tia một chút ba động, thật giống như bị cái gì dị vật xâm nhập tiến đến. Cái này nại hà kiều nhận bọn hắn giám thị, trên lý luận căn bản không có khả năng có cái gì có thể tránh thoát cảm giác của bọn hắn, xâm nhập đến nại hà kiều bên trong đến. Mà liền tại giờ khắc này, hai đại quỷ vương trên đỉnh đầu, bỗng nhiên toát ra hai bóng người, dù là đến lúc này, hai bóng người này đều là vô thanh vô tức, tần trần toàn thân nội liếm, không mang theo nửa điểm ba động, thủy mị đại đế cũng là an tĩnh dọa người. Ngược lại là nại Hà Kiều khác một bên, bỗng nhiên truyền đến một trận quy tắc dung chuyển chi lực. Cái này hai tên quỷ tu, đột nhiên hướng bên kia nhìn lại, mang theo một chút chấn kinh, nại Hà Kiều một bên khác thật đúng là xảy ra chuyện. Thật chẳng lẽ có cái gì ra hỏa xông vào, nói đùa cái gì, tại cái này phong đô thành bên trong lại vẫn có thể xảy ra chuyện như vậy. Là ai, là ai dám can đảm ở nại Hà Kiều xung quanh nháo sự, cũng không sợ bị diêm ma đại nhân biết được sau hung hăng trách phạt, trừ hồn luyện phách điên rồi đi hai đại quỷ vương trong lòng kinh ngạc nhưng cũng không phải thập phần lo lắng dù sao tại cái này phong đô thành bên trong đặc biệt là nại hà kiều phụ cận căn bản không người dám như thế nào trắng trợn dương oai chỉ là nghi hoặc hiếu kỳ ai tại đối diện gây sự mà giờ khắc này trên không tần trần trong tay bỗng nhiên xuất hiện nghịch sát thần kiếm bằng nhanh nhất mạnh nhất tốc độ hướng hai đại quỷ vương trong nháy mắt chém tới oanh một đạo đen kỳ kiếm quang trong nháy mắt sáng triệt cái này nại hà kiều bốn phía như là một vũng đen kịt loan nguyệt, bỗng nhiên lóe lên, bao trùm ở phía dưới hai đại quỷ vương. Khi cái kia kinh người kiếm quang sáng lên trong nháy mắt, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, lúc này mới trong nháy mắt truyền lại đến hai đại quỷ vương não hải, làm cho hai đại quỷ vương toàn thân giật mình, dùng mình. Nhưng không đợi hai đại quỷ vương có phản ứng, thủy mị đại đế não hải, một cỗ vô hình mị hoặc chi lực đột nhiên truyền ra. Hai cái tiểu gia hỏa, nơi này không có việc gì phát sinh, không cần ngạc nhiên như vậy, suyệt. Đừng động, trong lúc mơ hồ phảng phất có cái gì mông lung thanh âm tại hai người não hải sáng lên hai đại quỷ vương nguyên bản dưới sự kinh hãi đang muốn ngẩng đầu nhìn lại có thể đạo thanh âm này truyền lại nhập trong đầu của bọn họ thời điểm hai người ánh mắt trong nháy mắt hoảng hốt một chút không cần ngạc nhiên suệt đừng động hai đại quỷ vương não hải có chút mơ hồ vì cái gì bất động đỉnh đầu giống như có chút ba động cùng nguy hiểm truyền đến ta vì cái gì bất động nếu là không động lời nói sẽ không xảy ra chuyện đi Phốc, một tiếng nhu hòa cắt chém tiếng vang lên, trong đó một tên quỷ vương thân thể trong nháy mắt bị tần trần nghịch sát thần kiếm bổ chúng, liền như là như chém dưa thái rau, quỷ kia vương nhục thân trong nháy mắt tan rã ra, tại tần trần nghịch sát thần kiếm sát ý khủng bố trực tiếp, trực tiếp hóa thành một đạo tinh thuần quy tắc chi lực. Oanh, thân thể của hắn trực tiếp băng diệt, một cỗ nồng đậm quỷ vương thần hồn cùng bản nguyên khí thức băng tán, đang lúc tần trần đại thủ nhô ra, muốn cỗ này bản nguyên cùng thần hồn thu hồi thời điểm. Ông, từ cái kia bản nguyên cùng trong thần hồn, đột nhiên tràn ngập ra một cỗ cực kỳ quỷ dị khí thức đặc thù, đúng là trong nháy mắt chặn lại tần trần lực lượng nắm bắt. Cái gì? Tần trần hơi kinh hãi, ánh mắt của hắn lóe lên, vẻn vẹn một chút liền đã nhìn ra, đạo này chuẩn đế thần hồn cùng bản nguyên, đúng là cùng cái này nại hà kiều có liên hệ đặc thù nào đó, lúc này mới dẫn đến hắn không cách nào đem nó thần hồn cùng bản nguyên trong nháy mắt tóm lấy đến. Không tốt, mà trong nháy mắt này, một tên khác quỷ vương tựa hồ nhận lấy nại hà kiều chi lực thủ hộ, đúng là trong nháy mắt đánh thức đáng chết có địch tập trong miệng của hắn trực tiếp phát ra một đạo kinh sợ tiếng gào rú ánh mắt hoảng sợ trong nháy mắt này hắn đã cảm giác được bên cạnh mình một vị khác quỷ vương đúng là khí thức tiêu tán đã vẫn lạc nếu không phải là có nại hà kiều lực lượng thủ hộ hắn sợ là cũng trầm luân lúc trước loại kia đặc thù tiêu tan bên trong là ai kinh sợ bên trong quỷ này vương mãnh phóng lên tận trời một bên gầm thét một bên liền muốn dẫn động nại hà kiều bên trong lực lượng ông phong cách cổ xưa trên nại hà kiều đột nhiên liền muốn dâng lên một cỗ lực lượng đặc thù đến hừ tần trần đôi mắt phát lạnh căn bản không chờ đối phương kích hoạt nại hà kiều lực lượng trong tay hắn nghịch sát thần kiếm đã hóa thành một đạo quỷ dị kiếm khí bạo trảm mà ra tay nâng kiếm rơi mau lẹ vô biên chém xuống một kiếm một kiếm này đem hư không hắc ám đều đánh ra một đạo sáng như tuyết không gì sánh được vết nứt kiếm quang chiếu dọi toàn bộ thiên địa chết không quỷ kia vương hãi nhiên thất sắc người nào Phong đồ thành lấy ở đâu như thế một vị đỉnh cấp kiếm khách. Một kiếm này, quá mạnh, tần trần tu vi vốn ngay tại quỷ này vương phía trên, nếu không có quỷ này vương thân ở nại Hà Kiều, quanh năm chấn thủ nơi đây, cùng nại Hà Kiều có đặc thù nào đó liên hệ, nhận nại Hà Kiều thủ hộ, sợ là tần trần tùy ý một trường, liền có thể đem đối phương nắm ở trong tay. Mà bây giờ, cho dù là người này cùng nại Hà Kiều kết làm một thể, cũng căn bản không có sức chống cự tần trần công kích. Trong chấp nhóm này, tần trần chém xuống một kiếm, toàn lực tập kích đối phương. Một tôn này quỷ vương mới vừa cùng nại Hà Kiều dung hợp, cơ hồ không kịp có bất kỳ phản ứng, một tiếng ẩm vang tiếng vang, bị tần trần một kiếm chém phát nổ nhục thân. Tiểu thần, quát to một tiếng, tần trần đôi mắt băng lãnh, trong tay nghịch sát thần kiếm nở rộ thần hồng, trong nháy mắt xảo nhập cái kia hai tôn quỷ vương băng diệt bản nguyên cùng trong thần hồn. Lúc đầu tần trần còn muốn đem cái này bản nguyên cùng thần hồn nắm bắt, nhưng bây giờ lại không quản được nhiều như vậy, không bằng trực tiếp cho nghịch sát thần kiếm thôn phệ là, chủ nhân, nghịch sát thần kiếm bên trong truyền ra nãi thanh nãi khí thanh âm, một tiếng ầm vang, một cỗ sát ý kinh khủng chi lực đổ xuống mà ra, đem cái này hai đạo bản nguyên cùng trên thần hồn nại hạ kiều thủ hộ chi lực trực tiếp đánh nát, đồng thời đem cái này hai cỗ bản nguyên cùng thần hồn trong nháy mắt cắn nuốt không còn một mảnh. Oanh, nhận lấy nghịch sát thần kiếm bên trên sát ý khủng bố chân nhiếp, toàn bộ nại hạ kiều phát ra kịch liệt rung động đến. Mà lúc này, nại hạ kiều khác một bên, u minh đại đế cùng thái âm minh nữ tập sát cũng đến hồi cuối, Oanh một tiếng, hai đạo kinh khủng khí tức âm lãnh lướt qua, nại hà kiều đối diện cái kia hai tôn chuẩn đế quỷ vương, cũng là nhục thân băng diệt, thần hồn tản mát, tại u minh đại đế nhe răng cười âm thanh bên trong bị trong nháy mắt thôn phệ. Ngô, không sai, cái này nại hà kiều không hổ là sâm la diêm vực bên trong trí bảo, ở tại thai ngén phía dưới, nếu hai cái này nho nhỏ chuẩn đế sâu kiến, thế mà cũng có thể để bản tọa có chỗ khôi phục. U minh đại đế cười gần, lộ ra vẻ kinh ngạc. Mà nương theo lấy hắn tiếng nói rơi xuống, nại hà kiều hai bên trong nháy mắt tản mát đại đạo quy tắc kinh động đến trên cầu lịch luyện cùng quỷ tu cùng rất nhiều dưới cầu xếp hàng ý đổ đạp vào nại hà kiều các quỷ tu bọn hắn nhìn xem trong hư không kích tán đại đạo quy tắc chi lực một mặt mờ mịt cùng mộng bức tình huống như thế nào lấy ở đâu nồng đậm như vậy đại đạo quy tắc tản mát loại đại đạo này quy tắc tản mát cơ hồ chỉ có chuẩn đế cấp quỷ tu cường giả vẫn lạc mới có thể tản mát đi ra chẳng lẽ thủ hộ nại hà kiều bốn vị chuẩn đế quỷ vương đại nhân bên trong có quỷ tu vẫn lạc mà tại bọn hắn vẻ kinh ngạc đột nhiên ở phía xa phong đô thành hạch tâm nhất địa phương một tôn kinh khủng thân ảnh trong nháy mắt hiển hiện chân trời mang theo một tia mờ mịt cùng phẫn nộ phẫn nộ quát ai ai giết lệ khôi quỷ vương bọn chúng ai tại nại hà kiều nháo sự oanh nương theo lấy cái kia ù u thanh âm vang lên một đạo cực kỳ khủng bố đại đế khí thức trong nháy mắt phóng lên tận trời chấn động thiên địa u u thanh âm cấp tốc truyền vang trong chốc lát liền truyền tới toàn bộ phong đô thành các nơi trong nháy mắt kinh động đến phong đô thành vô số quỷ tu. Cái gì, có người tại nại Hà Kiều nháo sự, còn giết chấn thủ nại Hà Kiều lệ khôi quỷ vương bọn chúng. Đừng nói giỡn, đây chính là phong đô thành, xâm la diêm vực đệ nhị đại quỷ thành, ai dám ở chỗ này nháo sự. Dâm dầm dầm, nương theo lấy đạo này gầm thét vang lên, từng đạo kinh khủng chuẩn đế khí hơi thở trong nháy mắt từ phong đô thành bên trong lan truyền ra. Trong đó có mấy cỗ chuẩn đế quỷ vương khí tức khoảng cách nại Hà Kiều rất gần, trước tiên lướt về phía nại Hà Kiều, mặt lộ sợ hãi nhìn sang chỉ là bọn chúng trong lòng hồi hộp còn không có rơi xuống nhưng tại giây phút này bỗng nhiên một cái bàn tay to lớn hướng phía trong đó một tôn chuẩn đế quỷ vương bỗng nhiên vồ bắt mà đến oanh nổ thật to âm thanh lần này không có che lại toàn bộ phong đô thành vô số các quỷ thu đều thấy được thấy được cái kia chuẩn đế quỷ vương thân hình khổng lồ bị trong nháy mắt bóp nát ra vỡ nát thiên địa ngay sau đó một trường bao trùm thiên địa bịch một tiếng thần hồn hủy diệt một tôn này chuẩn đế quỷ vương bản nguyên rơi xuống, còn không có rơi xuống, trong nháy mắt biến mất, bị trực tiếp thôn phệ. Chương 5593, người đoán. Trong chốc lát, một cỗ thông thiên quy tắc khí thức phun trào thiên địa, tản mát ra, hiện lên ở toàn bộ phong đô thành tất cả quỷ tu trước mặt, trước mắt bao người, cái kia một tôn chuẩn đế quỷ vương bị trong nháy mắt bóp nát, tại chỗ thôn phệ. Cuồn cuộn tinh khí trùng thiên, như lang yên đứng vững, thẳng vào mây xanh. Yên tĩnh, yên tĩnh như chết. Giờ phút này phong đô thành bên trong tất cả quỷ tu đều ngơ ngác nhìn xem cái kia một tôn chuẩn đế quỷ tu vẫn là thân ảnh, từng cái trong đôi mắt cái bóng đi ra như sóng to gió lớn vẻ không thể tin được đến. Phong đô thành, xâm la diêm vực đệ nhị đại thành trì, ở đây rất nhiều các quỷ tu còn là lần đầu tiên nhìn thấy, lại có quỷ tu dám ở chỗ này nháo sự, thiên cổ kỳ đàm. Ha 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 ha, giết, mà lúc này một đạo cười to thanh âm vang vọng đất trời, chỉ gặp u minh đại đế hóa thành một đạo thấy không rõ diện mục hắc ám bóng ma, phóng lên tận trời, cấp tốc quét sạch hướng đánh tới mặt khác chuẩn đế quỷ vương, nhanh như một đạo thiểm điện. oanh, vẻn vẹn trong chốc lát, hắn liền bao phủ lại một vị khác chuẩn đế quỷ vương. cái kia cường đại tàn hồn chi lực cùng cái này chuẩn đế quỷ vương quấn quít lấy nhau, hai cô kinh khủng quy tắc khí tức cấp tốc va chạm, trong nháy mắt xâm lấn cái này chuẩn đế quỷ vương thân thể cùng thần hồn. a, à, một đạo trong tiếng kêu thảm thiết thê lương, cái kia chuẩn đế quỷ vương kiệt lực ngăn cản, lại là không làm nên chuyện gì toàn bộ thân hình đúng là bị một chút xíu tan giã đồng hóa cực kỳ thê thảm ngô cái này phong đô thành bên trong quỷ tu cũng không tệ chỉ là chuẩn đế quỷ vương cũng có như thế tinh thuần lực lượng không sai cái kia thập điện diêm đế dạy bảo không tệ u minh đại đế nhếch nhếch miệng ba trong mắt đen nhánh không ngừng lướt qua hư không khóa chặt ở đây toàn bộ thành trì cường giả quỷ tu tất cả quỷ tu bị con ngươi của hắn để mắt tới lập tức toàn thân phát lạnh có loại toàn thân cảm giác lạnh như băng lục đại chuẩn đế chỉ trong chốc lát liền có lục đại chuẩn đế vẫn lạc, để ở đây rất nhiều các quỷ tu toàn thân phát lạnh, như rớt vào hầm băng bình thường. Rút lui, có chuẩn đế quỷ vương gầm thét, đến quỷ khủng bố. Đây là những này chuẩn đế các cường giả trong lòng duy nhất ý nghĩ. Trong chớp mắt lục đại chuẩn đế bị giết, đây là không cách nào tưởng tượng, đại biểu trước mắt cái này tại trắng trận giết chóc vài tôn cường giả, trong đó tất nhiên có cường giả đỉnh cấp, nghiền ép tính đánh giết. Thậm chí đối phương bên trong vô cùng có khả năng còn có đại đế cấp cường giả, nếu không chuẩn đế yếu hơn nữa, đó cũng là chuẩn đế, sao lại tại ngang nhau cảnh giới cấp cường giả trên tay dễ dàng như vậy liền vẫn lạc, bao nhiêu có thể kéo dài một chút. Nhưng bây giờ, không có, không có chút nào chống cự, nhanh, quá nhanh, đến tột cùng là ai? Giờ khắc này, không ít cường giả dùng mình, thân hình nhanh lùi lại, tại không có biết rõ ràng đối phương chân diện mục thời điểm, không dám vì tiện xuất thủ. Nhưng mà để bọn hắn chấn kinh cùng khó có thể tin chính là Tại bọn hắn rất nhiều phong đô thành quỷ tu điên cuồng lui lại thời điểm, đối phương vậy mà cũng không có chủ động xuất kích, ngược lại là lui trở về nại hà kiều chỗ, chỉ là cười gần nhìn xem phong đô thành rất nhiều quỷ tu. Chẳng lẽ mục tiêu của đối phương cũng không phải là bọn hắn những này phong đô thành quỷ tu cường giả. Mọi người ở đây trong đầu hiện ra ý niệm trong đầu này thời điểm, liền thấy trên nại hà kiều không chỗ, cái kia một tên cầm trong tay đen kịt lợi kiếm chuẩn đế cường giả, lại là đột nhiên cười lạnh một tiếng, cúi đầu bỗng nhiên nhìn chăm chú phía dưới nại hà kiều sau một khắc trước mắt bao người cái này một tên quỷ tu nhô ra bàn tay khổng lồ đối với phía dưới nại hà kiều chính là bỗng nhiên rơi xuống một tiếng ầm vang trong chốc lát một đạo bàn tay khổng lồ hiển hiện thiên địa giống như có thể chấp trưởng thiên khung bóp nát tinh thần bình thường bỗng nhiên chính là gắt gao bắt lấy nại hà kiều cầu nối két một tiếng ngón tay kia chuẩn bị nở rộ đen kịt thần hồng mỗi một cây trên ngón tay đều có từng đạo tối nghĩa phức tạp phù văn tại âm thanh chói tai bên trong đem nại hà kiều gắt gao bắt lấy sau đó hung hăng hướng lên nhấc lên. Oanh, toàn bộ nại Hà Kiều phát ra một đạo tiếng vang chói tai, đúng là rung động kịch liệt, phảng phất muốn bị tần Trần trực tiếp cầm lên đến bình thường. Kịch liệt trùng kích phía dưới, trên nại Hà Kiều vô số quỷ tu lập tức phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn, từng cái tại chỗ nổ tung, phấn thân toái cốt, cực kỳ thê thảm. Gia hỏa này, đây là đang nắm bắt nại Hà Kiều, không đối, mục tiêu của bọn hắn không phải phong đô thành quỷ tu, mà là cái này nại Hà Kiều gan to bằng trời, quả thực là gan to bằng trời, bọn hắn đến tột cùng là quỷ tu gì. Dám tại phong đô thành dương oai, săn bắt trí bảo nại Hà Kiều, chẳng lẽ liền không sợ thập điện diêm đế đại nhân tức giận sao? Từng đạo kinh sợ thanh âm vang vọng đất trời, ở đây vô số các quỷ tu từng cái mặt lộ hoảng sợ cùng hãi nhiên, hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Giờ phút này, bọn hắn bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, trước mắt bọn này quỷ tu mục đích lại là nại Hà Kiều lên tần trần đại thủ gắt gao bắt lấy nại hà kiều vô số đám người nghị luận bỗng nhiên một tiếng gầm thét oanh điên cuồng sách động phía dưới nại hà kiều kịch liệt lắc lư phía dưới vong xuyên hà nước trong nháy mắt sôi trào lên nguy nga to lớn nại hà kiều đúng là tại tần trần vồ bắt phía dưới bị chậm rãi nhấc lên vô số lực lượng kinh khủng điên cuồng bạo quyền bốn chỗ tỏ khắp đáng giận dám thu lấy nại hà kiều muốn chết cái kia diêm ma đại đế mới từ trong bế quan tỉnh lại bỗng nhiên phát ra một đạo gào thét thảm thiết hắn ngay từ đầu còn có chút ngây người cùng cảnh giác lúc này nhìn thấy tần trần đúng là muốn đem nại hà kiều trực tiếp tóm lấy đến trong lòng lập tức giận không kềm được nại hà kiều chính là hắn phong đô thành trí bảo há có thể bị người khác cướp đi một khi bị đoạt đi thập điện diêm đế đại nhân sợ là căn bản sẽ không khinh suốt tha thứ với hắn oanh đạo kia kinh khủng nguy nga thân ảnh trong nháy mắt phóng lên tận trời hướng phía xa xa tần trần chính là trong nháy mắt đánh tới những nơi đi qua hư không trực tiếp bị đè ép ra một đạo kinh khủng vết nứt thông đạo. Diêm ma đại nhân, là diêm ma đại nhân xuất thủ. Ha ha ha, có diêm ma đại nhân tại, bọn này quỷ tu dám can đảm ở phong đô thành dương oai, hẳn phải chết không nghi ngờ. Từng đạo tiếng vui mừng vang vọng đất trời, vô số chuẩn đế quỷ vương đều kích động nhìn xem hư không chung diêm ma đại đế nguy nga thân ảnh, thân thể kích động đều đang run rẩy. Đại đế, ta phong đô thành lại có đại đế cường giả tỏa chấn, mà mặt khác quỷ tu nhìn thấy diêm ma đại đế rộng rãi thân ảnh cùng cái kia quét sạch thiên địa khủng bố đế chi khí tức cũng là từng cái cuồng hỉ không thôi kích động nhau nhau quỷ mọp xuống oanh diêm ma đại đế thân hình như là thiểm điện mang khỏa đáng sợ đen kịt mây đen bỗng nhiên vạch phá thiên địa trời cao ha 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 nhưng vào lúc này một đạo cười khẽ thanh âm đột nhiên quanh quẩn giữa thiên địa ngay tại diêm ma đại đế thân hình vừa cướp đến một nửa thời điểm từ phía dưới phong đô thành bên trong trong nháy mắt xông ra một đạo thân ảnh đen kịt đạo này thân ảnh đen kịt hiển hiện thiên địa, toàn thân nổ bắn ra từng cây xúc tu đen kịt, giống như cái kia to lớn bạch tuộc trách bình thường, hướng phía diêm ma đại đế như thiểm điện cuốn tới, cấp tốc quấn lên diêm ma đại đế thân thể. Ai, diêm ma đại đế trong lòng kinh hãi, ông một tiếng, trong tay hắn phút chốc xuất hiện một thanh đen kịt chiến phủ bình thường minh binh, đối với phía dưới cái kia xúc tu màu đen ẩm vang bổ xuống dưới. Oanh một tiếng, hai cỗ khí thức kinh khủng đụng vào nhau, lập tức vang dội vô số kinh thiên oanh minh, Diêm ma đại đế chỉ cảm thấy một cỗ khí tức kinh khủng đánh thẳng tới, thân hình đúng là bị bỗng nhiên cản trở một chút, hãi nhiên nhìn về phía phía dưới. Đại đế, hắn trong con mắt toát ra vẻ không thể tin được, phía dưới này lại còn có nhất tôn đại đế cường giả mai phục tại cái này, đáng sợ nhất là hắn lúc trước vậy mà không có phát giác. Cái này phong đô thành chính là đạo tràng của hắn, mặc dù hắn lúc trước là đang kinh nộ bên trong thức tỉnh, có thể có người tiềm phục tại nó nói giữa sân hắn đúng là không có chút nào phát giác, cái này khiến trong lòng của hắn làm sao không kinh diêm ma đại đế đại nhân nhà ta để cho ta mang cho ngươi đến ân cần thăm hỏi ha 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 ma lệ nhe răng cười lên tiếng sắc mặt điên cuồng một búa kia phía dưới hắn toàn thân khí huyết phun trào kém chút không có một ngụm máu tươi phun ra trong lòng thất kinh đại đế trung kỳ cường giả quả nhiên đáng sợ có thể trên mặt nhưng không có mảy may khiếp đảm đầy trời xúc tu lại lần nữa bạo quyền điên cuồng quấn quanh hướng diêm ma đại đế oanh chuẩn bị xúc tu vặn vẹo giống như là một đầu từ dưới biển sâu bay lên ác ma, cho người ta mãnh liệt sợ hãi cảm giác. Đại nhân nhà ngươi, các ngươi rốt cuộc là ai? Xiêm ma đại đế giờ phút này trong lòng hồi hộp, mà lệ triển hiện ra điên cuồng không hề tầm thường, mà nhất bản đại đế tuyệt không có trước mắt ra hỏa này điên cuồng như vậy khí thức, nhưng hắn nhưng căn bản không biết đối phương lai lịch. Cái này khiến ra đầu hắn run lên, trong đầu hiện lên vô số kinh sợ khả năng. Minh giới lịch sử đã lâu, ước vạn năm đến vô số kỷ nguyên sinh diệt, ra đời không ít đại đế cường giả. Mặc dù có rất nhiều đại đế cường giả một mực trong trạng thái mê man, biết được người không nhiều, nhưng hắn Diêm Ma chính là từ viễn cổ truyền thừa xuống đại đế nhân vật, năm đó thập điện Diêm đế còn vẻn vẹn chỉ là phổ thông đại đế thời điểm, ba người bọn họ liền đã cùng nhau hành tẩu minh giới. Có thể nói minh giới bên trong, Diêm Ma đại đế không quen biết đại đế cực kỳ thưa thớt, cơ hồ nhỏ bé không thể nhận ra. Nhưng bây giờ, tại cái này phong đô thành bên trong đột nhiên xuất hiện nhiều cường giả như vậy, trong đó thậm chí còn có như thế điên cuồng đại đế quỷ tu, cái này tuyệt không phải bình thường thế lực có thể bồi dưỡng được. Tại bây giờ minh mông minh giới bên trong trừ thập điện diêm đế bên ngoài, cũng chỉ có nhất tôn đại đế có bồi dưỡng cao thủ bực này năng lực. Nghĩ tới đây, diêm ma đại đế con người bỗng nhiên co rụt lại. Ha ha ha, chúng ta là người nào? Người đoán, ma lệ cười khẽ một tiếng, cũng không trả lời, hắn tiếng cười truyền lại, quanh quẩn thiên địa, vô số xúc tu hóa thành lồng giam, trực tiếp bao trùm diêm ma đại đế thân thể. Siêm vương khai thiên, lăn, Siêm ma đại đế gào thét, cầm trong tay đen kịt cự phủ, bỗng nhiên một bổ, giống như khai thiên bình thường, trong nháy mắt đem trước mắt đầy trời xúc tu cho trực tiếp vỡ ra đến, phát ra kịch liệt oanh minh. Ân, thủy mị, thái âm, các người đi giúp ma lệ, nơi xa, tần trần thấy thế, lúc này truyền âm quát lạnh. Là, oanh, oanh, Siêm ma đại đế vừa bổ ra ma lệ công kích, liền thấy hai đạo lưu quang từ đằng xa trong nháy mắt cất bước mà đến, cùng lúc đó, một đạo ẩn chứa vô tận mị hoặc khí tức trực tiếp truyền lại tiến diêm ma đại đế não hải, làm hắn não hải bỗng nhiên một choáng. Là mị hoặc công kích, diêm ma đại đế cỡ nào kiến thức, trong nháy mắt liền xem thấu thủy mị đại đế công kích, tinh thần dưới sự chấn động, bỗng nhiên tránh ra khỏi mị hoặc, một bố trực tiếp bổ ra. Oanh một tiếng, thủy mị đại đế thân hình điên cuồng lùi lại. Mà lúc này ma lệ cùng thái âm minh nữ đã lại lần nữa đánh tới, khốn trụ diêm ma đại đế. Cho bản thiếu lên, nhân cơ hội này, Tần Trần trực tiếp bắt đầu luyện hóa lên nại hà kiều đến. Chương 5594, diễn hóa tam sinh. Ong ong ong, nại hà kiều tại Tần Trần vồ bắt phía dưới, nhanh chóng run rẩy lên, toàn bộ thân cầu không ngừng bạo phát đi ra từng đạo lực lượng quỷ dị, nguồn lực lượng này chi khủng bố, không ngừng rót vào Tần Trần thể nội. Oanh, tứ phương thiên địa đều tại kịch liệt oanh minh, toàn bộ vong xuyên hà nước đều kịch liệt sôi trào lên, cực kỳ dọa người. Cái kia từng tia vong xuyên chi lực, Càng là thuận nại Hà Kiều muốn đi vào tần trần thân thể, ăn mòn tần trần nhục thân. Xuy suy suy, trong chốc lát, tần trần trên thân chính là toát ra từng đạo khói đen, đây là vong xuyên hà nước tại ăn mòn thân thể của hắn, trong cơ thể hắn đại đạo quy tắc cũng bắt đầu bị tan giã, muốn ăn mòn hầu như không còn. A, à, cỗ này ăn mòn chi lực, tần trần âm thầm kinh hãi, nhìn chăm chú phía dưới. Nhục thân của mình không giống tại bình thường minh giới quỷ tu, trải qua quá nhiều lực lượng tẩy lễ. Tại phán quyết lực lượng lôi đình cô đọng bên dưới, bây giờ nhục thân của mình đã trải qua tử hải chi lực, tội nghiệt chi lực, vực sâu chi lực các loại vô số cấp cao nhất lực lượng cải tạo. Nhưng hôm nay tại cái này vong xuyên hà ăn mòn bên dưới, vậy mà nhận lấy từng tia tổn thương, cái này khiến tần Trần trong lòng làm sao không kinh. Cái này vong xuyên hà thân là minh giới sinh ra liền uốn lượn đến nay dòng sông, quả nhiên không thể coi thường. Vong xuyên hà minh giới, uy danh hiển hách, nghe đồn là minh giới sinh ra mới bắt đầu liền xuất hiện một dòng sông dài bất luận cái gì quỷ tu đều không thể tùy tiện bước vào trong đó, một khi nhiễm vong xuyên hà nước, liền sẽ bị trong đó vô tận minh giới khí tức tra tấn ăn mòn, hóa thành xương khô. Bây giờ cái này một cỗ vong xuyên hà thủy chi lực chiếu xuống tần trần trên thân, lập tức liền mang đến cho hắn một tia mãnh liệt ăn mòn chi ý. Gia hỏa này là ai? Vậy mà như thế nhiễm vong xuyên hà nước, đây không phải muốn chết sao? Hừ, vong xuyên hà nước, chính là đại đế nhân vật cũng không dám tùy tiện nhiễm, chúng ta quỷ tu cần lướt qua vong xuyên hà, nhất định phải từ trên nại hà kiều vượt qua một khi rơi xuống cầu núi liền sẽ lọt vào vô tận thống khổ tra tấn gia hỏa này lại còn dám chủ động trêu chọc phong xuyên hà nước không biết sống chết này sẽ nhìn hắn làm sao bây giờ phong đô thành bên trong vô số quỷ tu lúc đầu trấn nhiếp tại tần trần thực lực kinh khủng cùng khí tức bây giờ phát hiện tần trần vậy mà không nhìn phong xuyên hà nước lập tức trong lòng cười lạnh liên tục thân là phong đô thành quỷ tu bọn hắn đối với phong xuyên hà là hiểu rõ nhất bất quá đây chính là minh giới bên trong cường đại nhất dòng sông một trong, ngay cả đại đế cũng có thể chôn vùi. Có ý tứ, cái này vong xuyên hà thủy chi lực, không những ở ăn mòn nhục thể của ta, mà ngay cả ta đại đạo cũng tại ăn mòn, đáng tiếc, bản thiếu đại đạo, há có thể cái này khu khu vong xuyên hà thủy năng ăn mòn. Sông núi ngũ nhạc, ta thân bất diệt, oanh, tần trần quát khẽ một tiếng, căn bản không muốn cùng cái này vong xuyên hà nước có quá nhiều dây dưa, trong tiếng quát trói tai, một đạo đáng sợ sơn nhạc khí tức từ tần trần trong thân thể bỗng nhiên bạo phát đi ra. Chính là ban đầu ở từ hải bên trong, hắn từ ngũ nhạc minh đế đạo kia chiếu ảnh bản nguyên bên trong cảm ngộ đến minh nhạc quy tắc. Một tiếng ẩm vang, trong chốc lát, tần trần cả người thật giống như hóa thành một tòa rộng rãi đen kịt sơn nhạc, sơn nhạc nguy nga, giống như từ minh giới thái cổ hoành không xuất thế, trong nháy mắt cô động đem cái kia cuồn cuộn vong xuyên hà thủy chi lực trực tiếp ngăn cản tại nhục thân bên ngoài cái gì cỗ này lớn như núi đạo quy tắc hẳn là nơi xa đang bị ma lệ thủy mị đại đế thái âm minh nữ vây công diêm ma đại đế cảm giác được tần trần trên người đại đạo khí tức trong lòng lập tức quá sợ hãi sắc mặt bỗng dương tái nhợt chính mình suy đoán quả nhiên không có lửa thì sao có khói cũng không phải là lung tung mà vì kẻ này tuyệt đối cùng ngũ nhạc minh đế có liên hệ nào đó diêm ma đại đế thần sắc kinh sợ không thôi thân là viễn cổ đại đế hắn đối với ngũ nhạc minh đế tự nhiên cực kỳ quen thuộc đã từng tới đã từng quen biết bây giờ tần trần trên người tán phát ra sơn nhạc quy tắc, toàn bộ minh giới trừ ngũ nhạc minh đế, tuyệt không có vị thứ hai đại đế có loại này tạo nghệ. Người này hoặc là ngũ nhạc minh đế truyền nhân, hoặc là chính là cùng có cực kỳ thân mật quan hệ. Mà tại riêng mà đại đế kinh sợ trong ánh mắt, tần trần căn bản không nhìn hắn, tại đem ăn mòn mà đến vong xuyên hà nước trực tiếp bài xích đằng sau. Ngay sau đó, tần trần đại thủ trong nháy mắt gắt gao vồ lấy nại hà kiều, thể nội bản nguyên lưu truyền ẩn chứa minh giới 3.000 đại đạo quy tắc chi lực khí tức, trực tiếp đánh vào nại hà kiều bên trong. Ông, nại hà kiều kịch liệt rung động, phía trên trong nháy mắt nổi lên từng đạo khí tức đáng sợ. Trong lúc mơ hồ, Tần Trần đúng là cảm nhận được một loại lực lượng vận mệnh tại thẩm thấu thân thể của mình. Giờ phút này Tần Trần Phảng Phất đặt mình vào tại một mảnh hư ảo giữa thiên địa, bốn phía hư không đều là một mảnh trắng xóa, không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Mà ở trước mặt của hắn, Phảng Phất có một bóng người tại hành tẩu, đạo thân ảnh này cực kỳ mơ hồ chật vật, trong lúc hành tẩu thân thể đúng là tại một chút xíu tan rã, phảng phất muốn tan theo gió. Đồng thời, bốn phía có vô số quỷ ảnh, cầm trong tay lưỡi dao, cùng các loại hình cụ, cấp tốc quấn chặt lấy bóng người kia, đem hắn hung hăng tra tấn, từng cây kia lưỡi dao, nhào nhào đâm vào đạo thân ảnh này thể nội, đem hắn rút gân lột ra, cực kỳ thê thảm. Trong thoáng chốc, đạo thân ảnh này kêu thê lương thảm thiết ở giữa, tần trần bỗng nhiên thấy rõ ràng mặt mũi của đối phương, lại là chính mình. Đây là, tần trần con người bỗng nhiên co rụt lại, toàn thân toát ra lít nha lít nhít nổi ra gà. Trong truyền thuyết, Nại Hà Kiều có thể diễn hóa suốt bất luận cái gì quỷ tu kiếp trước kiếp này, khảo nghiệm hắn tam sinh tam thế, chẳng lẽ mình nhìn thấy, chính là mình tương lai. Chính mình kiếp sau, ý niệm trong đầu này, trong nháy mắt hiện lên tần trần não hải, làm hắn ý chí mơ hồ. Không tốt, tần trần tiểu tử này bị Nại Hà Kiều tam sinh chi lực cho xâm lấn, chính lọt vào tam sinh khảo nghiệm. Cảm giác được tần trần khí tức trên thân biến hóa, cách đó không sao u minh đại đế sắc mặt lập tức biến đổi nại hà kiều mặc dù ở vào thập điện diêm đế lãnh địa phong đô thành nhưng lại cũng không phải là thập điện diêm đế luyện chế vật này chính là viễn cổ minh giới đỉnh cấp trọng bảo là năm đó thập điện diêm đế tiến vào chỗ bí cảnh kia đằng sau lấy được đỉnh cấp bảo vật vật này cực kỳ khủng bố tuyệt không phải bình thường chính là đại đế cường giả đạp vào nại hà kiều cũng sẽ lọt vào thứ ba sinh luân hồi ảnh hưởng lâm vào vực sâu vô tận mà lại thực lực càng mạnh tu vi càng cao người tại trên nại Hà Kiều cảm ứng được Tam Sinh khảo nghiệm cùng Cha Tấn càng là khủng bố, cho nên lớn bao nhiêu Đế Cường giả, căn bản không dám đạp vào cái này nại Hà Kiều. Cho đến tận này còn chưa bao giờ có đạp vào qua nại Hà Kiều đại Đế Cường giả có thể ý chí thanh tỉnh vượt qua cái này Tần Trần Tiểu Tử quá lỗ máng, bản tòa còn tưởng rằng hắn chỉ là muốn thông qua nắm bắt nại Hà Kiều đến câu dẫn Diêm Ma đại đế xuất hiện, lại đối với hắn tiến hành âm thầm phục sát, không nghĩ tới hắn càng như thế lớn mật lại trực tiếp muốn đem cái này nại hà kiều luyện hóa, lần này phiền toái. U Minh đại đế thần sắc lo lắng, như là kiến bò trên chảo nóng. Mà đổi thành một bên Diêm Ma đại đế thì là cười lạnh. Ha ha ha, gia hỏa này, thật sự là không biết trời cao đất rộng, dám trực tiếp đi luyện hóa nại hà kiều, như này hóa vàng dễ luyện hóa như thế, thập điện Diêm Đế đại nhân há lại sẽ đem nó cứ như vậy hoành giá tại Vong Xuyên Hà bên trên, thậm chí ngay cả bản đế đều chưa từng đem luyện hóa, chiếm thành của mình. Diêm Ma Đại Đế cười lạnh liên tục, trên nại Hà Kiều Tam Sinh chi lực cường đại, cho dù là hắn cũng muốn cẩn thận từng ly từng tí, không dám nhiễm quá nhiều, trước mắt tiểu tử này dám cứ như vậy trực tiếp luyện hóa, đây không phải muốn chết là cái gì. Ngay từ đầu, Diêm Ma Đại Đế còn lo lắng Tần Trần sẽ đem nại Hà Kiều cướp đi, nhưng khi Tần Trần cưỡng ép muốn đem cái này nại Hà Kiều luyện hóa thời điểm, Diêm Ma Đại Đế một trái tim lại là trong nháy mắt rơi xuống. Nại Hà Kiều có thể bị quỷ tu mang đi, nhưng cảm giác không có khả năng bị quỷ tu luyện hóa. Oanh, giờ phút này, cái kia trên nải Hà Kiều không ngừng bạo phát đi ra từng đạo kinh khủng tam sinh chi lực, đạo này tam sinh chi lực điên cuồng tập nhập tần trần thể nội, làm hắn lâm vào vô tận tra tấn khảo nghiệm bên trong, đồng thời, tại cái này minh giới thiên địa bên trong, ẩn ẩn muốn hiển hóa ra tần trần kiếp trước kiếp này đến. liền để bản đế nhìn xem, kẻ này đến tột cùng là lai lịch gì, cùng ngũ nhạc minh đế có liên quan như thế nào, dám đối bản đế phong đô thành ra tay. Siêm ma đại đế hử lạnh một tiếng, oanh, sau lưng của hắn, một đạo rộng rãi diêm ma hư ảnh hiển hiện, chừng vạn trượng độ cao, như là ma thần, đem ma lực mấy người cùng nhau đẩy lui, sau đó gắt gao nhìn chằm chằm xa xa tần trần. Chỉ cần tần trần kiếp trước kiếp này bị nại hà kiều chi lực biến hóa ra, là hắn có thể trong nháy mắt biết được lai lịch của đối phương, không có bất kỳ người nào có thể tại nại hà kiều lực lượng bên dưới, che giấu mình lực lượng. Đại đế cũng không được, ông, trong lúc mơ hồ, diêm ma đại đế trong nháy mắt trông thấy, tần trần trong thân thể, một đạo mơ hồ hư ảnh nổi lên mắt thấy đạo thân ảnh này liền muốn hiện ra chân thân khuôn mặt. Đột ngột, oanh, từ tần trần trong thân thể, đột nhiên bạo phát đi ra một cỗ kinh khủng hắc ám lôi đình chi lực, một đạo đi ngang qua vạn cổ, giống như có thể đem cái này thiên khung trực tiếp xé rách khủng bố hắc ám lôi quang, từ này giữa thiên địa bỗng nhiên nở rộ, trong nháy mắt quanh quẩn toàn bộ phong đô thành bầu trời. Ngô, cái này nại hà kiều thật đúng là không phải bình thường, kém một chút, bản thiếu chân chính bản nguyên liền bị bày ra. Nguyên bản lâm vào thống khổ trong khảo nghiệm tần trần chẳng biết lúc nào, không ngờ mở hai mắt ra, thời khắc mấu chốt, là lôi đình chi lực đem hắn tỉnh lại, trực tiếp chân áp xuống cái này nại hạ kiều tam sinh chi lực. Tại phán quyết thần lôi phía dưới, không có bất kỳ người nào, có thể nhìn trộm kiếp trước của hắn kiếp này, thẩm phán tương lai của hắn. Ám lôi lĩnh vực, diệt, tần trần quát như sấm mùa xuân, một tiếng gầm thét, một tiếng ẩm vang, hắn toàn thân nở rộ vô tận đen kịt lưu quang cuồn cuộn hắc ám lôi đình giống như đại dương bộc phát quét sạch bỗng nhiên bọc lại nại hà kiều xì 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 hắc ám lôi đình chôn vùi hết thảy đem trên nại hà kiều trong nháy mắt chân áp sau một khắc cả toàn nại hà kiều hóa thành lớn chừng bàn tay trong nháy mắt rơi vào đến tần trần trong tay trong chốc lát tần trần cũng cảm giác chính mình cùng nại hà kiều ở giữa có đặc thù nào đó liên hệ cái này một toàn nại hà kiều đã bị hắn luyện hóa nắm giữ trong tay không sai thật quỷ dị hóa vàng tần trần kinh hỉ nhìn xem nại hà kiều khi hắn luyện hóa nại hà kiều trong nháy mắt một loại đặc thù cảm giác đã hiển hiện trong đầu của hắn, để hắn hiểu được tới trong tay mình nại Hà Kiều đến tột cùng là bực nào kinh khủng một kiện trí bảo. Ha ha ha, nghĩ không ra lần này đến đây Phong Đô Thành lại còn có như vậy thu hoạch. Tần Trần cười to, quay đầu nhìn về phía Diêm Ma Đại Đế, thân hình thoát một cái ở giữa, bỗng nhiên hướng hắn bạo lao đi. Diệt, oanh, Tần Trần quát trói tai, đại thủ nhô ra, như là đế vương, trực tiếp vổ bắt hướng Diêm Ma Đại Đế, hoành tảo vô địch. Trương năm 5595 thì là ai? Mà tại Tần Trần thành công luyện hóa lại Hà Kiều trong nháy mắt. Minh giới vô tận trong thiên địa, chính tật tốc bay lượn lấy Thập Điện Diêm Đế hơi nhướng mày, dường như cảm ứng được cái gì, bỗng nhiên quay đầu nhìn mình lãnh địa chỗ. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn trong lúc mơ hồ phảng phất cảm thấy có cái gì nhân quả chi lực, cùng hắn trong nháy mắt đứt gãy bình thường, không hiểu, hắn lại có loại cảm giác đau lòng. Chuyện gì xảy ra? Thập Điện Diêm Đế trong lòng giật mình, Đến hắn cảnh giới này, bình thường là không có loại này tâm huyết dâng trào cảm giác, thường thường trong lúc bất chợt sinh ra loại cảm giác này, cái kia tất nhiên là xảy ra chuyện gì đặc thù sự tình, tại từ nơi sâu xa ảnh hưởng đến tâm cảnh của hắn. Đến cùng xảy ra chuyện gì, tại sao lại để cho mình tâm thần không hiểu tim đập nhanh một chút, tựa như thiếu đi cái gì đồ vật chân quý một dạng. Thập điện diêm đế trong lòng âm trầm, ánh mắt ngẩng đầu, ý đồ thông qua vô tận vận mệnh nhân quả chi lực nhìn thấy đây hết thảy lý do chỉ là không đợi hắn nhìn trộm đến cái gì một bên ngũ nhạc minh đế dường như phát hiện thập điện diêm đế dị tượng ánh mắt lập tức động lại lúc này lạnh giọng nói thập điện ngươi đang suy tính thứ gì oanh mơ hồ tràn ngập sát cơ ngũ nhạc minh đế ánh mắt lấp lẽ, mang theo cực độ vẻ hoài nghi cái này thập điện diêm đế sẽ không phải giấu diếm chính mình cái gì đi u minh đại đế đột nhiên còn sống trở về để ngũ nhạc minh đế đối với chung quanh hết thảy tất cả đều sinh ra hoài nghi những năm gần đây thập điện diêm đế mặc dù từ trước đến nay chính mình bảo trì đồng bộ, nhưng mà ai biết hắn vụng trộm có cái gì dị dạng cử độc, như hắn cùng U Minh Đại Đế ở giữa có liên hệ nào đó, cũng không phải không có khả năng. Biết quỷ biết mặt không chi tâm, hắn không thể không đề phòng, mà tại ngũ nhạc minh đế mơ hồ sát cơ phía dưới, thập điện diêm đế suy tính trong nháy mắt không cách nào tiến hành, sắc mặt lập tức khó coi nói, ngũ nhạc minh đế, người đây là ý gì? Hắn không hiểu trong lòng có một tia bực bội chi ý, Câu nói này, nên bản tọa đến hỏi ngươi đi. Bây giờ U Minh Đại Đế đột nhiên xuất hiện, người ta đều tại giành giật từng giây chạy tới Hoàng Tuyền Sơn, có thể ngươi vừa mới cử động. Ngũ Nhạc Minh Đế hử lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi hoài nghi bản tọa cùng U Minh tên kia cấu kết? Thập Điện Diêm Đế nghe lập tức nổi trận lôi đình, sắc mặt khó coi nói, Ngũ Nhạc, những năm này giữa ngươi và ta cùng tiến thối, quan hệ giữa chúng ta mặc dù không nói thân mật vô gian, nhưng cũng ít nhất là lợi ích nhất trí u minh tên kia cỡ nào ngớ ngẩn bản tọa như thế nào cùng hắn hợp tác đây tuyệt đối là đối với hắn trí thông minh trần trụi vũ nhục không có tốt nhất nhìn xem thập điện diêm đế tức giận sắc mặt ngũ nhạc minh đế gặp nó không giống như là ngụy trang không khỏi âm thầm nhẹ nhàng thở ra người cũng nói cái này u minh cực kỳ ngớ ngẩn có thể lần này hắn đúng là như vậy thần không biết quỷ không hay trở về minh giới hơn nữa còn cùng vực sâu bộ tộc có chỗ cấu kết không thể không khiến người hoài nghi sau lưng nó ẩn giấu đi cái gì. Đã ngươi cùng không quan hệ, vậy ta ngươi liền cùng nhau đi cái kia Hoàng Tuyền Sơn nhìn xem, ra hỏa này đến tột cùng đang làm cái gì. Ngũ nhạc minh đế híp mắt nói, người đây hẳn là sẽ không cự tuyệt đi. Thập điện diêm đế sắc mặt khó coi nói, ngũ nhạc, trong đầu óc người nghĩ đều là cái gì, yên tâm, lần này bản tọa chắc chắn cùng ngươi cùng nhau đi tới cái kia Hoàng Tuyền Sơn, biết rõ ràng chân tướng. Sứt lời, thập điện diêm đế cũng mất tiếp tục suy tính tâm tư, lúc này đi theo ngũ nhạc minh đế cấp tốc chạy tới Hoàng Tuyền Sơn, đúng như là ngũ nhạc minh đế lời nói, việc cấp bách ngăn cản U Minh Đại Đế mới là bọn hắn chuyện trọng yếu nhất. Mà tại thập điện Diêm Đế cùng ngũ nhạc minh đế tiếp tục điên cuồng chạy tới Hoàng Tuyền Sơn thời điểm. Phong Đô Thành, Diêm Ma Đại Đế gắt gao nhìn xem giống tuyết phong xuyên hà trên không, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Không có khả năng, hắn phát ra một đạo dữ tợn gào thét, trong mắt trừng tròn xoe, làm sao cũng không dám tin tưởng, một mực sừng sững tại phong đô thành vong xuyên hà trên không ước vạn năm nại hà kiều lại bị người cứ như vậy cho nắm bắt đi chuyện này rốt cuộc là như thế nào giờ này khắc này diêm ma đại đế nội tâm hiện lên vô tận kinh sợ trên đời này vì sao lại có có thể trấn áp lại nại hà kiều lực lượng đó căn bản không có khả năng từ khi năm đó thập điện diêm đế đem cái này nại hà kiều đặt phong xuyên hà bên trên đằng sau ước vạn năm đến cái này nại hà kiều từ đầu đến cuối sừng sững nơi đây không biết ảnh hưởng tới bao nhiêu quỷ tu, sẽ xâm la diêm vực nuôi dưỡng bao nhiêu cường giả. Nhưng bây giờ, đáng chết, để bản đế nhìn xem, các hạ đến tột cùng là ai, lợi dụng cái gì ti tiện thủ đoạn, có thể đem nại hạ kiều cướp đi. Diêm ma đại đế trong nháy mắt gấp, hắn gầm thét lên tiếng, phía sau diêm ma hư ảnh nguy nga trùng thiên, như là một tôn ma thần, hai tay nắm chặt chiến phủ hư ảnh, tại diêm ma đại đế gào thét phía dưới, cái kia to lớn diêm ma hư ảnh cầm trong tay đen kịt chiến phủ, đối với tần trần nhô ra đại thủ chính là hung hăng bổ tới. Một tiếng ầm vang, trong chốc lát, thiên không bị xé nứt mở một đạo lỗ thùng to lớn, vô tận hư không không ngừng xé rách, cái kia nguy nga cự phủ như là cuộn cổ khai thiên bình thường chiếu dọi cổ kim tương lai trong nháy mắt liền cùng tần trần nhô ra đại thủ đụng vào nhau oanh kịch liệt trong tiếng oanh minh tần trần đại thủ tại diêm ma đại đế đen kịt chiến phủ nghiền ép bên dưới đúng là bị trực tiếp vỡ ra đến tầng tầng khí thức cuồng bạo không ngừng trùng kích nhập tần trần trong đại thủ đem hắn ngưng luyện ra nguy nga đại thủ trong nháy mắt chôn vùi chém nát ra chuẩn đế người vậy mà thật sự là chuẩn đế diêm ma đại đế cảm giác tần trần tán loạn ra đại thủ khí thức trong đôi mắt toát ra đến vẻ khiếp sợ không khỏi tâm thần kịch chấn mặc dù tần trần lúc trước một mực triển lộ lấy chuẩn đế khí hơi thở nhưng ở diêm ma đại đế xem ra vậy chỉ bất quá là tần trần vì che giấu thân phận của mình cố ý mê hoặc hắn làm ra ẩn tàng mà thôi tần trần tu vi chân chính tuyệt đối tại đại đế phía trên nếu không tuyệt không có khả năng bày ra thực lực kinh khủng như thế có thể giờ phút này khi hắn minh minh bổ chúng tần trần đại thủ đằng sau hắn mới trong nháy mắt giật mình tỉnh lại trước mắt cái này cướp đi nại hà kiều tiểu tử vậy mà không có chút nào che giấu mình tu vi hắn lại thật chỉ là một tôn chuẩn đế thiên phương dạ đàm một tôn chuẩn đế làm sao có thể luyện hóa nại hà kiều siêm ma đại đế trong lòng cuốn lên kinh đào hải lãng đồng thời trong tay động tác lại là không ngừng chút nào cái kia đen kịt chiến phủ hóa thành một đạo sát ý vô tận, đối với tần trần chính là hung hăng bổ xuống dưới. Chết, nương theo lấy diêm ma đại đế gào thét, cái kia đen kịt chiến phủ đã đi vào tần trần đỉnh đầu, ngang nhiên chém xuống. Hừ, tần trần thấy thế hừ lạnh một tiếng, trong đôi mắt chiến ý giạt rào, cho tới nay, hắn thấy biết qua cường giả trừ tứ cực đại đế phân thân bên ngoài, còn chưa bao giờ cùng một tôn trung kỳ đại đế cấp cường giả chân chính giao thủ qua, bây giờ cái này diêm ma đại đế vừa vặn có thể thử một lần. Keng một tiếng, nghịch sát thần kiếm bỗng nhiên xuất hiện tần trần trong tay tiểu thần tần trần một tiếng quát lạnh dẫn động lực lượng ở trong đó trong tay nghịch sát thần kiếm như thiểm điện cùng cái kia đen kỳ chiến phủ đụng vào nhau oanh một tiếng một đạo đủ để đánh gãy thiên khung khủng bố nổ tung thanh âm vang vọng đất trời một cỗ vô cùng kinh khủng lực trùng kích sau đó một khắc trong nháy mắt đánh vào tần trần thân thể đem hắn bỗng nhiên đánh bay ra ngoài phía sau hư không trong nháy mắt nổ tung hóa thành bột mịn mãnh liệt khí tức chấn động xuống Tần Trần thể nội khí huyết phun trào, kém chút không có tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi. Lợi hại, Tần Trần nhíu mày nhìn về phía trước mắt Diêm Ma Đại Đế, lộ ra vẻ hưng phấn. Cái này Diêm Ma Đại Đế cường đại, quả nhiên không thể coi thường, nếu không phải là hắn nhục thân cực độ cô độc, viễn siêu bình thường Đại Đế, còn có nghịch sát thần kiếm gia trì, chỉ là lúc trước một kiếm kia, cũng đủ để đem hắn nhục thân trấn vỡ ra, trực tiếp phân thân toài cốt. Trung kỳ Đại Đế, quả nhiên không phải bình thường. Nhưng mà Tần Trần trong lòng mặc dù sợ hãi thán phục, có thể trong đôi mắt sát ý lại là càng cường thịnh, thân hình trong nháy mắt lại lần nữa bạo lược đánh tới, chư vị mau chóng tốc chiến tốc thắng, tuyệt đối không thể phá hư kế hoạch của đại nhân. Oanh, nương theo lấy gầm thét, Tần Trần trong nháy mắt thẳng hướng Diêm Ma đại đế. Không chỉ có là Tần Trần, Thái Âm Minh nữ, Ma Lệ, Thủy Mị đại đế cũng trong nháy mắt động, trong nháy mắt Diêm Ma đại đế điên cuồng đánh tới. Ha ha ha, Diêm Ma đại đế, không bằng ngủ một giấc như thế nào? một đạo vỗ mị cười khẽ thanh âm quanh quẩn thiên địa trong nháy mắt truyền vào diêm ma đại đế não hải làm hắn não hải trong nháy mắt trở nên hôn mê đứng lên mà ma lệ thì là trong nháy mắt phun trào vô số xúc tu siêu 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 từng cây xúc tu màu đen điên cuồng quét sạch giống như lồng giam từ bốn phương tám hướng bao khỏa diêm ma đại đế về phần thái âm minh nữ trong tay cũng là trong nháy mắt xuất hiện một chiếc gương cổ đối với diêm ma đại đế chính là trong nháy mắt chiếu rọi mà đến ầm ầm tứ đại cường giả đồng loạt ra tay, trong nháy mắt liền để diêm ma đại đế quanh thân hư không ngưng kết, có chút khó mà dung chuyển. đáng chết, mở ra phòng đồ thành đại trận, tranh thủ thời gian đưa tin tứ phương, thỉnh cầu cứu viện. diêm ma đại đế từ thủy mị đại đế mị hoặc bên trong trong nháy mắt tránh thoát, long long gào thét lên tiếng. vô số cường giả liên thủ, để hắn trong nháy mắt cảm nhận được cảm giác nguy cơ mãnh liệt. rầm rầm rầm, mà nương theo lấy diêm ma đại đế gầm thét. Phòng đồ thành bên trong nguyên bản kinh hãi nhìn xem nơi này rất nhiều chuẩn đế quỷ tu, giờ phút này nhao nhao phóng lên tận trời, trực tiếp mở ra phong đô thành nguy nga đại trận, đồng thời rất nhiều cường giả, cũng là xuất ra đưa tin trí bảo, nhao nhao đưa tin đứng lên. Nhưng mà, làm bọn hắn kinh sợ chính là khi bọn hắn thôi động chính mình đưa tin trí bảo thời điểm, lại phát hiện căn bản là không có cách truyền ra ngoài tin tức. Hư, đại nhân sớm có đoán trước, sao lại để cho các người có đưa tin đi ra cơ hội. Tần Trần cười lạnh một tiếng bỗng nhiên vung tay lên. Oanh, nương theo lấy bàn tay của hắn nhô ra, trong hư không từng cây trận trụ đột nhiên phóng lên tận trời, những này trận trụ chẳng biết lúc nào lại đều đã giấu ở trong hư không, giờ phút này trong nháy mắt hiện ra, bạo phát ra thông thiên quang mang. Trong hư không, trọn vẹn 9981 đạo nguy nga trận trụ diễn hóa thiên địa, trong nháy mắt hóa thành một mảnh minh mông trận quang, bao phủ lại toàn bộ phong đô thành chỗ, phong tỏa hết thảy hư không. Cửu Minh cấm bay đại trận, nhìn thấy tòa đại trận này, Diêm ma đại đế trong nháy mắt chừng to mắt, lộ ra vẻ cực độ khiếp sợ. Không sai, các hạ không hổ là viễn cổ đại đế, quả nhiên có chút tầm mắt, vật này chính là đại nhân ban cho chúng ta cửu minh cấm bay đại trận. Tần trần cười lạnh một tiếng, khóe miệng phát hỏa trào phúng. Hắn hiển nhiên là muốn bắt rùa trong hũ, không cho Diêm ma đại đế mảy may cơ hội đào tẩu. Đại nhân, mà nghe được tần trần lời nói, Diêm ma đại đế lại là bỗng nhiên con người co rụt lại có thể đừng nhiều như vậy đại đế cường giả xưng là đại nhân thì là ai